không vệ tinh không chương 96, mua bí kíp. Tại ba rượu ở lầu một hội quán cực hạn, có hơn 10 vũ giả đang tán dốc ở đây. Trong số đó có mấy người là người của tiểu đội hỏa chù y. Khi La Phong vừa đến. Chào, La Phong. Tên điên tới rồi. Cả đám người trong ba rượu đều chào. La Phong cười đáp lại vài tiếng, rồi tới bàn của tiểu đội hỏa chù y ngồi xuống. Bàn đó gồm Cao Phong, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cốc, La Phong cùng với Trương Khoa tàn tật. Sáu người ngồi xuống bèn cười nói, uống rượu, cho đến lúc 9 giờ hơn mới tiễn Trương Khoa ly khai. Trên bàn chỉ còn lại có 5 người La Phong. La Phong, em nói xem, quái thú lần này chúng ta săn giết được nên xử lý như thế nào đây? Cao Phong cười nói. Theo anh thấy, trực tiếp bán lấy tiền thôi. Ngụy Thiết không khỏi kêu lên. La Phong lắc đầu nói, đội trưởng, Lần này phần thuộc em trong số vật liệu quái thú săn giết được, em chuẩn bị bán cho cực hạn tổng hội quán, để đạt được số điểm cống hiến nhất định. Mãi đến giờ, điểm cống hiến của em mới có vẻn vẹn vẻ mấy trăm điểm, đến cả cấp một sao cũng không đạt tới. Mấy trăm điểm cống hiến này cũng là nhờ lúc trước điên cùng giết chóc trên 10 vạn con quái thú cấp thú binh, bỏ ra một tiểu bộ phận bán cho cực hạn vũ quán mới đạt được chút đỉnh như vậy. Đúng vậy, cho đến giờ, điểm cống hiến của la phong chưa từng đạt tới cấp một sao cao phong gật đầu những người khác cũng không khỏi cười gật đầu đúng cũng nên tìm chút điểm cống hiến điểm cống hiến cao cũng có nhiều chỗ tốt trần cốc hồ theo tỷ như mua bí tịch phải tự mình mua mới được chỉ khi đủ điểm cống hiến mới nên mua bí tịch tốt hơn nữa phải có thánh cấp mới có thể vào được phòng huấn luyện đặc biệt của cực hạng tổng hội quán để tiến hành huấn luyện La Phong gật đầu, một vài phòng huấn luyện có công nghệ cực cao, giá cực kỳ đắt, cho dù một vài thế lực lớn cũng không mua nổi. Chỉ có loại thế lực khổng lồ như Cực Hạng Vũ Quán, Lôi Điện Vũ Quán mới có thể kiến tạo tại mỗi căn cứ thị một vài phòng luyện công kỳ lạ, nhưng phòng luyện công đó, chỉ khi điểm cống hiến đạt tới cấp bậc nhất định mới có thể mỗi năm được vào đó một thời gian nhất định để tu luyện mà thôi. Như vậy đi. Cao Phong lấy từ trong ngực ra một mảnh giấy trên giấy ghi lại những vật liệu quái thú do tiểu đội hỏa chùi y săn giết được lần này, đây là tất cả chúng ta thu hoạch được lần này. Mỗi dạng vật liệu đều có một giá thị trường nhất định. Tất cả vật liệu định giá cộng lại là chừng 2 tỷ 200 triệu. Cao Phong ép thanh âm tới mức nhỏ nhất. Hơn nữa bây giờ cũng muộn rồi, trong ba rượu cũng chẳng có mấy người. Kỳ thật nếu bị người khác nghe được cũng không có gì. Lần này săn giết quái thú, ta và La Phong làm chủ, Trần Cốc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh phụ giúp. Như vậy, Trần Cốc, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, mỗi người được 10%, tương đương với mỗi người 220 triệu. Ta và La Phong, mỗi người được 35%, tương đương mỗi người 770 triệu. Cao Phong nhìn về phía mọi người, mọi người không có ý kiến gì chứ. Các đội viên tiểu đội hỏa chú y đều nở nụ cười. Có ý kiến gì đây? Lúc trước 1-2 năm mới kiếm được 100 triệu. Lần này chẳng bao lâu, ba người Trần Cốc mỗi người đều kiếm được 220 triệu. Đương nhiên cũng là nhờ có việc bọn họ phục dụng cơ nhân dược thủy nên thực lực tăng lên, nếu thực lực không tăng lên, ở vùng ngoại thành thành thị số 003 họ cũng căn bản không có biện pháp giúp cho La Phong và Cao Phong. La Phong, em chọn mấy thứ vật liệu quái thú giá trị 770 triệu. Xử lý như thế nào thì em tự mình quyết định lấy. Cao Phong đưa tờ giấy qua, hơn nữa còn gọi để người trong quầy rượu nghe. Đem một cây bút tới đây. La Phong nhìn tờ giấy trước mắt. Đợi sau khi cây bút đưa tới, La Phong nhanh chóng tiến hành vẽ khoanh tròn, chẳng mấy chốc đã khoanh tròn vật liệu quái thú gần 770 triệu, bây giờ, vì đám vũ giả thường xuyên trao đổi trên mạng, hơn nữa bọn người quản lý kinh doanh chuyên thu mua vật liệu quái thú cũng cạnh tranh nhau rất kịch liệt, do đó giá cũng rất công khai, bình thường không sai số nhiều lắm. La Phong em bán cho cực hạn tổng hội quán, đổi lấy điểm cống hiến là để mua bí tịch à? Cao Phong dò hỏi. Em chuẩn bị mua bốn lớp đầu bí tịch cửu trùng lôi đao. La Phong bất lực nói. Kỳ thật em chỉ cần mua lớp thứ tư là được. Nhưng đáng tiếc, bí tịch không bán một lớp. Muốn mua bí tịch phải mua mấy lớp đầu. Kỳ thật La Phong rất muốn mua lớp thứ năm cửu trùng lôi đao. Đáng tiếc, nếu muốn mua lớp thứ năm, phải cần 2 tỷ nửa giá là 1 tỷ. Nhưng điều kiện nửa giá là phải đạt tới điểm cống hiến cấp 3 sao. Đó là 100 vạn điểm cống hiến. Nếu dùng tiền mà mua điểm cống hiến, với giá một điểm cống hiến cần 10 vạn hoa hạ tệ, cần tới 10 tỷ, cho dù bán tất cả vật liệu quái thú cho cực hạn vũ quán để đổi lấy điểm cống hiến thì La Phong cũng không có nhiều vật liệu quái thú như vậy. Do đó tạm thời chỉ có thể mua 4 lớp đầu. 4 lớp đầu cửu trùng lôi đao toàn giá là 500 triệu hoa hạ tệ, nửa giá là 250 triệu hoa hạ tệ. Điều kiện nửa giá là điểm cống hiến cấp 2 sao, cũng chính là 10 vạn điểm cống hiến. Cách bán bí tịch đúng là ăn thịt người mà. Ngụy Thanh bên cạnh không kìm được, gật đầu nói. Bí tịch bán ở Liên minh HR có giá thấp hơn toàn giá của cực hạn vũ quán. Nhưng so với nửa giá của cực hạn vũ quán thì đắt hơn. Ta biết, bốn lớp đầu cửu trùng lôi đao, ở cực hạn vũ quán toàn giá là 500 triệu, nửa giá là 250 triệu. Còn bán ở Liên minh HR, mặc dù không có yêu cầu điểm cống hiến, nhưng cũng phải tới 400 triệu. La Phong lắc đầu bất lực nói. Nói về mức hấp dẫn, nửa giá của cực hạn vũ quán đích xác có thể nói là giá thấp nhất rồi. Đáng tiếc, nửa giá lại yêu cầu điểm cống hiến rất cao. Em tính rồi, nên bán vật liệu quái thú cho cực hạn tổng hội quán thì có lợi hơn ngày hôm sau, tiểu đội hỏa chùa y đi thẳng tới thương thành liên minh hr cơ cỡ giang nam thị. đầu tiên bốn người đội trưởng cao phong, ngụy thiết, ngụy thanh, trần cốc cùng đi tới trương trữ vật lấy ra những vật liệu quái thú. sau đó để la phong lựa chọn những vật liệu quái thú thuộc phần la phong. ba lô vũ giả được mở ra từng tầng, khi đạt tới độ cao một thước hai mới đưa nhét đầy những vật liệu đó vào. bốn người cao phong, ngụy thiết, ngụy thanh, trần cốc đều muốn bán vật liệu quái thú cho liên minh HR. Sau khi mặc cả một chút, giá nhiều hơn giá dự tính một chút, Cao Phong kiếm được 780 triệu, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cốc đều kiếm được trên 220 triệu một chút. Đi, tới tổng hội quán nhé. Cực hạn tổng hội quán là nơi cao nhất của cực hạn vũ quán tại cơ cỡ Giang Nam Thị, nhưng La Phong lại rất ít tới đây, Cao Phong. Đại hỏa pháo. Tên điên. Khi tiến vào lầu một cực hạng tổng hội quán, không ít vũ giả đã nhận ra đám người La Phong, cả đám nhiệt tình chào hỏi. La Phong cũng cười hà hà tán chuyện với họ. Giữa vũ giả phần lớn đều quen nhau khi về nghỉ ở cơ sở tiếp tế. Còn bây giờ danh khí của La Phong cũng khá là lớn rồi. Được một nữ tử mặc một âu phục màu xanh lam dẫn đường, cùng lên thang máy, bọn La Phong đi tới lầu 23. Ken! Cửa thang máy mở ra xin mời đi theo ta nữ tử mặc âu phục màu xanh mỉm cười đưa đám la phong tới một phòng làm việc trong phòng làm việc đang có một trung niên nữ tử ngồi trước máy vi tính là tiểu đội hỏa chùi y à hoan nghênh hoan nghênh nữ tử trung niên cười nói ta tên là la vân cầm la quản lý là người nhà la phong cười nói la quản lý đây là vật liệu quái thú chúng ta mang đến lần này ngươi nhìn xem một chút nói rồi đặt siêu đại ba lô trên người xuống mặt đất giật dây thừng nhất thời vô số vật liệu quái thú đổ đầy cả cái chậu kim loại rất lớn la vân cầm mắt lóe sáng lập tức lấy ra hộp mật mã của nàng mở hộp mật mã ra lấy ra cái công cụ tiếp 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 dưới sự phân tích của dụng cụ phẩm chất của những vật liệu quái thú tên giá trực tiếp xuất hiện trên màn hình thượng căn bản không hề kiểm tra bằng tay chẳng mấy chốc trên màn hình đã xuất hiện tổng giá. Tổng giá trị là 510 triệu, điểm cống hiến là 255,000 điểm. La Vân cầm cười nói. La Phong khẽ gật đầu. Mớ vật liệu quái thú này, nếu bán cho Liên minh HR, có thể bán tới chừng 770 triệu. Còn ở cực hạn tổng hội quán, chỉ có thể bán được 2 phần 3 giá là 510 triệu, mất đi chừng 260 triệu nhưng lại gia tăng 255,000 điểm cống hiến. Nếu thuần túy dựa vào việc bỏ tiền để đạt được điểm cống hiến, phải bỏ ra tới 2,55 tỷ mới có được. Nói cách khác, vật liệu quái thú bán cho tổng hội cực hạn bị tổn thất 10 triệu, ngược lại có thể đạt được 10.000 điểm cống hiến. So với bỏ tiền mua thì gấp 10 lần. Rất rõ ràng, cực hạn vũ quán hy vọng mọi người thông qua việc săn giết quái thú để thu được điểm cống hiến nếu bỏ tiền cho hội quán cực hạng để đạt được điểm cống hiến chỉ hoàn toàn trục lợi nên phải bỏ một vạn hoa hạ tệ mới được một điểm cống hiến thực ra có tính chất trừng phạt trong đó xác định bán không la vân cầm cười nhìn la phong xác định la phong gật đầu cực hạng tổng hội quán không giống liên minh hr không có mặt cả gì đương nhiên giá của cực hạng tổng hội quán bình thường cũng sẽ rất công bằng cũng khá là công khai đem vật liệu hai con quái thú cấp thú tướng sơ cấp vào chiến tích của ta nhé la phong nói được bây giờ cấp bậc vũ giả của ngươi là cấp chiến tướng sơ cấp la vân cầm gật đầu cấp bậc vũ giả là do chiến tích săn giết quái thú quyết định tỷ như muốn đạt tới cấp chiến tướng sơ cấp phải có chiến tích săn giết được hai con quái thú thú tướng sơ cấp nhưng chiến tích đó bình thường tuyệt không phải hoàn toàn tin được bởi vì không ai biết đó quái thú có phải là do bản thân ngươi giết chết không dù sao hoàn toàn có thể mua vật liệu quái thú rồi lấy điểm cho mình nhưng dựa vào cấp bậc vũ giả cũng không có tác dụng lớn gì lắm trong giới vũ giả thì việc thực lực ai mạnh ai yếu cũng sẽ bị người ta bàn ra tán vào nếu một gia tộc giàu có mua thi thể vài con lãnh chúa sơ cấp nói là mình giết về mặt cấp bậc vũ giả sẽ trở thành chiến thần sơ cấp một khi làm như vậy rất dễ khiến cho một vài vũ giả kéo tới luận bàn khiêu chiến. Nếu có thực lực thì thôi. Nếu không có thực lực, một tên có danh hiệu chiến thần sơ cấp mà bị một đám chiến tướng tới ăn hiếp thì quả là mất mặt. Do đó không đủ thực lực, người bình thường cũng không muốn đạt được danh hiệu. Trước đây hai tháng ta giết 10 vạn con quái thú cấp thú binh, mà phần lớn đều là cấp thú binh cao cấp cả. Trong giới vũ giả phần lớn đều nhận định ta là sơ cấp chiến tướng. E rằng, Cha mẹ Lý Uy khi điều tra những tin tức về đối tượng bị hoài nghi, cũng sẽ nhận định ta có thực lực chiến tướng sơ cấp. Đã thế thì, ta cứ nhận thẳng cấp bậc vũ giả cho mình, biến thành chiến tướng sơ cấp đi. Màn đêm buông xuống, trong phòng media nhà La Phong. Màn hình trên vách tường đã vào trong trang web gia đình cực hạn. Khi vừa vào trang web, cái đầu tiên thấy được là một bản liệt kê, tính danh, La Phong giới tính, nam địa chỉ, cơ cỡ Giang Nam Thị Hoa Hạ Quốc Vũ giả số hai tầng, cấp chiến tướng, sơ cấp, điểm cống hiến 255,612 điểm, cấp 2 sao, số dư tài khoản 1 tỷ 189 triệu 800 nghìn hoa hạ tệ, mạng thương thành, bí tịch La Phong nhanh chóng gõ bàn phím cảm ứng không dây, tiến vào tờ mua bí tịch cửu trùng lôi đao, cẩn thận xem một chút, đặc biệt thấy những dòng đầu tiên cử trùng lôi đao toàn bộ chín lớp, giá 100 tỷ hoa hạ tệ, toàn giá 50 tỷ hoa hạ tệ. Nửa giá, yêu cầu điểm cống hiến cấp 4 sao. Căn bản là là giá trên trời. Đắt hơn cả sinh mạng thủy, hơn nữa còn phải có điểm cống hiến cấp 4 sao. La Phong lắc đầu, nhẹ nhẹ gõ phím mua bí tịch bốn lớp đầu. Xin xác nhận, mua bốn lớp đầu cử trùng lôi đao phải chi 250 triệu hoa hạ tệ. Xác nhận. La Phong click. Xin quét vân tay kiểm tra, xác nhận một lần nữa. La Phong đưa ngón tay đặt lên máy quét vân tay trên bàn phím không dây, lắc đầu thầm than một tiếng, đáng tiếc muốn mua năm lớp đầu cửu trùng lôi đao phải cần điểm cống hiến cấp 3 sao mới có thể được nửa giá. Mình không có biện pháp. Chỉ có thể mua bốn lớp đầu trước. Người ta nói, bình thường cửu trùng lôi đao càng về sau càng khó tầng thứ ba của mình vì tình huống đặc thù và cơ duyên xảo hợp mới luyện thành. Lớp thứ tư này e rằng phải rất lâu, trừ phi gặp thêm một lần kỳ ngộ nữa. Tiếp. Thông qua vân tay xác nhận. Mua thành công. Khấu trừ tài khoản thành công. Bí tịch cửu trùng lôi đao 4 lớp đầu, trong vòng 24 giờ sau sẽ được đưa đến cho La Phong tiên sinh. Trên màn hình liên tiếp xuất hiện những dòng chữ. La Phong thở vào một hơi, bí tịch đã mua, Bây giờ việc cần phải nghĩ là làm sao bán trứng rồng và bộ quân phục tác chiến, bảo kiếm, thật an toàn. Bán vật liệu quái thú cho ba tổ chức HR Liên minh, cực hạn vũ quán, lôi điện vũ quán cần có thân phận công khai. Ta có thể cho bảo họ chuyển tiền vào tài khoản vô danh, nhưng trong nội bộ họ rất dễ truyền ra tin tức ta kiếm được một món tiền lớn. La Phong cao mày. Xem ra chỉ có thể bán ở kênh chợ đen thôi. Có quang minh, phải có hắc ám việc mua bán vật liệu quái thú kỳ thật luôn luôn cạnh tranh khá là kịch liệt rất nhiều liên minh tập đoàn tài chính các liên minh gia tộc trên toàn thế giới tuy nói liên minh là ổn định nhưng trong nội bộ cũng có các loại cạnh tranh một vài đại gia tộc tập đoàn tài chính cũng mưu toan chiếm được vị trí cao hơn có nhiều lợi hơn trong liên minh hr cạnh tranh dẫn đến tồn tại đủ loại dịch vụ vũ giả bán vật liệu quái thú nhưng muốn che giấu thân phận mấy tên quản lý kinh doanh khác không dám làm như vậy ta sẽ làm vũ giả muốn chuyển vào tài khoản vô danh ở nước ngoài à được ta giúp ngươi tất cả chỉ cần ngươi có bảo bối sẽ có rất nhiều tên chuyên môn thu mua vật liệu quái thú tranh nhau đi làm chật chật nhiều tin tức thật la phong tiến vào diễn đàn vũ giả cấp chiến tướng gõ vào năm chữ bán vật liệu quái thú đã liệt kê một đống những chủ đề rất dễ dàng tìm được những topic quảng cáo của các quản lý kinh doanh. Trong bài quảng cáo có phương thức liên lạc, cùng với các loại phương pháp đảm bảo an toàn vân vân. Sau khi xem hàng loạt những bài viết, cũng có thể nhìn ra tính an toàn và độ danh dự. Ta muốn bán trứng rồng và quân phục tác chiến, bảo kiếm. Ừm, tốt nhất không bán ở cơ sở Giang Nam Thị. Tới nơi khác bán. La Phong sau khi mở xem hàng đống topic đã quyết định từng không tệ xem những quảng cáo không ít vũ giả chiến tướng có danh khí cũng trả lời những topic này ủa còn có cả chiến thần trả lời topic này nữa bên trong diễn đàn gia đình cực hạn diễn đàn vũ giả là chia làm cấp chiến sĩ cấp chiến tướng cấp chiến thần cấp chiến sĩ chỉ có thể xem bài và trả lời trong diễn đàn cấp chiến sĩ còn cấp chiến tướng có thể vào diễn đàn cấp chiến sĩ cấp chiến tướng xem bài và bình luận cấp chiến thần có thể vào ba diễn đàn cấp chiến sĩ cấp chiến tướng cấp chiến thần quan kháng và bình luận danh tự một người đều đối ứng với thân phận một cá nhân không thể làm giả tự hồ không ít người bán cho hắn ở căn cứ thị kinh đô mà độ danh dự cũng cao la phong mỉm cười gật đầu vương hầu cái tên rất có khí phách từng chọn hắn thôi sáng sớm ngày hôm sau la phong đi dạo vài nơi ngoài dương châu thành mua một cái thẻ điện thoại di động và điện thoại di động việc mua thẻ điện thoại di động phải có tên thật nhưng một vài tiểu thương không cần chứng minh thư vẫn có thể mua được thẻ điện thoại di động trên thế giới này chỉ cần có đủ tiền luôn có người mạo hiểm làm mua thẻ điện thoại di động điện thoại di động xong la phong cũng mua cả mắt kính râu mép và một vài vật phẩm dịch dung đơn giản alo la phong đứng trong phòng luyện võ nhà mình dùng điện thoại mới mua bấm số alo xin chào ta là vương hầu Xin hỏi tiên sinh có chuyện gì thế?" Thanh Âm Vương hầu rất ôn hòa. Hắn đã lưu trên diễn đàn vũ giả gia đình cực hạn phương thức liên lạc, đó là một số chuyên môn. Bình thường gọi vào số này đều phải là một vài vũ giả lợi hại. Dù sao vũ giả bình thường ai mà có bảo bối bán chứ? La Phong cười, "Ta chuẩn bị bán một vài đồ vật, không biết ngươi nuốt trôi không?" "À, bảo bối như thế nào?" Thanh Âm Vương hầu bên kia có vẻ hơi kinh ngạc. Hơn 10 tỷ. La Phong nói. Điện thoại lặng đi. Vương Hầu vốn còn đang nói chuyện với một mỹ nữ vóc người cao dông dỏng, da trắng nõn, vừa nghe nói thế lập tức đứng bật lên, cũng bất chấp nói chuyện với mỹ nữ, đi thẳng đến bên cửa sổ thấp giọng nói, nuốt trôi chứ, chỉ cần ngươi đưa ra, ta sẽ nuốt trôi. Chắc hẳn ngươi cũng biết danh dự của Vương Hầu ta. Danh dự, phải qua nhiều lần làm ăn mới có được. Giá cả thì ngươi tuyệt đối yên tâm, hơn 10 tỷ đó. Đây tuyệt đối là một quả lớn. Bình thường chiến thần mới có thể đưa ra vụ làm ăn to như vậy. Ừm, khoản tiền bán được, ta muốn ngươi trả vào tài khoản vô danh của ngân hàng quốc tế ở Thụy Sĩ vùng Âu Minh, không thành vấn đề chứ? La Phong tiếp tục nói. Tuyệt đối không thành vấn đề. Rất nhiều vũ giả hợp tác với ta đều thích bỏ tiền vào đó. Vương Hầu nở nụ cười ngân hàng quốc tế thụy sĩ vào trước thời kỳ đại niết bàn vốn đã có danh khí rất lớn rồi một ngân hàng hoặc một xí nghiệp rất khó có được thanh danh nhưng muốn hủy diệt thì rất dễ dàng ngân hàng quốc tế thụy sĩ thanh danh qua rất nhiều năm nên cũng làm họ đạt được rất nhiều mối làm ăn không biết tiên sinh khi nào thì tới vương hầu vội hỏi khoảng hai ngày nữa ta sẽ tới khu trung tâm căn cứ thị kinh đô đến lúc đó sẽ liên lạc với ngươi la phong à à ta còn chưa biết tiên sinh họ gì ta họ ngụy la phong trả lời à ngụy tiên sinh ta đợi đại giá của ngươi ý là đợi ngươi đến thanh âm vương hầu có vẻ rất nóng ruột la phong mỉm cười cúp điện thoại trước giờ chưa thử đi con đường chợ đen này nhưng bây giờ xem ra rất đơn giản một cú điện thoại đã xác định được người liên lạc rồi Trước tiên ở đăng ký một tài khoản ở ngân hàng quốc tế Thụy Sĩ. La Phong thông qua điện thoại di động mới mua, lập tức tiến vào trang web của ngân hàng quốc tế Thụy Sĩ, xin mở một tài khoản vô danh rất dễ dàng. Mật mã khá là đơn giản, nhưng cũng rất an toàn. Đó là tổ hợp của ba nhóm gồm chữ Hán, chữ cái tiếng Anh và con số. Xong rồi, chờ đi bán lấy tiền thôi. Buổi tối cùng ngày, trong phòng khách lầu 1, dưới ánh đèn người trong gia đình La Phong đang ngồi vây quanh bàn cùng ăn cơm. Ba mẹ, con chuẩn bị ngày mai xuất phát ra ngoài bàn bạc vài việc. La Phong cười nói. Phỏng chừng, ngày mốt có thể trở về. À, đi đâu? La Hồng Quốc kinh ngạc nhìn nhi tử. La Phong cười, gặp một bằng hữu vũ giả. Hồng Quốc, ông đừng hỏi nữa, không biết chừng Tiểu Phong nó phải đi gặp bạn gái đó. Mẫu thân cung tâm lan treo. Điều này làm La Phong không khỏi dở khóc dở cười. Cung Tâm Lan tiếp tục nói, nhưng nhi tử, mẹ nói thật đó, con cũng trưởng thành rồi. Ăn Tết xong là đã 20 tuổi mụ rồi. Cũng nên tính tới việc yêu đương đi chứ. Yêu đương cũng phải một hai năm rồi mới kết hôn, như vậy cũng không còn sớm nữa đâu. Đệ đệ la hoa bên cạnh trên ghế lăn cũng cười vung vào, đúng, anh, anh xem em còn sớm hơn anh nữa. Anh nên cố gắng lên. Tiểu tử này." La Phong lắc đầu cười. "A à Hoa, bây giờ quan hệ với bạn gái Tiểu Nam như thế nào rồi?" "Có thể làm sao, vẫn giống lúc trước thôi." La Hoa mặt mày hớn hở, có vẻ rất đắc ý, sáng sớm ngày hôm sau. Sau khi ăn điểm tâm với người trong nhà xong, La Phong lưng đeo ba lô to đùng rời nhà. Hắn không đắc chuyên xa của cực hạn vũ quán, mà đi tới trạm xe lửa. Bên cạnh trạm xe lửa có một hiệu bán thức ăn nhanh chân công phu. Những hiệu bán thức ăn nhanh như chân công phu, KFC, McDonald's, vĩnh viễn là những hiệu bán thức ăn nhanh có lưu lượng kinh người nhất. La Phong đi vào hiệu bán thức ăn nhanh chân công phu, tùy tiện ăn vài món, rồi tiến vào một buồng vệ sinh. Sau khi khóa cửa, La Phong lập tức nhanh chóng tiến hành hóa trang rất đơn giản. Đeo mắt kính, dán râu mép, làm màu da hơi sậm lại một chút, đội mũ, đi một đôi giày mới nhất thời cả người la phong hoàn toàn tựa như biến thành một người khác trong những hiệu bán thức ăn nhanh như thế này thường có mấy trăm người trong đó mỗi thời mỗi khắc luôn luôn có người lui tới ai mà chú ý tới la phong la phong hóa trang đơn giản xong lập tức ly khai hiệu bán thức ăn nhanh tới trạm xe lửa đáp một đoàn tàu nhanh nhất ly khai dương châu thành việc bảo vệ đoàn tàu tiêu hao tài nguyên rất lớn do đó người bình thường rất ít khi có thể ly khai phạm vi căn cứ thị. Còn vũ giả thì không cần, chỉ cần trình giấy tờ vũ giả, căn bản không cần mua vé xe lửa mà có thể lên thẳng tàu, muốn khi nào xuống thì xuống. Đây là đặc quyền của vũ giả. Chừng 6 giờ cùng ngày. Các quý khách thân ái, đoàn tàu sắp dừng lại. Xin mời hành khách tới trạm trung tâm Kinh Đô Thị chuẩn bị hành lý để chuẩn bị xuống tàu khi nghe thanh âm thông báo vang dội cả đoàn tàu la phong lưng đeo ba lô lập tức đi ra cửa xe căn cứ thị kinh đô la phong nhìn chung quanh nơi này chiếm diện tích lớn nhất cư dân nhiều nhất cũng là thành phố trung tâm chính trị của cả hoa hạ quốc nhưng thoạt nhìn không khác với cơ sở giang nam thị nhiều lắm chỉ là nhiệt độ thấp quá lạnh thật la phong cười ra khỏi trạm xe lửa kêu một chiếc xe taxi đi thẳng tới khu giải trí uy nhĩ vương cung vốn có danh khí không nhỏ ở căn cứ thị kinh đô ngoài cửa chính khu giải trí có đủ loại mỹ nữ mặc hàng hà sa số phục sức khác nhau giống như tiến vào nước con gái vậy tiên sinh một nam tử mặc âu phục mỉm cười chào cho ta một căn phòng an tĩnh một chút ta không muốn có người quấy rầy ta la phong đưa thẻ vũ giả ra thái độ tên quản lý nên đón lập tức cung kính hơn rất nhiều Hiểu rồi, xin đi theo ta. Khu uy nhĩ vương cung, phòng số 3. Tiên sinh, nơi này có rượu và nước. Quản lý kinh doanh cung kính nói, không biết tiên sinh có nhu cầu dùng gì khác không? Không cần, không có sự cho phép của ta, ta không muốn bất luận kẻ nào đi vào. Là Phong phân phó. Hiểu rồi, bên là có thực đơn phục vụ và điện thoại. Nếu tiên sinh có yêu cầu gì cứ việc, cứ việc phân phó chúng ta. Tên quản lý kinh doanh mỉm cười thối lui. La Phong nhẹ nhẹ đóng chặt cửa phòng, đồng thời dùng tinh thần niệm lực quét cả phòng. Bên trong phòng cũng không trang bị quay phim gì. Phòng bố trí rất ngăn nắp, đẹp huyền ảo. Mặt đất trải một tầng da quái thú rất đẹp. La Phong nhìn vào màn hình trên vách tường. Trên màn hình có danh mục dịch vụ. Đúng là hưởng thụ xa xỉ. La Phong lắc đầu cười, bấm số của Vương Hầu, Ngụy Tiên Sinh, xin chào. Vương Hầu nhiệt tình chào. Vương Hầu, ta bây giờ đang ở khu trung tâm căn cứ thị Kinh Đô, trong uy nhĩ Vương quốc, sảnh Hoa Hạ, phòng số 3. La Phong trả lời. Được, ta biết rồi. Trong vòng một giờ ta sẽ tới. Trong giọng nói của Vương Hầu có vẻ rất hưng phấn. La Phong ngắt điện thoại, rồi nằm trên sofa. Rồi hắn tới quầy rượu, tùy ý lấy một chút trà, tự pha một chén trà hả la phong cảm giác được điện thoại di động trong túi rung động ai gọi điện thoại di động cho ta thế điện thoại di động trong túi là điện thoại di động la phong dùng lúc trước tuyệt không phải cái mới mua lần này la phong cầm điện thoại thấy đây là điện thoại trong nhà alo la phong tiếp điện thoại tiểu phong đệ đệ ngươi đệ đệ ngươi đã xảy ra chuyện tiếng cung tâm lan pha lẫn thanh âm nức nở truyền đến Cả người La Phong giật mình, đứng phát lên. Cục. Hắn đụng vào chén trà, nước trà văng tung tóe trên quầy. Tiểu Phong, con, con cũng đừng hoảng. Thanh âm cung tâm lan vẫn nghe nước nở, nói tiếp, lúc trước đệ đệ con thiếu chút nữa chết chìm dưới nước, nhưng bây giờ cứu được rồi, không có việc gì nữa, chìm dưới nước à. Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì thế? La Phong không thể hiểu được. Trong căn cứ thị, đệ đệ sao lại xảy ra sự cố cơ chứ? Không phải có bảo mẫu luôn đi theo sao? Tiểu Phong, là như thế này. Chiều nay bảo mẫu đưa Tiểu Hoa Đệ Đệ con ra công viên bên cạnh Du Ngoạn. Con cũng biết đó, Đệ Đệ con thường xuyên đi ra công viên. Lần này, lúc ở công viên nó chạm mặt cha mẹ Tiểu Nam bạn gái nó. Cha mẹ Tiểu Nam mời Đệ Đệ con qua một bên tâm sự. La Phong nhíu mày. Việc giữa Đệ Đệ La Hoa và nữ bằng hữu vẫn luôn không nói cho bạn gái của cha mẹ biết. Còn lần này, cha mẹ bạn gái hắn lại tìm đệ đệ la hoa, rõ là có chuyện gì đó. Lúc đó đệ đệ con bảo bảo mẫu lánh đi. Nó một mình trò chuyện với cha mẹ tiểu nam đại khái cả giờ. Sau đó cha mẹ tiểu nam ly khai, thanh âm mẫu thân trong điện thoại di động có vẻ hơi khàn, tự hồ khóc khàn cổ. Sau đó đệ đệ con nói muốn một mình đi chơi trong công viên, bảo bảo mẫu ra cửa công viên chờ nó. Bảo mẫu cũng cho rằng trong công viên không có gì nguy hiểm, cũng chỉ có mấy cảnh đẹp thôi, do đó cũng không suy nghĩ gì nhiều, ra cửa công viên chờ đệ đệ con. Nhưng, không ngờ, đệ đệ con lại thúc ghế lăn, đi chỗ ngắm cảnh bên hồ. Hồ nước đã kết băng từ lâu, chỉ có một chỗ là bị một vài đám bọn nhỏ đi chơi đập ra một lỗ thủng. Đệ đệ con thúc ghế lăn thẳng vào trong hồ, rơi trúng vào vết nứt. La Phong nghe thế sắc mặt tái nhợt. Mặc dù biết đệ đệ cuối cùng cũng không việc gì, nhưng khi đẩy vào vết nước mặt hồ đóng băng, hơn nữa đệ đệ lại hai chân tàn tật như vậy, quả đúng là muốn tự tử rồi. Cơ hồ hẳn phải chết, mày mà lúc đó có một vũ giả trong tiểu khu chúng ta, một thanh niên tên là Khâu Nghị ở gần đó, nhảy thẳng xuống hồ, đập vỡ tầng băng, bơi xuống dưới tầng băng tìm ra đệ đệ con, cuối cùng rốt cục cũng tìm được đệ đệ con, hơn nữa còn cứu sống cả đệ đệ con nữa. Khi đó đệ đệ con đã ngừng thở rồi, mày mà khâu nghị cũng biết một vài biện pháp cấp cứu, đã lấy lại được mạng cho đệ đệ con. Sau đó thầy thuốc tiểu khu chúng ta nói, nếu lúc đó chỉ cần chậm một chút, chìm dưới nước lâu hơn một chút, thì khẳng định đã chết rồi. Không biết cha mẹ tiểu nam rốt cuộc nói gì ghê gớm thế, có thể làm cho nhi tử ta đi tự tử. Họ không có con à. Tiếng mẫu thân trong điện thoại như hòa khóc, căn bản không kìm được nữa la phong cũng nắm chặt nắm tay từ bé vì tàn tật phần lớn thời gian đệ đệ đều một mình một người sống ở nhà đến cả việc đi học cũng đều phải ở nhà thông qua mạng giáo dục từ xa mà tự học một mình một người rất lâu làm đệ đệ kỳ thật là rất hướng nội rất tự ti chỉ khi ở nhà thì có vẻ rất vui mà thôi nói về tố chất tâm lý kỳ thật đệ đệ rất yếu ớt cha mẹ tiểu nam e rằng chỉ quan tâm tới con gái họ tận lực nói thật nặng nói thật ác làm đệ đệ ta ly khai con gái họ họ nào có quan tâm tới việc đệ đệ ta có chịu được không kỳ thật mọi người đều như nhau trong lòng la phong cha mẹ và đệ đệ là quan trọng nhất trong lòng hắn còn trong lòng cha mẹ tiểu nam con gái họ đương nhiên cũng quan trọng nhất mẹ đệ đệ bây giờ như thế nào rồi la phong truy vấn thầy thuốc trong tiểu khu nói bây giờ không có vấn đề gì nữa nhưng đệ đệ con bây giờ tâm tình rất không ổn cha con và cả mẹ luân phiên trong đệ đệ con sợ đệ đệ con làm ra việc gì ngu ngốc cung tâm lan lắc đầu nói tiểu phong con cũng nên sớm về nhà đi tiểu hoa rất gần gũi với con rất nhiều việc căn bản không chịu nói với chúng ta dù sao la phong và la hoa cũng gần tuổi nhau la hoa tự nhiên có rất nhiều việc chỉ muốn nói với la phong thôi từng sáng mai con có thể về tới nhà rồi. La Phong gật đầu nói. Đợi sau khi bán xong trứng rồng, quân phục tác chiến, ngay trong đêm đáp xe lửa trở về. La Phong gác điện thoại, ngồi trên sofa, tâm tình rất kém. Qua bao nhiêu năm, kỳ thật đệ đệ sống cũng không tệ lắm, đặc biệt là sau khi chuyển qua tiểu khu Minh Nguyệt, biết được tiểu nam, đệ đệ càng rất vui vẻ hạnh phúc. Nhưng không ngờ, mối tình đầu này có thể làm cho đệ đệ rất vui vẻ, nhưng cũng có thể làm cho đệ đệ đau đớn muốn tự sát. Thất tình ngay mối tình đầu, đệ đệ gặp phải đã kích lớn hơn người thường nhiều. Cha mẹ tiểu nam, phỏng chừng cũng vì đệ đệ ta tàn tật, mới ngăn cản con gái họ yêu đệ đệ ta. La Phong hít sâu một hơi. Nhanh thôi, nếu lần này vận khí tốt, mà sinh mạng thủy có giá tới 30 tỷ hoa hạ tệ. Không biết chừng lần này kiếm được một khoản to rồi. 30 tỷ. Trứng rồng đương nhiên không đáng giá như vậy, quan trọng nhất là một bộ quân phục tác chiến và bảo kiếm. Hy vọng là cấp SS. Nếu đúng thì đúng là phát tài rồi. La Phong cũng không có biện pháp nhận rõ được, phải nhờ vào một vài dụng cụ chuyên nghiệp mới biết, nhưng La Phong cũng không có dụng cụ này. Hắn cũng không muốn nhờ người của Liên minh HR hoặc người của cực hạn vũ quán kiểm tra mấy thứ này. Thời gian từng phút trôi qua, tiếng đập cửa truyền đến la phong đi ra mở cửa phòng chỉ thấy ngoài cửa phòng đang có một trung niên nam tử râu cá trê mặc áo da lưng đeo một ba lô cỡ lớn đang đứng hắn đứng đó nhìn la phong từ trong ánh mắt của la phong hắn cảm giác được sự sắc bén của một vũ giả lúc này mới mỉm cười nói ngươi là ngụy tiên sinh đi vương hầu la phong nhướng mày một cái trên quảng cáo ở diễn đàn vũ giả cũng đính kem cả ảnh chính là ta Vương Hầu mỉm cười. Mời vào. La Phong mời hắn vào trong, đóng cửa phòng lại, hai người ngồi đối diện trên sofa. Nghe Ngụy Tiên Sinh nói là ngươi có đồ tốt bán hả? Vương Hầu ra vẻ tươi cười, nụ cười hơi hưng phấn giống như thấy con mồi. La Phong mỉm cười, mở ba lô khổng lồ mà mình mang theo. Chiếm không gian lớn nhất trong ba lô là trứng rồng màu xanh. La Phong cầm trứng rồng lên, rồi sau đó đặt thẳng trên sofa cười cười nhìn về phía vương hầu vương hầu đây là một viên trứng rồng chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được nó là trứng rồng gì chứ trứng rồng trứng rồng giá trị hơn chục tỷ chẳng lẽ là trứng rồng của thanh long đông hải vương hầu giật bắn người la phong giật mình đông hải thanh long đó là một con quái thú vương cấp cường đại hơn cấp lãnh chúa nhiều hơn nữa bao nhiêu năm qua chỉ có một quả trứng của đông hải thanh long xuất hiện thôi trên mạng vũ giả nghe nói lúc đó bán ra một cái giá cực lớn không biết bao nhiêu tỷ người này xem ra không biết gì nhiều thấy làm ăn lâu như vậy rồi mình còn tưởng rằng hắn liếc mắt là có thể nhận ra la phong lắc đầu không lên tiếng la phong cũng không biết toàn thế giới trước giờ đã phát hiện được bao nhiêu trứng rồng chứ tên vương hầu cũng chỉ từng nhìn thấy hai cái mà thôi bằng vào nhãn lực sao có thể nhận ra đây là trứng rồng gì chứ không đúng trứng rồng thanh long to hơn cái này vương hầu lại nói ta không nói là trứng rồng thanh long ngươi mau mau kiểm tra một chút đi la phong không kìm được nói mình chỉ nói là mình có mấy món gì đó có giá hơn chục tỷ chứ không hề nói là chỉ có một cái đây là trứng rồng đầu tiên mà ta mua chật chật vương hầu hai mắt sáng lên trứng rồng à vương hầu nhanh chóng mở ba lô mình bên trong có ba hộp mật mã Hắn lấy ra một cái hộp mật mã. Mở xong bèn lấy ra một bộ dụng cụ, đặt dụng cụ trông như con nhện, hàng đống chân dán vào bên ngoài trứng rồng. Nhất thời màn hình dụng cụ nhanh chóng hiện lên một loạt các dữ liệu, Vương Hầu vừa nhìn dữ liệu vừa cười nói, "Ngụy tiên sinh, ngươi rõ là lợi hại. Đến cả trứng rồng mà cũng có thể lấy được. Bây giờ trên thế giới, quái vật có thể xưng là Lạc Long là thứ chẳng dễ trêu vào." Kiểm nghiệm xong chưa? La Phong nhìn về phía màn hình. Nhanh thôi. Vương Hầu cười nói, không vội chút nào. À, Vương Hầu mắt sáng ngời, nhìn chầm chầm lên màn hình, rồi cười nhìn về phía La Phong, căn cứ vào những gì trên dữ liệu, đây là trứng một con rồng thiết giáp long. Thiết giáp long, thuộc loại bậc trên trong số quá thú họ nhà long trên toàn thế giới. Giá một quả trứng rồng như vậy, dựa theo giá ngoài chợ, ta đơn giản, ngươi cũng đơn giản một chút, 5 tỷ hoa hạ tệ. La Phong lúc trước đương nhiên cũng đã điều tra về giá thị trường. Năm tỷ đích xác xem như rất hữu nghị, cho dù bán cho HR Liên Minh cũng không hơn được giá này. Rất đơn giản. La Phong cười. Giá này cũng tốt. Ta buôn bán luôn luôn có tiếng tốt. Vương Hầu cười. Buôn bán phải chú ý giá tốt ăn lâu, ta nếu chặt chém ngươi, ngươi trở về khẳng định sẽ nói xấu ta trên diễn đàn. Sau này danh dự của ta sẽ kém đi không thể làm ăn nữa do đó phàm ai buôn bán với ta đều biết vương hầu làm người như thế nào la phong thấy thế chỉ mỉm cười ngụy tiên sinh vương hầu không kìm được nói ngươi hẳn là còn có vài thứ đồ vật khác nữa có la phong gật đầu lấy thẳng từ trong ba lô ra một thanh bảo kiếm còn cả vỏ kiếm ủa vương hầu thấy kiếm sáng mắt lên kinh ngạc nhìn la phong đây là một thanh kiếm tốt thật sự. Chỉ cần giá vỏ kiếm này cũng đã kinh người rồi, có thể để ta xem không? Xin mời. La Phong hơi chờ mong. Thanh bảo kiếm này không biết là cấp bậc gì, ít nhất cũng là cấp S, hệ số 9. Xoẹt. Rút bảo kiếm ra, Vương Hầu cẩn thận quan sát, không kìm được phải gật đầu. Kiếm tốt, kiếm tốt, rõ là một cây kiếm tốt. Mười thì chính là một bảo kiếm do chiến thần sử dụng. Nếu ta đoán không sai, hẳn là một thanh bảo kiếm cấp SS. Thanh bảo kiếm này thật ra rất đáng giá, La Phong cảm thấy kinh hỉ, không ngờ bảo kiếm lại là cấp SS. Giá của vũ khí bảo kiếm còn phải xem mức độ hoàn hảo của nó nữa. Vương Hầu cười nói, một thanh bảo kiếm chế tạo thành công, độ hoàn hảo 100%, nhưng đám vũ giả dùng nó đánh với quái thú, bản thân bảo kiếm hội sẽ bị một vài tổn hại rất nhỏ nhìn không thấy được. Thời gian càng lâu hư hao càng kinh người cho đến một ngày binh khí bị gãy trong lúc chiến đấu la phong gật gật đầu tỉ như binh khí cấp a được miêu tả là khi dùng nó có thể chính diện giao đấu với cơ hồ tất cả quái thú cấp a mà không hư hao điều này nói lên một điểm binh khí sẽ có thể gãy càng hoàn hảo giá càng cao mức hoàn hảo thấp giá tự nhiên sẽ thấp ta kiểm tra một chút vương hầu lập tức mở một cái rương khác lấy ra một bộ dụng cụ khác tiến hành kiểm tra. Quang mang mờ ảo từ dụng cụ này bắn ra, bao phủ cả thanh bảo kiếm, màn hình dụng cụ lập tức thu thập vô số dữ liệu tin tức, sau đó căn cứ vào cơ sở dữ liệu bên trong dụng cụ, chẳng mấy chốc đã có kết quả. Độ hoàn hảo 100% vương hầu kinh hô một tiếng. La Phong nghe xong không khỏi mỉm cười. Độ hoàn hảo 100%, chứng tỏ giá bảo kiếm sẽ rất cao binh khí này hẳn là được sử dụng để chiến đấu với quái thú thấp hơn cấp ss rồi vương hầu cười nói nếu dùng binh khí cấp ss để chiến đấu với quái thú cấp ss hoặc vương cấp sẽ sinh ra hư hao rất nhỏ chỉ cần số lần chiến đấu tích lũy tới đủ một mức độ nào đó mức độ hư hao sẽ đạt tới độ nhất định lúc đó nó có thể gãy nhưng bảo kiếm cấp ss mà dùng để đấu với quái thú cấp lãnh chúa cấp thú tướng lại có thể là nói không có hư hỏng gì Vương Hầu, ngươi có thể đưa ra giá nào cho Thanh Bảo kiếm này? La Phong truy vấn. Thanh Bảo kiếm này nếu mua trong Vũ Quán, toàn giá là 30 tỷ, nửa giá là 15 tỷ. Nếu mua ở Chiến Thần Cung, giá ưu đãi nhất là 10 tỷ. Vương Hầu cười nói, chắc hẳn ngươi cũng đã biết về tin tức thị trường chứ? La Phong không lên tiếng. Biết. Đối với Chiến Thần Cung trong truyền thuyết, mình chẳng hề biết gì cả không ngờ mua binh khí trong chiến thần cung, giá ưu đại nhất lại còn rẻ hơn cả nửa giá của gia đình cực hạn. Giá ưu đại nhất của chiến thần cung là 10 tỷ đã là giá thấp nhất rồi đó. Giá thành chế tạo thanh bảo kiếm là 9 tỷ. Còn ta mua lại thanh bảo kiếm này của ngươi, còn phải thông qua các kênh, chi trả đủ các loại kênh phí, cũng bỏ ra không ít tiền trà nước, sau đó mới có thể bán ra ngoài. Do đó, cao nhất là 8 tỷ cho ngươi thôi. Cao hơn nữa thì chúng ta không có lợi nhuận nữa rồi." Vương Hầu giải thích. La Phong cũng hiểu, giá thành là 9 tỷ. Nếu ngươi chào giá 9 tỷ, người ta chỉ cần bỏ tiền làm một cái mới đã được, hà tất phải mua hàng lạp xong của ngươi. Mặc dù nói thanh bảo kiếm có độ hoàn hảo 100%, nhưng dù sao cũng không bảo hành chất lượng. Còn binh khí bán ở Liên Minh HR, gia đình cực hạn thì đều có bảo hành cả. Được, 8 tỷ thì 8 tỷ. La Phong cười gật đầu. Hay lắm. Vương Hầu cũng cười, Ngụy Tiên Sinh, đợt lát nữa chúng ta vui chơi một chút nhé. Ta mời khách, hạng cao nhất ở Uy Nhĩ Vương Cung, một trong cửu đại vương điện, nếu muốn tìm mấy tiểu cô nương, bất kỳ điều kiện gì ngươi cứ việc đề ra. Tuổi, chiều cao, ba vòng, học vấn, tướng mạo, còn nguyên hay không vân vân. Vương Hầu nói vẻ rất thuần thục. Lần này là một cú làm ăn lớn, có lẽ nếu xài tiền ở hạng cao nhất quy nhĩ vương cung, một đêm phải bỏ ra tới mấy trăm vạn. Nhưng lần này làm ăn hơn chục tỷ, chút tiền còn này chỉ là phủi bụi thôi. Vương Hầu, ngươi đừng sốt ruột, ta còn nữa. La Phong không kìm được nói. Còn có nữa à? Vương Hầu trừng mắt. Vốn nghĩ rằng trứng trồng và bảo kiếm, chính là tất cả hàng hóa lần này, tổng giá cũng hơn trăm ức rồi. Không ngờ lại còn có bảo bối khác dựa theo trật tự của vị ngụy tiên sinh này, bảo vật sau hiển nhiên đắt hơn kiện trước. Trứng rồng bán 5 tỷ, bảo kiếm cấp SS bán 8 tỷ, vậy kiện bảo vật cuối cùng thì sao? Nhanh, nhanh lên đưa ta xem. Vương hầu hơi dao động, la phong mỉm cười, lấy trong ba lô ra bảo vật cuối cùng, một quân phục tác chiến trọn bộ. Kể cả giày chiến, bảo vệ tay, áo lót, đủ cả một bộ. Phù, cừ thật vương hầu không kìm được hít mạnh một hơi chẳng lẽ quân phục tác chiến cũng là cấp ss dựa theo giá các loại trang bị tuy cũng là cấp ss nhưng trang bị khác nhau thì giá cũng rất khác giá phi đao cực nhỏ so với giá chiến đao thì đúng là một trời một vực còn quân phục tác chiến chế tạo khó khăn có tính mềm dẻo rất cao còn đắt hơn những binh khí như chiến đao lợi kiếm nhiều ngươi xem đi la phong trải bộ chiến phục ra trước mắt từng vương hầu lập tức sử dụng dụng cụ lúc trước đã kiểm tra bảo kiếm quan mang mờ ảo một lần nữa bao phủ bộ quân phục tác chiến hơn nữa đảo qua những bộ phận khác trên màn hình dụng cụ cũng nhanh chóng hiện lên vô số dữ liệu vương hầu vừa nhìn vừa cười với la phong ngụy tiên sinh quân phục tác chiến theo nhãn lực của ta có thể xác định ít nhất là cấp s về phần có phải là cấp ss không thì ta không biết la phong cười không nói gì hả vẻ mặt vương hầu đột nhiên ngưng trọng nhìn chằm chằm vào màn hình dụng cụ nụ cười hoàn toàn biến mất sao thế la phong nhướng mày ngươi tới xem này vương hầu quay màn hình dụng cụ về hướng la phong la phong nhìn lại trên màn hình ghi rất rõ ràng hai kiện vật phẩm giày chiến là cấp s quần dài tác chiến là cấp s các bộ phận khác còn đang được phân tích kiểm tra la phong biến sắc cấp s bộ quân phục tác chiến lại là cấp S. Mặc dù cấp SS và cấp S chỉ trên lệch một cấp bậc, nhưng giá lại một trời một vực. Sao lại như thế? La Phong cũng không hề hoài nghi vương hầu lừa gạt mình. Vì loại dụng cụ kiểm tra tinh xảo này, lúc trước mình bán vật liệu quái thú cho liên minh HR và gia đình cực hạn, La Phong cũng đã thấy rồi. Hơn nữa căn cứ vào hiểu biết của mình, dụng cụ tinh xảo cũng dựa vào một data ba lớn, sau đó mới đưa ra phán đoán. Nói cách khác, dữ liệu kiểm tra, bình phán kết quả, sẽ được data ba lớn thu nhận, do đó không ai dám làm giả. Vù. Vương hầu thở vào một hơi, tốt lắm, toàn bộ đã xong. Ngụy tiên sinh, trước hết nói cho ngươi biết một tin tức xấu. Quân phục tác chiến của ngươi tuyệt không phải là một bộ quân phục tác chiến cấp SS. Đồng thời cũng nói cho ngươi một tin tức tốt bộ quân phục tác chiến của ngươi cũng tuyệt không phải là một bộ quân phục tác chiến cấp s bởi vì nó là một bộ quân phục tác chiến hỗn hợp giữa cấp s và và cấp ss vương hầu cười nói trong bộ quân phục tác chiến này chiếc áo lót chiến là cấp ss la phong thở vào một hơi kết quả trên màn hình cũng rất rõ ràng bộ phận khác đều là cấp s chỉ có áo lót chiến là cấp ss còn trên thực tế áo lót chiến là một bộ quan trọng nhất trong quân phục tác chiến chuyên bảo vệ bộ phận trung tâm thân thể. Lúc trước cao thủ sử dụng quân phục tác chiến này chắc là không đủ tiền bạc. Do đó chỉ mua một áo lót chiến cấp SS, Vương Hầu cười nói, việc này trong chiến thần cung là việc rất bình thường. Còn quần dài, giày chiến, vẫn là cấp S, La Phong cũng đoán được ra như vậy. Ngươi đưa ra giá thế nào? La Phong dò hỏi. Một bộ quân phục tác chiến cấp SS đầy đủ, vũ quán bán toàn giá là 120 tỷ, nửa giá là 600. Còn giáo đại nhất trong chiến thần cung là 40 tỷ. Áo lót chiến cấp SS của ngươi là bộ phận trung tâm, giá trị bằng một nửa quân phục tác chiến. Độ hoàn hảo 100%, nếu mua ở chiến thần cung, giá ưu đại nhất là 20 tỷ. Nhưng giá thành của áo lót chiến, hiển nhiên thấp hơn 20 tỷ. Còn ta ra giá khẳng định thấp hơn nữa, ta nhiều nhất là mua áo lót chiến cấp SS của ngươi với giá 15 tỷ. Vương Hầu cười nói: "Đương nhiên, với quyền của ta, ta không thể chỉ một lần mà có nhiều tiền như vậy, nếu ngươi nguyện ý bán cho ta, phải chờ đại khái 15 phút, ta mới có thể lo đủ tiền." La Phong thầm tính. Trứng rồng 5 tỷ, cấp SS bảo kiếm 8 tỷ, áo lót cấp SS là 15 tỷ, cộng lại tổng cộng 28 tỷ, rất gần với số 30 tỷ rồi. Những bộ phận khác quân phục tác chiến cấp S, ngươi có thể đưa ra giá gì? La Phong hỏi: Phải biết rằng vóc người, chiều cao khác nhau sẽ mua quân phục tác chiến với kích cỡ khác nhau. La Phong thử mặc bộ quân phục tác chiến này rồi, rõ ràng rộng quá, do đó cũng không muốn lưu lại. Việc này, Vương Hầu nhíu mày, nói: Ngụy tiên sinh, nói thật. Những bộ phận khác trong quân phục tác chiến của ngươi, một là đã bị mài mòn, tuyệt không phải độ hoàn hảo 100%. Chúng ta không thể bán thẳng. Thứ hai, áo lót chiến dễ bán, chứ giày chiến, quần dài tác chiến mà bán lẻ từng thứ thì. Một bộ quân phục tác chiến cấp S, vũ quán bán toàn giá 12 tỷ, nửa giá 6 tỷ, giá tốt nhất chiến thần cung là 4 tỷ. Còn bộ phận quân phục tác chiến cấp S của ngươi, đã không có bộ phận quan trọng nhất là áo lót chiến, nên giá bản thân cũng sẽ không vượt qua 1,5 tỷ. Hơn nửa độ hoàn hảo không phải 100%, ta chỉ mua của ngươi giá 800 triệu thôi. Vương hầu lắc đầu cười, đây là dựa vào phần mua bán lúc trước đó. Ta dám nói, ngươi mà bán bộ phận này, e rằng không có người thứ hai nào dám bỏ ra 800 triệu đâu. La Phong, tự nhiên cũng biết danh dự của Vương hầu, do đó mới chạy đến tận căn cứ thị kinh đô tìm hắn. Vương hầu ra giá rất là thật thà, hơn nữa bình thường không trả giá. 800 triệu. La Phong chần chờ một chút, rồi gật gật đầu, được, thì 800 triệu bộ phận không trọn vẹn này có cho mình cũng vô dụng. Ngụy tiên sinh, còn có gì nữa không? Vương hầu hỏi. Hết rồi. La Phong không khỏi cười, người tính toán giá lại, chuẩn bị chuyển tới tài khoản này đi. Nói rồi, La Phong lấy từ trong ngực ra một mảnh giấy. Trên giấy có ghi lại số tài khoản vô danh lúc trước hắn mở ở Ngân hàng Quốc tế Thụy Sĩ. Vương Hầu mỉm cười gật đầu, trứng trồng 5 tỷ, cấp SS bảo kiếm 8 tỷ, cấp SS áo lót chiến 15 tỷ, bộ phận không trọn vẹn quân phục tác chiến cấp S 800 triệu, tổng giá 28,8 tỷ. Ngụy tiên sinh, ngươi chờ một chút, ta sẽ đem tư liệu về áo lót chiến xin phép, xin nâng hạn mức sử dụng tiền. Nói rồi vương hầu gõ bàn phím của dụng cụ kiểm tra, nhanh chóng nhập dữ liệu, dụng cụ kiểm tra hiện ra quan mang mơ hồ, bao phủ cả chiếc áo lót chiến, sau đó nhanh chóng chuyển dữ liệu kiểm tra tới tổng bộ. Qua chừng 10 phút, tích tích. Vương hầu lấy ra điện thoại di động, rồi nở nụ cười. Ngụy tiên sinh, hẳn là tiền đã tới tài khoản rồi. Vương hầu nhìn La Phong. Cũng nhờ vào tổng bộ liên minh chúng ta cũng có tài khoản tiền gửi ở ngân hàng quốc tế Thụy Sĩ, nên mới có thể trong nháy mắt chuyển thẳng như vậy. Điện thoại di động của La Phong cũng rung lên. Trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một mẫu tin, khách hàng cấp kim cương tôn kính tài khoản số 189.891 của ngươi, vào ngày 8, lúc 23, 36, nhận được khoản tiền là 28 tỷ 800 triệu hoa hạ tệ chẳng, số dư là 28 tỷ 800 triệu hoa hạ tệ chẳng. Ngân hàng quốc tế Thụy Sĩ, rất vui được hợp tác. La Phong bắt tay Vương Hầu, Ngụy Tiên Sinh là khách hàng lớn như vậy, sau này cần phải hỗ trợ nhiều hơn. Vương Hầu nhiệt tình nắm tay La Phong, Ngụy Tiên Sinh bây giờ chuẩn bị. Vương hầu đưa mắt ra hiệu. Không được, ta còn có việc. La Phong đeo ba lô lên vai, ta xin đi trước một bước. Ừ, ta không tiễn. Ta còn phải an bài mấy thứ này một chút. Vương hầu cười nói. Màn đêm buông xuống, La Phong đáp xe lửa, ly khai căn cứ thị Kinh Đô. Buổi sáng ngày hôm sau, đại khái 7 giờ, hắn mới đến trạm thành Dương Châu ở cơ cỡ Giang Nam Thị. La Phong đến hiệu bán thức ăn nhanh chân công phu cạnh trạm xe lửa, vào buồng vệ sinh, rồi gỡ râu mép, mắt kính, đệm lót, rửa mặt một chút, đã hoàn toàn trở về nguyên dạng. Về nhà. La Phong đáp xe taxi, đi tới cửa tiểu khu Minh Nguyệt. Tiểu khu Minh Nguyệt là tiểu khu vũ giả, cấm người ngoài vào, xe taxi tự nhiên phải dừng ở cửa. Về rồi. La Phong thở vào một hơi. Trứng rồng, Quân phục tác chiến đều là là đồ bỏng tay, tới 28,8 tỷ, cộng tiền gửi ngân hàng của mình, tổng cộng gần tới 30 tỷ rồi. Huống chi sau này mình còn có thể kiếm nữa. La Phong Lão già tóc hoa gác ngoài cửa tiểu khu Minh Nguyệt vội hô. La Phong đang nghe truyện trên TV Audio CV quay đầu nhìn lại. Lão già tóc hoa râm cười nói, có một tiểu cô nương, tên là chân Nam, tối hôm qua đứng ở cửa tiểu khu, gọi rất nhiều cuộc điện thoại muốn gặp đệ đệ ngươi nhưng không thành công sau đó khi đêm khuya cô ấy lại tới tiểu khu nhờ ta giúp chuyển một bức thư cho người nhà la gia các ngươi muốn chuyển bức thư này cho đệ đệ ngươi la hoa hả la phong sực nghĩ ra rồi nhận lấy phong thư vừa đi vào tiểu khu minh nguyệt la phong vừa mở phong thư ra xem phong thư này mặc dù là do bạn gái đệ đệ là chân nam viết cho nó nhưng la phong vẫn lo khi đưa thư cho đệ đệ xem sẽ xảy ra chuyện phải biết rằng ngày hôm qua nó vừa mới đâm đầu xuống hồ tự sát tâm tình rất không ổn nếu trong thư có gì kích thích rất dễ làm cho nó càng thêm đau khổ không khống chế được nên la phong không dám mạo hiểm ta muốn xem trong thư viết gì trên mặt la phong có vẻ hơi tức giận nhưng khi xem thư vẻ mặt la phong dần dần giãn ra chà la phong lắc đầu đệ đệ cũng coi như không nhìn lầm người từ phong thư đó La Phong mới biết. Kỳ thật cha mẹ Tiểu Nam tìm La Hoa nói chuyện, hoàn toàn làm sau lưng Tiểu Nam. Tiểu Nam thậm chí còn còn không biết cha mẹ nàng đã biết nàng có tình cảm với La Hoa. Mãi đến ngày hôm qua, tin La Hoa đâm đầu xuống hồ truyền khắp vùng chung quanh, Tiểu Nam mới biết được. Vừa nhận được tin, Tiểu Nam thiếu chút nữa xỉu tại chỗ, cha mẹ nàng chết sống cũng không cho phép Tiểu Nam gặp La Hoa. Tiểu Nam khóc lóc mãi mà không ăn thua, sau đó tiểu nam phải nói đây là lần cuối cùng đi gặp la hoa lúc đó mới được cha mẹ đồng ý nhưng khi tiểu nam tới cửa tiểu khu minh nguyệt dù gọi la hoa như thế nào cũng không gọi được nên căn bản không gặp được la hoa sau đó nàng không có biện pháp nào khác bèn viết một bức thư nhờ người chuyển giao cứ ngầm yêu nhau giấu cha mẹ nàng đợi sau khi tốt nghiệp hai người sẽ kết hôn la phong nhìn những lời trong phong thư thầm thở dài Xem ra Tiểu Nam cô nương cũng rất cố chấp, hiển nhiên không hề bị cha mẹ thuyết phục. Biệt thự số 199 trong tiểu khu Minh Nguyệt cũng chính là nhà La Phong. Không khí rõ ràng hơi nặng nề. La Hồng Quốc đang ngồi ở sofa trong phòng khách, chỉ một đêm mà cả người ông tựa hồ già đi một chút. Ba. Một thanh âm từ ngoài truyền đến. "Tiểu Phong." La Hồng Quốc đứng lên, lúc này La Phong từ bên ngoài đi vào, La Hồng Quốc vội thấp giọng nói: mẹ con đang ở phòng bên cùng đệ đệ con đệ đệ con bây giờ tâm tình hơi không ổn nhưng bất luận chúng ta nói với nó ra sao nó cũng chẳng nói một tiếng con biết rồi la phong hít sâu một hơi đi về phía phòng đệ đệ kép la phong đẩy cửa phòng ra cung tâm lan đang ngồi bên giường ngẩng đầu lên thấy la phong không khỏi đứng lên tiểu phong mẹ mẹ ra ngoài nghỉ ngơi trước đi la phong nói Trung tâm Lan nhìn thoáng qua cái sân trời, nhìn tiểu nhi tử La Hoa của bà đang ngồi trên ghế lăng không nói một tiếng, rồi lắc đầu ra phòng. Đệ đệ lần này rõ lạc, La Phong phát hiện, sắc mặt đệ đệ rõ ràng tái nhật đi nhiều, cả người không nhúc nhích cứ như vậy ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. A à Hoa La Phong hô Đệ đệ La Hoa ngồi trên ghế lăng không nhúc nhích, tự hồ không nghe tiếng ca ca La Phong. A à Hoa anh cam đoan với em, em nhất định có thể lấy được Tiểu Nam." La Phong nói tiếp câu thứ hai. Thân thể La Hoa trên ghế lăn hơi nhúc nhích, rốt cục từ từ quay đầu nhìn về phía La Phong, lộ ra nụ cười khổ sở, lắc đầu nhẹ giọng nói, "Anh, anh có nói gì cũng vô dụng. Em và Tiểu Nam căn bản không có tương lai. Hơn nữa em cũng hết hy vọng rồi. Đời này em không thể cưới một phụ nữ nào cả. Kiếp này hết rồi, em cũng không xứng đáng em nói gì ngu thế la phong nhướng mày hét lên ngu à tâm tình la hoa đột nhiên kích động em nói sai à chẳng lẽ một người hai chân tàn phế còn muốn kết hôn với tiểu nam sao đúng tiểu nam nguyện ý làm vợ em nhưng sau này thì sao sau này người chung quanh chỉ rõ nói tiểu nam trượng phu nàng là một người tàn phế sau này thân nhân bằng hữu của tiểu nam sẽ nghĩ nàng như thế nào? Em là người tàn phế. Một người tàn phế mà thôi. Gả cho em, tiểu nam và cha mẹ nàng đều sẽ không còn mặt mũi nào gặp thân nhân bằng hữu, hơn nữa bị người ta xì xầm chỉ rõ. Cho dù em có thành đạt, người khác cũng sẽ cho rằng tiểu nam là muốn thành đạt mới cưới một người tàn phế. La Hoa lắc đầu. Em không muốn, tiểu nam là cô gái tốt. Em không muốn sau này nàng sẽ bị người ta xì sầm chỉ rõ, bị người ta xem thường. Em không muốn hại nàng. Em cưới ai chính là hại người đó, không bằng cả đời em không cưới. Em là một người tàn phế, còn mong gì tới bạn gái, mong gì tới kết hôn. La Hoa khẽ mỉm cười, nụ cười như điên rồ. Chát. Một cái tát vang lên, quất vào mặt La Hoa, làm La Hoa cả người không khỏi lão đảo, thiếu chút nữa ngã lăn khỏi ghế một vệt máu chảy ra từ khóe miệng La Hoa. Anh! La Hoa sửng sốt. Nhiều năm qua, từ nhỏ đến lớn, La Phong trước giờ không đánh em. Đồ nhu nhược. La Phong trong mặt rất khó chịu. Có bao nhiêu nhân vật tàn nhưng không phế, cuối cùng làm ra những việc chấn động. Cho dù là chiến thần, có Úc Dương ở cơ sở Giang Nam thì chúng ta, từ bé đã mất đi song trưởng, nhưng hắn chỉ dựa vào hai chân, có được thanh danh đại phủ cúc dương chân hắn có thể so với một cái búa trong cộng đồng vũ giả cũng có rất nhiều ví dụ tương tự chứ đừng nói là trong những người thường la phong vừa nói thế đệ đệ la hoa lại biến sắc la hoa đương nhiên biết những ví dụ về tàn nhưng không phế từ nhỏ đến lớn hắn đã xem qua không biết bao nhiêu hình mẫu ấy hắn có thể một hơi nói ra hơn trăm người như vậy đây là thư bạn gái gửi cho em em xem đi la phong đưa thư ra la hoa nhận thư vẽ chần chờ rồi mở ra nhìn một chút vừa mới xem qua vẻ mặt hắn bắt đầu biến hóa kết hôn tiểu nam là cô gái tốt có thể được sống với nàng em có nằm mơ cũng mong muốn nhưng em không muốn tương lai có người sau lưng xì xầm nói xấu nàng thật đó em không muốn la hoa buông tờ thư không kìm được chảy nước mắt rơi xuống trên tờ thư La Hoa ngẩng đầu nhìn về phía La Phong, anh, em chỉ cần tương lai có thể trộm nhìn tiểu nam sống những ngày tốt lành là đủ rồi, đủ lắm rồi. Ngươi sống với nàng, đó mới là việc tốt với ngươi và người khác. La Phong quát khẽ. Nhưng mà em là... La Hoa không kìm được sờ tay vào hai chân. Hai chân hắn từ đùi trở xuống sớm đã mất, em theo anh tới đây. La Phong đẩy ghế lăn, đẩy thẳng ra khỏi phòng. Tiểu Phong ngoài phòng La Hồng Quốc, cung tâm Lan đều chấn động. Con nói vài việc với La Hoa. Hai tay La Phong dùng sức một chút, đã nâng bổng ghế lăn của đệ đệ, nhanh chóng đưa đệ đệ lên phòng Media lầu 2. Trong phòng Media, anh, La Hoa nhìn La Phong. Em nhìn lên màn hình ấy. La Phong đồng thời phát ra mệnh lệnh điều khiển bằng âm thanh, mở ra. Tiết tiếp. Máy chiếu hình nhanh chóng bắn ra luồng sáng chiếu vào màn hình trên vách tường còn la phong thì ngồi trên sofa gõ bàn phím cảm ứng không dây tiến vào diễn đàn vũ giả cấp chiến tướng trong gia đình cực hạn hơn nữa nhập vào mấy chữ sinh mạng thủy để tìm các bài viết liên quan trong diễn đàn có rất ít người thảo luận về sinh mạng thủy vì món đồ đó quá hiếm đám vũ giả cấp chiến tướng cơ hồ không ai có thể mua được nên đương nhiên tin tức rất ít nhưng cũng có mười mấy bài liên quan la phong bấm vào một bài lúc trước la phong từng xem qua mười mấy bài này rồi hắn đương nhiên đã từng thu thập những tư liệu có liên quan tới sinh mạng thủy đây là la hoa sững sờ em xem bài viết xem kỹ vào la phong lạnh lùng nói la hoa quay đầu nhìn lại những gì mà bài viết đó nói về sinh mạng thủy cũng không dài lắm nhưng cũng nói vài điều về sự trân quý của vật liệu và công hiệu của sinh mạng thủy. Đương nhiên nó cũng nhắc tới giá đấu giá lần trước. Sinh mạng thủy cực kỳ hiếm, có giá mà không có hàng, mỗi một lần xuất hiện phần lớn đều phải đấu giá, lấy tinh phách của con quái thú vượt qua cấp lãnh chúa, quái thú cấp SS vương cấp tên là địa long vương làm vật liệu chính. Có thể làm cho tay cục mọc lại, chân cục dài ra. Chỉ cần không chết, tàn phế dù nghiêm trọng tới mấy cũng có thể mọc ra được. La Hoa bị những miêu tả trong bài này làm sững sờ, đồng thời mắt hắn cũng lóe sáng. Bất luận là vật liệu chế biến hay công hiệu của nó, có giá nhưng không có hàng. Phần sinh mạng thủy gần đây nhất bán ra 30 tỷ hoa hạ tệ. La Hoa chấn động vô cùng, giống như bị một thùng nước lạnh tưới vào người. 30 tỷ. La Hoa chuyên môn nghiên cứu tài chính và đầu tư cổ phiếu, nên hiểu rõ về kinh tế. Hắn hiểu rõ 30 tỷ hoa hạ tệ là một khoản tiền lớn như thế nào? Thấy rồi chứ? Chân em gãy rồi, nhưng chỉ cần phục dụng một phần sinh mạng thủy là có thể mọc ra lại. Đến lúc đó, em có thể đứng lên, phải tự tin đứng trước mặt Tiểu Nam, đứng trước mặt cha mẹ Tiểu Nam. Tuy La Phong nói như vậy, nhưng La Hoa lại lắc đầu. Anh, 30 tỷ lận, đúng, Hoa Hạ quốc chúng ta cũng có siêu phú hào, tài sản gần trăm tỷ. Nhưng đó là giá danh nghĩa thôi. Đầu tiên cổ phiếu hắn cũng có hạn chế, đã không có quyền bán toàn bộ. Tiếp theo, cho dù có quyền bán, khi bán một lượng cổ phiếu lớn ra chợ, tuy có giá trị gần trăm tỷ, nhưng cuối cùng chỉ có thể bán được 45 tỷ là may lắm rồi. La Hoa lắc đầu, 30 tỷ tiền mặt, lướt mắt nhìn cả Hoa Hạ Quốc, người có thể bỏ ra nhiều tiền mặt như vậy quả vô cùng ít ỏi. La Phong lấy từ trong túi ra điện thoại di động bắt đầu tiến vào tài khoản vô danh ở ngân hàng quốc tế thụy sĩ chỉ một lát sau hắn đã vào tài khoản mình anh anh làm gì thế đệ đệ la hoa nghi hoặc nhìn về phía la phong em xem đi la phong đưa điện thoại di động ra trước la hoa đầy nghi hoặc lúc này mà anh cho hắn xem điện thoại di động làm gì rồi cũng cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại di động trên màn hình có số dư rõ ràng tiền gửi ở ngân hàng một số không, hai số không, ba số không. La Hoa ngơ ngác nhìn con số 28 tỷ 800 triệu. 28,8 tỷ. La Hoa ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía La Phong. Anh hắn mới trở thành vũ giả không lâu, sao mà có một khoản tiền lớn như vậy? Đây tuyệt đối là một khoản tiền bạc dọa chết người. Hắn không biết, để có số tiền này, La Phong phải mạo hiểm phiêu lưu bao nhiêu, đến mức thiếu chút nữa mất mạng, hơn nữa cũng phải dựa vào thân phận tinh thần niệm sư đặc thù mới có thể có được. A à Hoa La Phong mở lời. La Hoa ngơ ngác nhìn mình ca ca, không biết nên nói cái gì. Anh chỉ muốn nói cho em biết, anh ngươi có năng lực mua được sinh mạng thủy. La Phong trịnh trọng nhìn đệ đệ mình, còn em, cũng nhất định sẽ đứng lên được. Thân thể La Hoa khẽ nổi gai ốc. Hắn không ngu. Có thể kiếm được 28,8 tỷ anh hắn La Phong khẳng định là phải mạo hiểm phiêu lưu rất lớn. Dù sao trên đời cũng không hề có bữa ăn miễn phí. Đạt được hiệu quả càng lớn, khẳng định phải mạo hiểm phiêu lưu rất lớn. Tất cả những việc này, anh hắn đều âm thầm làm, toàn là làm vì hắn cả. Anh! La Hoa ôm cổ La Phong, không kìm được chảy nước mắt ròng ròng. La Phong vỗ nhẹ nhẹ vài lưng đệ đệ. Hồi lâu sau, A Hoa, đầu óc em rất thông minh, thông minh hơn cả anh la phong trịnh trọng nói hẳn em cũng biết một khoản tiền lớn như vậy sẽ dẫn tới bao nhiêu phiền phức do đó chuyện này em không được phép nói cho một người thứ ba một chữ nào kể cả ba mẹ kể cả bạn gái em một khi em nói ra anh em sẽ có thể chết đó la hoa giật bắn người em chết cũng không nói anh em không muốn anh mạo yên tâm la phong cười nói những lời đó cũng để la hoa biết việc này nghiêm trọng mà thôi kỳ thật khoản tiền này hai vợ chồng đại chiến thần cao cấp ngốc thứ độc hạt cũng không ra được cho dù đệ đệ mình ngu ngốc nói ra làm gì có mấy người tin la hoa anh nói rồi anh sẽ làm cho em đứng một cách tự tin trước mặt cô nương tiểu nam đó đứng thẳng trước mặt cha mẹ nàng anh nói được sẽ làm được la phong nhẹ giọng nói từng la hoa gật đầu thật mạnh hắn biết e rằng cả đời hắn sẽ không quên được ca ca hắn ép hắn vào phòng media cho hắn xem con số dư gửi ngân hàng kinh người trên điện thoại di động cũng không quên được những gì ca ca hứa hẹn cho hắn đi thôi xuống dưới ăn sáng với ba mẹ la phong cười vâng tâm trạng của la hoa lúc này hoàn toàn khác hẳn trước đây cảm giác cuộc sống này không còn hy vọng sống không bằng chết nhưng sau khi thấy kỳ hiệu của sinh mạng thủy cùng với số dư tiền gửi ngân hàng khổng lồ trong điện thoại di động của La Phong, La Hoa cảm thấy toàn thân tràn ngập sức sống. La Phong thúc ghế lăn đưa đệ đệ xuống lầu. La Hồng Quốc và Cung Tâm Lan đều ngồi trên sofa im phăng phắc. Từ ngày hôm qua tới nay, hai vợ chồng đã bị đả kích quá lớn suốt một ngày trời. Tiểu nhi tử của mình tự nhiên nhảy sông tự vẫn, hơn nữa tâm tình hiện nay rất xấu, rất không ổn định. Phải làm sao bây giờ? rốt cuộc nên làm gì hai vợ chồng biết phải làm sao trong bếp bữa sáng đã được làm từ sớm nhưng chẳng ai có tâm tình mà ăn đột nhiên ba mẹ la phong thúc ghế lăn dẫn theo đệ đệ xuống dưới lầu cười hô điểm tâm đâu cùng ăn điểm tâm điểm tâm la hồng quốc cung tâm lam đều đứng lên đệ đệ la hoa cũng cười ba mẹ con đói bụng rồi la hồng quốc cung tâm lan kinh ngạc nhìn tiểu nhi tử la hoa của mình sau đó mới sực tỉnh ra la hồng quốc nói liên tục đó là tốt đó là tốt nhanh nhanh đem điển tâm lên bà tần cung tâm lan hô lớn rồi chạy xuống dưới bếp la hồng quốc cũng chạy vào phòng bếp thoáng chốc cả căn nhà đã tràn ngập sức sống những áp lực lúc trước không còn chút nào la phong nhìn cảnh này nở nụ cười thật đúng như lúc trước đặc biệt đợi sau này đệ đệ mọc chân rồi, có thể đứng lên, lúc đó trong nhà khẳng định sẽ càng vui hơn. Chính mình trước kia mạo hiểm phiêu lưu đi trộn trứng rồng để làm gì? Còn không phải là muốn có thể sớm tập hợp đủ tiền để mua sinh mạng thủy cho đệ đệ hay sao? Cũng nhờ trời giúp bên lúc mình trộn trứng rồng mới có thể thuận tiện tìm được một bộ trang bị của chiến thần, vì vậy mà khoản tiền khổng lồ 300 ức thoáng cái đã sắp kiếm đủ. Khu trung tâm của thành thị Giang Nam trong tiểu khu giang Nam Sơn Thủy, trong đại sảnh của biệt thự xa xỉ trên đỉnh núi Hoa Ấp Phong, một vũ giả chiến thần cao cấp được gọi là độc hạt Duy Nina Polainac đang sầm mặt ngồi trên sofa. Còn ngốc thú Lý Diệu đang đứng bên cạnh nàng, khuôn mặt không chút biểu tình, tựa như một thanh đao. Có kết quả gì không? Lý Diệu lạnh lùng hỏi. Trong phòng khách, người quản gia trung niên mặc âu phục đen cung kính nói, tiên sinh, phu nhân. Dựa trên danh sách các mục tiêu cần điều tra lúc trước, sau mấy ngày tiến hành điều tra cũng có thể đưa ra 12 người khả nghi nhất. Chỉ là trong khoảng thời gian này dù chúng ta vẫn luôn theo dõi 12 người này nhưng vẫn không thể tìm ra bất kỳ một căn cứ chính xác nào để xác định người đó là ai. Nói cách khác, đến giờ ngươi vẫn chưa nói được mục tiêu là ai phải không? Sát khí trong mắt Lý Diệu bốc cao. Phù, vị quả da mặt âu phục màu đen cảm giác như bị một con quái thú khổng lồ nhìn chằm chằm, không khỏi nín thở cung kính nói, trong những người này, nói về động cơ, có người bị liên minh HR áp bách, có lẽ vì muốn trả thù liên minh HR, nên xuống tay với thiếu gia, cũng có người, có cựu oán với bảo vệ của thiếu gia Tạp Long, cũng có người, có cựu oán với Phan Á, trong tiểu đội hổ nha chuyên bảo vệ thiếu gia. Nói về động cơ, tôi đã tra ra 8 người có một chút động cơ. Nhưng những động cơ đó đều rất nhỏ, chỉ cần là người đầu óc không có bệnh, cũng không đến mức vì vậy mà giết thiếu gia phế vật chỉ vì có thù với bảo vệ của a uy mà giết a uy à còn cái tiểu đội hổ nha gì gì đó đó là tiểu đội chó má gì chứ có thể trêu vào địch nhân cấp độ tới đâu lý diệu hét lên nhớ kỹ người giết chết a uy là cao thủ có thể trong nháy mắt giết chết hai đại chiến tướng cao cấp và hai chiến tướng trung cấp còn không cho họ kịp phát ra một chút tin tức nào dạ quản gia vội cung kính đáp, nhớ kỹ, hung thủ có thực lực rất mạnh, nhiều nhất là ẩn giấu chiến tích thôi. Có thể trong một thời gian ngắn miễu sát hai đại chiến tướng cao cấp, thực lực mạnh như vậy, tuổi của hắn cũng phải trên 20. Lý Diệu phân phó, lần này mục tiêu kiểm tra, ngoại trừ người chết, trong những người còn sống có không ít người đều rất trẻ, thực lực rất yếu, thậm chí có người còn vừa mới vượt qua vũ giả thực chiến thảo hạch chẳng lẽ những tên tiểu gia hỏa ấy có năng lực miễu sát hai đại chiến tướng cao cấp à tiên sinh nói rất đúng quản gia cung kính đáp lý diệu lãnh thanh phân phó cẩn thận kiểm tra những chuyện trước đây của chúng xem ai có khả năng là cường giả che giấu thực lực một khi cảm thấy có khả năng nhất định phải điều tra thật cẩn thận vâng quản gia không dám nhiều lời ừm phàm là ai xuất hiện một chút khả năng có thể là cường giả có thực lực chiến thần hoặc ai có thể là tinh thần niệm sư thì đều phải điều tra lý diệu lạnh lùng nói đương nhiên phải tập trung vào điều tra những đối tượng đáng nghi ngờ nhất ngay cả những người có khả năng không lớn cũng phải giám sát chặt chẽ ghi lại các tất cả mọi việc liên quan tới chúng từ tiền gửi ngân hàng chiến tích ở khu hoang dã thân nhân bằng hữu của họ v v tất cả mọi mặt đều phải ghi chép cẩn thận Dạ. Quản gia cung kính nói. Ngươi theo ta cũng nhiều năm rồi, trong chuyện này ta không muốn thấy ngươi lười biến một chút nào, rõ chưa? Thanh âm lý diệu trầm xuống, ngầm có sát khí. Tráng lão quản gia đổ mồ hôi hột, hiểu rồi. Hắn đương nhiên biết vị nam chủ nhân này lợi hại như thế nào. Phải biết rằng đến cả độc hạt Duy Nina Polinac, một đại tiểu thư sinh ra trong Polinac gia tộc, lại là chiến thần cao cấp, với thân phận như thế mà trước mặt lý diệu bình thường cũng vẫn phải cúi đồng lời đi đi lý diệu phẩy tay quản gia nhanh chóng rời đi tên quản gia vừa rời đi cả đại sảnh chỉ còn có hai vợ chồng lý diệu và duy nina Polenac. diệu nếu thật sự là hung thủ đã chuẩn bị để giết chết nhi tử của chúng ta e rằng hắn sẽ không mang theo đồng hồ thông tin duy nina dùng thứ tiếng phổ thông không thành thạo nói điều này cho thấy rằng trong số những mục tiêu mà chúng ta có e rằng chẳng có ai là hung thủ cả. Ta cũng biết là như vậy. Lý Diệu lạnh lùng nói, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua một chút cơ hội nào. Nếu không phải có quá nhiều người, ta thà giết lầm một ngàn tên, cũng không tha bất kỳ một ai. Trong mắt Lý Diệu lóe lên hàng quan. Lần này số người liên quan phải trên 500 người, sau lưng liên quan tới vũ quán cực hạn, vũ quán lôi điện, quân đội chính phủ, v.v. Hơn nữa những người này đều ở căn cứ thị, chỉ cần một chút động tĩnh là có thể tiến vào căn cứ thị, vì thế hắn không dám một hơi giết sạch. Nếu chỉ là vài chục người, hắn chắc cũng dám động thủ rồi. Diệu, anh nói là ai đã làm chuyện này? Duy Nina nhíu mày hỏi. Trên toàn cầu, chiến thần cao cấp có thù với Lý Diệu ta cũng không ít hơn 10 người. Lúc trước để giúp ngươi ngồi trên vị trí tổng tài quản lý khu hoa hạ của Liên minh HR, hai chúng ta cũng đã đắc tội với không ít người. May mà năm đó sau khi ta tiến vào di tích văn minh cổ và thành công ra ngoài, thì những tên ngư quỷ xà thần đó mới không dám ngọ ngoại. Lý Diệu lạnh lùng nói, đừng để ta tra ra là ai chơi ta, hại chết A à Uy kỳ thật trong mắt hai đại cường giả Duy Nina và Lý Diệu, người có khả năng lớn nhất chính là những chiến thần vốn là địch nhân của họ trước kia. Nhưng Lý Diệu và Duy Nina cũng sẽ không bỏ qua việc điều tra đối với 506 đối tượng khả nghi. Thành Dương Châu, Tiểu Khu Minh Nguyệt. Cuộc sống của La Phong thật ra rất thoải mái. Những lúc rảnh rỗi thì nói chuyện phiếm với đám vũ giả ở hội quán cực hạng, còn phần lớn thời gian đều một mình đắm chìm vào tu luyện cửu trùng lôi đao. Alo, đội trưởng, hội quán cực hạng, trong phòng kiểm tra phản ứng thần kinh La Phong đi tới một bên cầm lấy điện thoại di động nghe điện thoại, à, các anh chuẩn bị sau Tết, ngày 1 tháng 3 tới khu hoang dã nữa à. Được thôi, em không có vấn đề gì. Mấy ngày tới em cũng muốn ở nhà, nghỉ ngơi thêm 2 tháng nữa, thuận tiện mài dũa đao pháp. Ừ, được, năm sau đi khu hoang dã nữa nhé. Mọi người cũng đều biết việc của đệ đệ ta à. Việc này truyền ra thật là nhanh. Chẳng còn cách nào, Gặp phải những chuyện như thế này, ta cũng không có biện pháp. Nhưng cũng may, đệ đệ ta bây giờ đã tốt rồi. Từng, ta đang tu luyện thân pháp. Được rồi, gọi lại sau nhé." La Phong tắt điện thoại, rồi đặt vào góc tường, sau đó lại đi về phía máy kiểm tra phản ứng thần kinh. Nói là máy kiểm tra, nhưng trên thực tế La Phong hoàn toàn dùng nó như một máy huấn luyện. Thi kiểm tra chiến tướng trung cấp, thời gian 10 phút rưỡi la phong điều chỉnh máy thời gian thi kiểm tra kiểm tra phản ứng thần kinh đây đã là thời gian duy trì dài nhất rồi kỳ thật dưới vô số viên đạn cao su bắn ra cũng có thể dùng để huấn luyện năng lực né tránh của con người la phong bình thường rất thích tới đây huấn luyện cả người mồ hôi đầm đìa la phong nhét mấy thứ linh tinh và điện thoại vào túi lần này tới khu hoang dã hơn một tháng hàng ngày tuyệt đại đa số thời gian đều tiến hành hấp thu nguyên năng gian cường hóa thân thể Bây giờ, tố chất thân thể ta còn cách cấp chiến tướng sơ cấp tiêu chuẩn cũng không xa nữa. Cố gắng một chút, xem thời gian gần 2 tháng nữa có thể đề cao được bao nhiêu. Thời gian trôi qua từng ngày. Đêm trừ tịch, người trong gia đình La Phong cũng vui vẻ cùng nhau đi xem dạ hội mừng Tết âm lịch. Trong mấy ngày Tết âm lịch, La Phong và người nhà cùng đi thăm một vài bằng hữu, tụ họp náo nhiệt. Về phần người thân, La Phong thật ra không có thân thích gì vì cha và mẹ đều là cô nhi thời kỳ sau Đại Niết Bàn. Thời kỳ Đại Niết Bàn đã khiến cho rất nhiều gia đình tan vỡ, rất nhiều đứa trẻ trở thành cô nhi. Sáng sớm ngày 26 tháng 2, La Phong mặc đồ luyện công màu trắng, mỉm cười đi về phía hội quán cực hạn. Tên điên, mới sáng sớm đã đi hội quán à. Một tráng hán râu quai nón cười nói. Hai ngày nữa ta phải đi khu hoang dã rồi. Bây giờ đúng là nước tới trôn mới nhảy, phải cố gắng huấn luyện nhiều một chút mới được la phong cười nói tráng hán râu quai nón trừng mắt mẹ nó tên điên đừng có châm chọc ta nữa còn nói nước tới trôn mới nhảy hử lúc trước ngươi cùng ta sát hạch chủng vũ giả quay đi quay lại bây giờ đã mạnh hơn ta rồi la phong cười ha ha trường gian sống sau đè sống trước đời sau đương nhiên phải mạnh hơn đời trước rồi biến đi đừng chọc giận người ta tráng háng râu quai nón chửi đùa một tiếng. La Phong cũng đi vào hội quán cực hạn, leo lên lầu 6. Sáng sớm, hội quán cực hạn rất ít người, hôm nay cũng vắng vẻ như bình thường, nếu La Phong không muốn biết thành quả huấn luyện gần đây thì cũng không cần phải tới sớm như vậy. Lần trước vào ngày 1 tháng 12, thành tích thi kiểm tra của ta là tốc độ 78. 6 mét mỗi giây, lực quyền 6.121 kg bột phát có thể đạt tới tới gần 13.000 kg. Kiểm tra phản ứng thần kinh đạt chiến tướng sơ cấp, loại ưu. La Phong hơi lúc lắc người, bây giờ là ngày 20 năm tháng 2, gần 3 tháng rồi, không biết là tố chất thân thể ta đã đạt tới trình độ gì rồi. Lầu 6 hội quán cực hạn, trong phòng luyện võ trống không. La Phong mở máy kiểm tra lực quyền, màn hình cũng sáng lên. Trước hết không dùng phương pháp phát lực của cửu trùng lôi đao, sử dụng phát lực bình thường. La Phong hơi điều chỉnh hô hấp một chút, rồi lập tức cả người giống như một con đại tinh tinh xông về phía trước, cả vai và cánh tay phải đều mang theo một khí thế xông lên phía trước đánh xuống, còn nắm tay thì thuận thế đảo qua một vòng cung. Binh! Tiếng vang trầm như tiếng gõ vào mặt trống vang lên. Bi quyền chấn động, hơi lắc lư một chút, màn hình hiển thị máy kiểm tra lực quyền lập tức hiện lên nhóm số 9981 kg gà, gia tăng nhiều như vậy sao? La Phong nhìn con số, không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ, lần trước là 6.121 kg, 3 tháng tăng lên trên 3.000 kg, kỳ thật con số này cũng nằm trong dự đoán của La Phong. Vì dưới tình huống bình thường, sau khi huấn luyện sinh tử chiến đấu, thực lực sẽ đề cao nhanh hơn. Lúc trước trong thời gian hơn một tháng ở thành thị số 003, La Phong đã có tiến bộ rất lớn. Sau đó khi về nhà gần 2 tháng, đúng vào lúc cửu trùng lôi đao tầng thứ ba vừa mới luyện thành, khiến cho tốc độ tiến bộ của La Phong nhanh hơn trước rất nhiều. Ba tháng tích lũy, thực lực mới có thể gia tăng nhiều như vậy. Dựa theo dữ liệu đại khái về tố chất thân thể, lực quyền trong khoảng từ 4.000 kg tới 8.000 kg là cấp chiến sĩ cao cấp. Còn từ 8.000 kg tới 16.000 kg là phạm vi chiến tướng sơ cấp. Nói cách khác tố chất thân thể ta bây giờ đủ để sánh ngang chiến tướng sơ cấp bình thường rồi. La Phong miễn cười. Một lần nữa hơi thu thế. Lần này, La Phong chuẩn bị sử dụng phương pháp phát lực của Cửu Trùng Lôi Đao, nhưng có điều hơi đáng tiếc là hai tháng qua, mặc dù đã mua được bí tịch bốn lớp đầu Cửu Trùng Lôi Đao, nhưng La Phong không sao tu luyện được lớp thứ tư, nhiều nhất là khống chế sức mạnh toàn thân chính xác hơn thôi. Hát. La Phong khẽ quát một tiếng, khí tức như lợi tiễn từ miệng phun ra, đồng thời phát ra một tiếng quát, cánh tay phải của La Phong trong nháy mắt đảo qua không gian hơn nửa thời gian ngắn ngủn đảo qua không gian đó lại liên tiếp gia tốc, trong nháy mắt phá tan tốc độ âm thanh, sinh ra một tiếng nổ đáng sợ, lực quyền tựa như thiết chùi y nện thẳng vào bia quyền. ầm ầm, bia quyền lắc lư mạnh, sau đó dạt đi, mãi sau mới trở lại bình thường. Thống khoái La Phong nhìn về phía màn hình hiển thị. Màn hình hiển thị hơi dừng lại một chút, mới hiển thị ra nhóm số 28.081 kg. Chật chật, dựa theo 9.981 kg nhân với 2,8, tính ra là, đại khái là. La Phong hơi tính nhẩm một chút, là chừng 27.947 kg, ta đánh ra một quyền lại trên 28.000 kg, La Phong rất hài lòng với dữ liệu này. Lực quyền 28.000 kg là rất đáng sợ. Đây là lực quyền 28 tấn. Một chiếc xe tải cũng chỉ chở nặng tới chừng đó mà thôi, có thể tưởng tượng được sức mạnh một quyền đó nặng như thế nào. Dựa theo dữ liệu tố chất thân thể, 16.000 kg tới 32.000 kg đều thuộc về trình độ chiến tướng trung cấp rồi. Nhưng cũng là chiến tướng trung cấp, nhưng thực lực của người miễn cưỡng vừa đạt giới hạn 16.000 kg và một chiến tướng trung cấp thâm niên vẫn có chênh lệch rất lớn. Nếu bây giờ La Phong bổ ra một đao, cũng xem như là một chiến tướng trung cấp lợi hại rồi. Ô Thông là quán trưởng hội quán cực hạng làm quán trưởng, hắn phải thường xuyên tới hội quán. Tiếng bùng nổ. Ô thông đang ngồi trong một tỉnh thất ở lầu 5, đột nhiên nghe trên lầu 6 tiếng bùng nổ, giật bắn cả người là cao thủ nào đánh ra tiếng bùng nổ như thế này. Ô thông cấp tốc hóa thành một tàn ảnh, chạy thẳng theo thang lầu, vọt thẳng lên lầu 6. Phòng luyện võ lầu 6 trống rỗng, chỉ có một người, La Phong. Lúc này La Phong vẫn còn đứng trước máy kiểm tra lực quyền, tự hỏi xem bây giờ cấp độ thực lực mình đang ở đâu. Ủa? La Phong quay đầu lại nhìn cô thúc. Trời ơi, tiểu tử nhà ngươi, là ngươi đánh ra tiếng bùng nổ đó à? Để ta xem, một quyền của ngươi nặng tới bao nhiêu rồi. Ô thông rất kinh ngạc, đi về phía La Phong, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía màn hình hiển thị máy kiểm tra lực quyền, trong thách quả hắn không khỏi chết lặng 28.081 kg, ô thông không kìm được dán mắt vào La Phong, tự hồ La Phong là một con quái vật, đây là do ngươi đánh ra à? Không phải cháu thì là ai? La Phong cười, nhưng tố chất thân thể cháu không mạnh như vậy. Là cửu trùng lôi đao. Ô thông thoáng cái đã đoán ra. Hắn cũng sớm đã biết La Phong mua bí tịch cửu trùng lôi đao. Nhưng trong thiên hạ có nhiều vũ giả lợi hại mua bí tịch này, vậy mà rất nhiều người đến cả nhập môn cũng không làm được ngay cả tu luyện cử trùng lôi đao cũng không nên quá đáng như vậy chứ bây giờ lực quyền bình thường của ngươi là bao nhiêu tu luyện cử trùng lôi đao tới lớp thứ mấy rồi ô thông truy vấn la phong cười trả lời lực quyền của cháu chừng một vạn kg cử trùng lôi đao tu luyện tới tầng thứ ba trong khoảng thời gian này ta tu luyện ra sao cũng không thể hiểu thấu lớp thứ tư về việc tốc độ tu luyện cử trùng lôi đao la phong cũng không có ý định giấu giếm thực lực mình kiểu gì cũng sẽ khiến cho một vài người chú ý bộc lộ ra một vài ưu điểm mới thực sự có lợi về phần thân phận tinh thần niệm sư la phong sẽ không cho người khác biết không chỉ riêng vợ chồng ngốc thú độc hạt đang điều tra hung thủ giết con kỳ thật ngay từ trước khi xảy ra việc giải thưởng cực lớn la phong đã luôn không muốn công khai thân phận tinh thần niệm sư vì trên phạm vi toàn cầu vũ giả đã xem như rất hiếm rồi còn tinh thần niệm sư thì lại càng hiếm hơn trong giới vũ giả. Một tinh thần niệm sư sẽ khiến cho mình gặp rất nhiều việc rắc rối. Biến thái, tiểu tử nhà ngươi quá biến thái. Quả thực là một quái vật. Ô thông không kìm được đấm vào ngực La Phong một cái, ta sớm đã biết thiên phú của ngươi không tệ, dù sao thì ngươi cũng đã được cực hạn vũ quán ta tuyển rồi. Tố chất thân thể ngươi có thể trưởng thành tới cấp chiến tướng sơ cấp, mặc dù cũng rất ghê gớm, nhưng ta cũng không bất ngờ cho lắm. Tuyệt không phải không có người nhanh hơn ngươi. Nhưng ngươi chỉ trong khoảng nửa năm ngắn ngủn đã tu luyện cửu trùng lôi đao tới tầng thứ ba. Việc này thật sự là quá biến thái, quái vật, đúng là quái vật. Người không phải ai cũng toàn vẹn. Trên phạm vi toàn cầu có người có thể đề cao tố chất thân thể rất nhanh. Tỷ như vào thời kỳ đại niết bàn, ngắn ngủn chỉ thời gian vài năm, đệ nhất cường giả thế giới hồng và đệ nhị cường giả lôi thần đã thành tồn tại vượt cả cấp chiến thần, có thể lăng không phi hành. Thời gian vài năm mà đã thành công tới mức độ như vậy, thì có thể tưởng tượng được thế gian này vẫn có những siêu thiên tài. Nhưng, lĩnh ngộ cửu trùng lôi đao chính là phải nhìn vào nhận thức, tố chất thân thể của La Phong được đề cao rất nhanh, có thể trong vòng nửa năm đã tu luyện cửu trùng lôi đao tới tầng thứ ba, tuyệt đối phải thuộc loại quái thai rồi. Trên toàn cầu, E rằng một năm cũng chỉ xuất hiện một hai quái thai như vậy mà thôi Nhanh, mau kiểm tra tốc độ đi, cho ta xem xem trình độ của người đến đâu Ô thông rất nhiệt tâm đi tới mở máy kiểm tra tốc độ La phong cười cười Vèo Tốc độ trong nháy mắt được bung ra, tựa như tên trời cung Vù vù rít lên lướt qua, rồi dừng lại ngay sau đó Máy kiểm tra tốc độ cũng hiển thị một nhóm số, 128m một giây được rồi xem như trình độ của chiến tướng sơ cấp bình thường ô thông cười gật đầu la phong cũng khá hài lòng hắn hiểu rõ theo tố chất thân thể đề cao sức mạnh của vũ giả sẽ không ngừng tăng lên sức mạnh không tệ nhưng tốc độ càng về sau mức độ tăng lên càng khó khăn hơn vì tốc độ càng nhanh tỉ như chạy thật nhanh né tránh lúc cử động nếu dùng tốc độ nhanh sẽ sinh ra lực cản không khí rất lớn tốc độ càng nhanh lực cản càng lớn, do đó tốc độ càng ngày càng khó đề cao. Tốc độ 128 m một giây, lực quyền chừng 10.000 kg, dựa vào cửu trùng lôi đao phát lực, chừng 28.000 kg, kiểm tra phản ứng thần kinh của ta, đã là chiến tướng trung cấp loại ưu rồi, La Phong thường xuyên tiến hành huấn luyện kiểm tra phản ứng thần kinh đã sớm biết rõ trình độ hiện nay của mình. Bằng vào thân pháp cấp nhập vi, đặc biệt hơi có cảm giác về cấp hoàng mỹ bây giờ thân pháp né tránh của La Phong đích xác rất kinh người. Trong lúc La Phong và Ô Thông nói chuyện, ở sân bay thuộc khu trung tâm của cơ sở Giang Nam Thị. Sân bay là một từ ngữ rất xa lạ. Từ sau thời kỳ đại Niết Bàn, trong không trung có rất nhiều phi cầm quái thú, nên có rất nhiều yêu cầu khắc khe cho những máy bay hành khách. Phí tổn làm một chiếc máy bay hành khách còn đắt hơn cả một chiếc siêu máy bay thời trước đại Niết Bàn nhiều. Máy bay hành khách bây giờ đã không còn là từ thông dụng trong quần chúng phổ thông nữa rồi, bây giờ thật ra cũng có máy bay hành khách, nhưng mỗi một tấm vé máy bay của máy bay hành khách đều có giá trên trời với một người thường. Đối với Phú Hào, cũng phải rất đau lòng khi mua một tấm vé máy bay. Sân bay, trong khu đợi, hội trưởng cực hạng tổng hội quán và ba chủ quản dưới trướng cực hạng vũ quán cơ sở Giang Nam thị đang đứng cùng nhau. Bốn ông trùng lúc này đều đang đợi ở khu chờ dành cho hành khách tới rồi. Gia Cát Thao cười nhìn vào không trung. Vèo. Một ảo ảnh cơ hồ như thuấn di xuất hiện trên bầu trời sân bay, sau đó nhanh chóng chậm lại. Thông qua hệ thống phòng ngự thành phối từ từ hạ xuống. Đây là một chiếc máy bay hành khách hình đĩa bay khổng lồ, toàn thân màu xanh lam thẩm, đường kính chừng 3-40 thước. Bề ngoài thân máy bay phản xạ ánh lam quang sẫm làm cho người ta say mê. Kẹt cửa khoang máy bay hành khách hình đĩa bay mở ra, kéo dài thành một cái cầu thang. Bốn ông trùng của cực hạn vũ quán lập tức đi tới cạnh cầu thang máy bay hành khách hình đĩa bay này. Người có thể đi thẳng tới chiếc phi cơ này, chẳng ai không phải là người có thân phận địa vị. Tổng cộng cũng chỉ có trên 10 người mà thôi. Hành khách trên máy bay bắt đầu từng người đi xuống dọc theo cầu thang. Mỗi một hành khách đều có thân phận không bình thường. Phải biết rằng, trên toàn thế giới, những máy bay hành khách như vậy rất ít. Bởi vì muốn phi hành trong không trung, còn phải đảm bảo sự an toàn, thì đầu tiên cả bề ngoài của khung máy bay hành khách đều phải chất liệu tương đương với thứ dùng để làm binh khí hoặc quân phục tác chiến cấp 9. Mặc dù chỉ một tầng rất mỏng, nhưng hoàn toàn có thể chống đỡ được tập kích của đám lãnh chúa phi cầm cao cấp. Đồng thời cả phi cơ còn phải được trang bị những khẩu pháo laser rất đắt tiền pháo laser hoàn toàn có thể bắn chết những quái thú vương cấp dám phi hành đến gần máy bay hành khách này. Tất cả những thứ này đều để đảm bảo cho sự an toàn của máy bay hành khách. Nhưng cũng làm phí tổn của nó đạt tới một mức kinh người. Như huyết ảnh chiến đao cấp 9, nếu bán ở vũ quán toàn giá là 3 tỷ, nửa giá là 1 tỷ rưỡi, giá ưu đãi nhất ở chiến thần cung là 1 tỷ. Còn giá thành của nó là chừng 8 tới 900 triệu. Nếu chỉ tính riêng lượng hợp kim khắc la đã sử dụng cũng đã có giá lên tới trên sóc trăm triệu. Mà cả lớp ngoài của thân máy bay hành khách đều sử dụng chất liệu như vậy cả. Một chiếc máy bay hành khách hình đĩa bay đường kính 340 thước, mặc dù bề ngoài chỉ phủ một tầng chất liệu mỏng, nhưng vì diện tích lớn, cộng lại cũng phải 30 tấn. Chỉ cần phần hợp kim khắc la cũng tiêu phí tới hàng trăm triệu hoa hạ tệ. Hơn nữa còn có pháo laser cùng với những thứ khác một chiếc máy bay hành khách hình đĩa bay chỉ cần phí tổn chế tạo cũng đã vượt xa những máy bay khổng lồ thời trước đại miết bàn hơn nữa chi phí bảo trì máy bay hành khách hình đĩa bay hàng năm cũng hao tổn một số tiền rất lớn mỗi một lần bay nếu trên đường gặp phải công kích của bầy quái thú phi cầm thì đương nhiên sẽ phải phản kích khi đó sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn nữa do đó giá vé máy bay hành khách mới cao bất thường như vậy đến cả phú hào bình thường cũng không dám mua lão dương hội trưởng cực hạn tổng hội quán cười hô. Một nam tử trung niên mặc trường bào màu xám tươi cười đi tới, thiết thủ, ha ha, đã lâu rồi không gặp. Lão Dương, lần này ngươi tới đây là để kiểm tra đối chiếu về năng lực của tên La Phong à. Đây chỉ là việc nhỏ, đi, huynh đệ chúng ta trước hết gặp nhau một chút cái đã. Hội trưởng cực hạn tổng hội quán cười nói. Gia các thao cùng ba chủ quản chào rất cung kính. Nam tử trung niên Dương Huy này có khuôn mặt thoạt nhìn mới chừng 30 tuổi, nhưng tuổi chính thức đã trên 50, là một chiến thần trung cấp, bình thường đều ở tổng bộ cực hạng vũ quán toàn cầu. Bất luận về vũ lực hay thân phận, Dương Huy đều tương đương với người được xưng là thiết thủ Chu Chính Vĩnh. Cũng 8 năm rồi không gặp. Chúng ta tìm một chỗ uống chén trà, sau đó cùng ăn cơm trưa. Được rồi, Gia Cát, đại ca ngươi có ở căn cứ thị chứ, gọi hắn một tiếng nhé dương huy nói được ta lập tức gọi điện thoại cho đại ca ngay gia cát thao nói ngay dương huy là chiến thần hội trưởng chu chính vĩnh là chiến thần còn ca ca của gia cát thao là gia cát sơn cũng là chiến thần việc kết giao bằng hữu bình thường cũng phải nhìn vào thân phận địa vị nếu không có chút bối cảnh và hoặc địa vị quá thấp căn bản không vào được cộng đồng này thiết thủ giám sát sứ có ở trong căn cứ thị không dương huy hỏi Giám sát sứ mấy hôm trước đi tới khu hoang dã ở thành thị số 003, tìm những đám quái thú lãnh chúa ma luyện thương pháp rồi. Thiết thủ Chu Chính Vĩnh nói, đợi giám sát sứ về, ta sẽ dẫn ngươi đi bái kiến hắn. Nửa năm trước, lúc quán chủ chúng ta tới cơ cỡ Giang Nam thì tìm giám sát sứ, giám sát sứ vẫn còn ở ngoài khu hoang dã mà. Quán chủ Chu Chính Vĩnh vừa nói ra từ này, vẻ mặt tam đại chủ quản bên cạnh, kể cả Dương Huy cũng đều lập tức nghiêm trang người có thể được hội trưởng cực hạng tổng hội quán ở cơ cỡ giang nam thì gọi là quán chủ thì chỉ có một người đó là đệ nhất cường giả không ai có thể sánh được trên địa cầu người sáng lập ra cực hạng vũ quán hồng một cường giả có sức lực vô cùng người mạnh nhất chủng tộc loài người giám sát sứ khổ tu như vậy cũng muốn đột phá cấp chiến thần trở thành tồn tại vượt qua chiến thần rồi dương huy cảm thán quán chủ cũng từng nói lưu giám sát sứ là một hy vọng rất lớn. Giám sát sứ, trong hệ thống cực hạng vũ quán toàn cầu là người có địa vị cực cao. So với Chu Chính Vĩnh, Dương Huy thì cao hơn nhiều. Người này thuộc loại có thể gần gũi với đệ nhất cường giả thế giới không? Có thể xem như một trong những lãnh đạo cao nhất của cực hạng vũ quán. Đi, chúng ta đi uống trà. Về việc tên tiểu gia hỏa la phong đó, đợt lát nữa từ từ kiểm tra đối chiếu. Chiến thần Dương Huy cười nói. Lúc này, tổng bộ đặc sứ Dương Huy, cùng bốn ông trùng cơ cỡ Giang Nam thị cực hạng vũ quán cùng ly khai sân bay. Sáng sớm ngày 28 tháng 2, La Phong đang trong phòng luyện võ, sau khi tiến hành làm nóng người một cách đơn giản khoảng nửa giờ, liền vào phòng media. Toàn bộ cửa sổ phòng media được kéo rèm che kín, bên trong hoàn toàn đen kịt, chỉ có chút ánh sáng le lói từ cửa chính phòng media chiếu vào một luồng sáng mờ mờ. Mở ra. La Phong phát ra mệnh lệnh điều khiển bằng âm thanh, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đồng thời thông dong pha một chén trà, đặt lên trên bàn trước mặt, chén trà nóng bốc hơi nghi ngút. La Phong ngồi trên sofa mềm mại, đồng thời đặt bàn phím không dây lên trên đùi, nhanh chóng tiến vào diễn đàn, vũ giả cấp chiến tướng gia đình cực hạn, tiến hành xem các bài viết, chốc chốc lại trả lời một vài bài viết. Trong diễn đàn này có tất cả vũ giả cấp chiến tướng từ khắp nơi như châu Nam Mỹ, châu Âu, châu Á, thỉnh thoảng cũng gặp vài chiến thần vào đó. Hơn nữa thông qua diễn đàn, còn có thể tiến hành video chat với một vài vũ giả. Rất nhiều công năng. Một phần sinh mạng thủy quả thật rất hiếm thấy. Mấy hôm trước, La Phong đã cố ý trả lời mấy bài viết về sinh mạng thủy, vốn đã chìm lỉm từ lâu, làm ba bài viết lập tức lên đầu trang. Dựa theo thuật ngữ diễn đàn, Hành động này thuộc loại đào mộ. Khi đưa lên trang đầu, vũ giả cấp chiến tướng toàn cầu sẽ có nhiều người thấy bài viết, tự nhiên sẽ có không ít người trả lời thảo luận. Thông qua trả lời thảo luận, La Phong sẽ biết nhiều tin tức về sinh mạng thủy hơn. Thỉnh thoảng hắn cũng tự mình trả lời một vài vũ giả khác. Số lượng vũ giả cấp chiến tướng toàn thế giới dưới trướng cực hạn vũ quán quả là kinh người. Không ai biết sinh mạng thủy ở đâu ra. La phong cao mày chẳng lẽ thật sự như những gì trong bài nói khó có thể thấy được việc sinh mạng thủy xuất hiện khi xuất hiện mới tiến hành đấu giá cho dù thật sự có sinh mạng thủy bây giờ mình cũng không dám mua dù sao thì thực lực của mình còn chưa đủ nếu bị vợ chồng ngốc thú độc hạt phát hiện thì đó quả là một cơn ác mộng thôi đi bây giờ việc quan trọng nhất với ta là đề cao thực lực điểm mạnh nhất của ta là tinh thần niệm lực bây giờ tố chất thân thể của ta là cấp chiến tướng sơ cấp. Dựa theo việc tinh thần niệm lực cao hơn 2 cấp so với thân thể, tinh thần niệm lực ta hẳn là tới trình độ chiến tướng cao cấp rồi. Nói cách khác, thực lực của mình bây giờ có thể chính diện quét sạch vũ giả chiến tướng cao cấp rồi. La Phong cảm thấy mừng rỡ. Lần trước khi đấu với lão già họ lưu và tráng hán da trắng, chính là đánh lén từ sau lưng, làm cho hai người do không phòng bị đã bị tập kích trong nháy mắt. Nếu đánh chính diện, với thực lực La Phong lúc đó, e rằng không nắm chắc 10 phần. Còn La Phong bây giờ, gặp phải hai người lão già họ Lưu, cho dù chính diện chiến đấu, cũng có thể quét sạch hai người. Tinh thần niệm sư có thể quét sạch vũ giả ngang cấp, có thể vượt cấp chiến đấu. Đây là điều mà cộng đồng vũ giả đều thừa nhận. Ta bây giờ có thể đánh hạ chiến tướng cao cấp, nhưng nếu phải đánh với chiến thần sơ cấp. Nếu dựa vào âm chiêu Dựa vào tinh thần niệm lực quỷ dị, việc đánh chết một chiến thần sơ cấp cũng không phải là điều quá khó. Tốc độ tiến bộ của La Phong đích xác rất kinh người. Sau khi giác tỉnh đến giờ cũng mới có 8 tháng, thực lực của hắn đã có thể so với chiến thần sơ cấp, kỳ thật điều đó cũng không lạ. Đầu tiên La Phong vốn là tinh thần niệm sư cực kỳ hiếm thấy trong giới vũ giả. Phải biết rằng mỗi một tinh thần niệm sư đều vô cùng quý giá họ trời sinh có tinh thần niệm lực cực kỳ cường đại. Vì lúc vừa sinh ra, thân thể còn yếu, nên tinh thần niệm lực mới ngưng tụ một cách tự nhiên, ẩn vào trong thức hải. Nếu tinh thần niệm lực vốn ít sẽ tồn tại dưới dạng chất lỏng. Nếu tinh thần niệm lực nhiều hơn, thì sẽ là hỗn hợp giữa chất lỏng và chất trắng. Tỷ lệ chất trắng càng cao, đại biểu cho tinh thần niệm lực càng nhiều. Còn nếu người sinh ra có tinh thần niệm lực cực kỳ nhiều thì sẽ hoàn toàn tồn tại dưới dạng thể rắn. La Phong chính là loại tinh thần niệm sư có thiên phú tốt nhất. Tốc độ tiến bộ của bản thân vốn đã rất kinh người, hơn nữa lại có hiệu quả từ việc tu luyện bí tịch cao cấp nhất Cửu Trùng Lôi Đao, cộng thêm việc La Phong khắc khổ tu luyện. Ba thứ phối hợp, đương nhiên sẽ khiến cho tốc độ tiến bộ của La Phong đạt tới trình độ kinh người, ngắn ngủn 8 tháng có thể so với chiến thần sơ cấp rồi nhưng so với hồng và lôi thần năm đó hắn vẫn còn thua xa năm đó hồng và lôi thần đều bộc phát trong thời đại niết bàn trở thành tồn tại vượt qua cấp chiến thần tốc độ tiến bộ nhanh ghê hồn viên cầu trong thức hải ta có màu vàng sậm có lượng tinh thần niệm lực rất khổng lồ chỉ vì thân thể ta không đủ mạnh nên không thể chịu nổi do đó tinh thần niệm lực khổng lồ chỉ có thể tồn tại dưới hình thức viên cầu vàng sậm la phong cầm chén trà hớp một hơi hương trà vẫn động lại trong miệng do đó thân thể ta càng mạnh tinh thần niệm lực lại càng mạnh bây giờ ta cần phải đề cao tố chất thân thể với tốc độ nhanh nhất la phong nhập vào chữ phương pháp đề cao tố chất thân thể để tìm những bài viết trong diễn đàn chẳng mấy chốc diễn đàn cấp chiến tướng đã xuất hiện vô số bài viết hiển nhiên chủ đề này có rất nhiều người bàn bạc bà. Click vài cái tìm những bài có nhiều trả lời phương pháp có phương pháp nào cơ nhân dược thủy. Giá cũng không đắt lắm, thông qua bằng hữu của đội trưởng, chỉ cần 200 triệu là có thể mua một phần rồi. Nhưng cơ nhân dược thủy lại gây ra thương tổn khá lớn cho thân thể. Nếu phục dụng, sau khi thực lực tăng lên, tương lai cũng khó có thể tăng nữa. La Phong khẽ lắc đầu, cơ nhân dược thủy cơ bản là cắt đứt mọi hy vọng trong tương lai. Do đó loại người như Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cốc, vốn đã rất nhiều năm chưa có chút đột phá nào, không còn tin tưởng vào việc tự mình đột phá trong tương lai, mới nguyện ý phục dụng cơ nhân dược thủy. Còn như La Phong, tiềm lực vô hạn, mình mà phục dụng cơ nhân dược thủy thì đó chính là hành vi ngu ngốc. Phương pháp thứ hai cũng không tệ, bình thường khi sử dụng có thể giúp thực lực tăng gấp bội. Chẳng những không có tác dụng phụ, ngược lại còn có thể gia tăng tốc độ tu luyện. La Phong nhìn phương pháp thứ hai, nhưng rồi chỉ có thể bất lực lắc đầu, đáng tiếc, giá đắt quá. Biện pháp thứ hai chính là dùng long huyết nhập vào thân thể, để thân thể hấp thu long huyết thân thể sẽ trở nên mạnh hơn. Nhưng long huyết này có yêu cầu rất cao. Đầu tiên phải là con rồng vương cấp. Tiếp theo, còn phải là thứ máu trong tim con rồng. Khi săn được một con thần long vương cấp, bình thường chỉ có thể chế tạo ra một phần long huyết thôi. Quái thú vương cấp toàn cầu tổng cộng có được bao nhiêu con? Quái thú vương cấp có thể săn được bao nhiêu con? có thể tưởng tượng được một phần long huyết có giá cao ra sao. Một phần long huyết, nửa giá ở cực hạn vũ quán cũng đạt tới 800 ức. Mà điều kiện của nửa giá là điểm cống hiến cấp 4 sao. La Phong chỉ có thể ngẩn ra nhìn, căn bản là thần dược trong truyền thuyết, phục dụng xong thực lực tăng lên, lại không có tác dụng phụ, hơn nữa lại có thể gia tăng tốc độ tu luyện trong tương lai. Bao nhiêu là thứ tốt. Đáng tiếc, chẳng có mấy người mua nổi biện pháp thứ ba là dựa vào chính mình khổ tu la phong lắc đầu mình cũng chỉ có thể thật thật thà thà mà khổ tu đây cơ hồ là con đường mà tất cả đám vũ giả lựa chọn với tốc độ tu luyện của ta chỉ hơn nửa năm nữa tố chất thân thể hẳn là có thể đạt tới chiến tướng trung cấp rồi sau khi tới chiến tướng trung cấp lại thêm một năm nữa tố chất thân thể hẳn là có thể đạt tới chiến tướng cao cấp la phong gật gật đầu nói cách khác một năm rưỡi nữa tinh thần niệm lực của ta sẽ đạt tới chiến thần trung cấp có thể đánh bại ngang cấp nhưng chưa thể chiến đấu với chiến thần cao cấp ba năm sau tinh thần niệm lực ta đạt tới chiến thần cao cấp sẽ là loại gần như vô địch trong đám chiến thần cao cấp khi đó còn sợ gì ngốc thứ độc hạt hai thanh phi đao là giải quyết chúng rồi đương nhiên giấc mộng tuyệt đẹp của mình đều phải có một đại tiền đề đó là viên cầu vàng sậm phải đủ để có thể cung ứng tinh thần niệm lực cho mình đạt tới chiến thần cao cấp, nếu trên đường đi mà viên cầu vàng sậm tiêu hao hết thì cũng như không. Thực lực của mình tăng lên cấp tốc không thể tăng mãi mà không chấm dứt. Mỗi một tinh thần niệm sư đều có một thời kỳ tăng lên rất nhanh, chính là thời gian dựa vào việc hấp thu tinh thần niệm lực trời sinh. Một khi hấp thu hết, thời kỳ tăng lên cấp tốc cũng kết thúc sự tồn tại của viên cầu vàng sậm làm thực lực ta tăng lên cấp tốc. Hy vọng thời kỳ thực lực của ta tăng lên cấp tốc một mạch tới khi tinh thần niệm lực đạt tới chiến thần cao cấp. La Phong rất chờ đợi. Một tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp. Có thể nói là vô địch trong đám cường giả dưới những tồn tại vượt qua cấp chiến thần. Còn viên cầu vàng sậm. Rốt cuộc có thể tồn tại tới khi nào mới tiêu hao hết căn bản không ai biết khi nào thì viên cầu vàng sậm trong thức hải tiêu hao hết nên la phong cũng không suy nghĩ nhiều thứ năm ngày 1 tháng 3, tiểu đội hỏa chùi xuất phát lầu một thương thành liên minh hr năm đội viên tiểu đội hỏa chùi tập hợp với nhau tên điên nhìn gì thế có phải là thấy cô nương từ hân vắng mặt nên ngươi rất thất vọng không ngụy thiết cười trêu nói la phong không nói gì tối hôm qua hắn đã gọi điện thoại cho từ hân rồi Thậm chí giữa Tết âm lịch, La Phong cũng từng ăn cơm trưa với Từ Hân, hàng huyên với nhau khá lâu. La Phong thầm mến Từ Hân, còn Từ Hân cũng có hảo cảm với La Phong. Nhưng song phương chưa từng nói rõ với nhau. Về Từ Hân, chính vì Từ Gia là một đại gia tộc có thế lực khổng lồ. Việc nàng kết giao với bạn trai tuyệt không phải việc đơn giản. Về phần La Phong mình, vì ngốc thú độc hạt, cộng thêm giải thưởng cực lớn vẫn đang còn hiệu lực nên áp lực vô hình khiến cho La Phong không lúc nào cảm thấy dễ chịu. Chờ thực lực ta tăng lên sẽ giải quyết phiền phức này. Sau đó nói rõ với Từ Hân. La Phong hiểu rất rõ, song phương đều có chỗ khó xử nên không đẩy quan hệ lên, chỉ thỉnh thoảng điện thoại, thỉnh thoảng hẹn gặp, như vậy là tạm được. Cốt lắm, chúng ta xuất phát. Đội trưởng Cao Phong đứng lên. Ha ha, ăn tết thân thể cũng sắp béo phì rồi, đi thôi. Ngụy Thanh cũng cười ha ha nói. Lúc này Ngụy Thiết, Trần Cốc cùng với La Phong đều đứng lên, nhóm năm người tiểu đội hỏa trụ y đắp chuyên xa liên minh HR đi tới trạm xe lửa, sau đó đáp xe lửa đến cơ sở tiếp tế quân khu Đông Nam. Khu hoang dã, thành thị số 023. Lãnh địa của con thiết giáp long mà La Phong đã trộn trứng trồng lần trước nằm trong vùng ngoại thành ở ngay gần đường cao tốc. Nếu La Phong dựa theo lộ tuyến bình thường đi tới thành thị số 023, không biết chừng sẽ bị thiết giáp long bắt gặp. Đã trộm trứng rồng cũng, nên bây giờ La Phong cũng không dám tới đó để nhận lấy lửa giận của thiết giáp long. Trong sân một tòa nhà đổ nát cổ kính, hai người La Phong, Cao Phong đang vây giết một con quái thú có cương giáp tựa như một con trâu, toàn thân màu đỏ rực, lỗ mũi phun phì phò những luồng hơi, đang điên cuồng công kích thanh niên nhân loại mà nó ghét nhất nãy giờ giống như một con ruồi luôn quanh quẩn chung quanh nó con quái thú họ nhà trâu này thuộc bộ tộc thiết giáp ngưu có lực phòng ngự rất lớn trong họ nhà trâu lân giáp của nó hoàn toàn đạt đến cấp độ thú tướng trung cấp hai con thiết giáp ngưu cấp thú binh cấp cao khác do nó xuất lĩnh đang được ngụy thiết ngụy thanh cùng nhau giải quyết vèo 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 la phong di chuyển nhẹ nhàng nhanh như thiểm điện giống như võ sĩ đấu bò thời kỳ trước đại niết bàn trêu cho con thiết giáp ngưu nổi điên trên người thiết giáp ngưu đã xuất hiện những vết thương, nhưng đáng tiếc, chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới thiết giáp ngưu cả. Vèo Một đạo hàng quang lóe lên, giống như một tia chớp, huyết ảnh chiến đao lóe lên rất nhanh, từ cổ dưới của con thiết giáp ngưu vẫy ngược lên, đâm sâu vào hơn một nửa, rồi sau đó rút đao ra nhanh như chớp. Bịch Thiết giáp ngưu phát ra một tiếng cầm trầm thấp vẻ không cam lòng, bởi vì ít hầu nó đã bị cắt đứt. Tiếng cầm yếu dần theo sức lực nó, rồi lập tức cả thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống làm cả mặt đất trung mạnh lên trên mặt đất đầy bụi làm bằng những tảng đá đầy vết máu rất cứng trắng liên tiếp bị chấn động đến mức vỡ ra một khe hở tuyệt đẹp cao phong khen tên điên thân pháp của ngươi càng ngày càng lợi hại ngụy thanh không kìm được khen la phong cũng hiểu rõ lúc trước ở siêu thị gia nhạc phúc giữa hang ổ thiết giáp long lúc chạy trốn khỏi sự vây công của mấy trăm con quái thú cấp thú tướng vây công, khi đó phải cấp tốc tính toán trong nháy mắt, làm La Phong trong thời gian vài giây ngắn ngủi đã sánh ngang được với thân pháp cấp hoàng mỹ. Sau lần ngắn ngủi cảm thụ thân pháp cấp hoàng mỹ, hai tháng về nhà, La Phong đã thường xuyên sử dụng máy kiểm tra phản ứng thần kinh của hội quán cực hạn để huấn luyện thân pháp. Thân pháp chia ra bốn cấp bậc bậc lớn là cấp cơ sở, cấp nhập vi, cấp hoàng mỹ, cấp ý cảnh qua hai tháng khổ luyện la phong thật ra cũng chạm tới một chút cảm giác của cấp hoàng mỹ mọi người cũng mệt mỏi rồi hôm nay chúng ta thu hoạch không tệ về cứ điểm nghỉ ngơi thôi đội trưởng cao phong giải phẫu thi thể thiết giáp ngư thu thập vật liệu xong liền nói ngụy thiết ngụy thanh và trần cốc đều hưởng ứng đi về thôi đội trưởng mọi người về trước đi em sẽ tìm quái thú luyện đao pháp thân pháp lát nữa về tìm mọi người sau La Phong cười nói: "Thanh niên đúng là hăng máu." Bọn người Cao Phong, Trần Cốc đều nở nụ cười. Mấy ngày hôm trước La Phong vẫn làm như thế, mỗi ngày khi các đội viên khác đều cảm thấy mỏi mệt muốn nghỉ ngơi, La Phong vẫn một mình một người ra ngoài săn giết quái thú, nhưng mọi người cũng biết thực lực của La Phong, nên cũng không ngăn trở gì. Bọn người Cao Phong ly khai, nơi này chỉ còn lại có một mình La Phong. Không trung âm u, La Phong độc hành một mình một người, một tay cầm thuẫn bài, một tay cầm chiến đao, qua lại trong những ngõ nhỏ ở thành phố số 023 như con thoi, lúc thì chiến đấu với quái thú cấp thú tướng lợi hại, lúc thì chiến đấu với cả bầy thú. Thành thị số 023 nguyên là thành phố Tô Châu. Rất nhiều nơi đều là những kiến trúc phong cách cổ xưa, chỉ tiếc là hiện giờ chỗ này đã trở thành thiên đường của đám quái thú. Phốc, Xoẹt Máu tươi bay tung tóe quái thú mất chân bị ném tung lên. La Phong lần lượt thi triển cửu trùng lôi đao tầng thứ ba, thường xuyên khiêu chiến cực hạn, vọt tới giữa bầy quái thú mà ẩu đã. Trong bầy quái thú, La Phong lần lượt cố gắng luyện cho thân pháp mình đạt đến cực hạn, cố gắng để mình có thể lợi dụng quái thú khác, lợi dụng hoàn cảnh chung quanh để trợ giúp. Rất lâu sau đó, sau khi đám Cao Phong đều đã về nghỉ ngơi 3 giờ, La Phong mới kéo lê thân thể mỏi mệt tới bờ một con sông nhỏ, lao quân phục tác chiến một chút, chuẩn bị trở về. Ngắn ngủi 3 giờ, tối thiểu phải tới trăm con quái thú chết trên tay La Phong, nhưng năng lực sinh sôi nảy nở của đám quái thú cũng rất mạnh. Cho dù La Phong không giết, đám quái thú cần thức ăn cũng sẽ giết chết quái thú nhỏ yếu hơn chúng mà ăn. Chiến phục được may rất chặt, kiểu gì cũng không thấm vào bên trong, căn bản không sợ những công kích như kim đâm, lao chùi một chút là tẩy sạch được máu quái thú trên đó tầng thứ sáu trên một chung cư 6 tầng, tiểu đội hỏa chù y đang ngủ ở đây. Trở lại rồi à. Bọn người Cao Phong đều nhìn về phía cửa, La Phong đang đi đến. Hừng, giết được 8 con quái thú cấp thú tướng, La Phong lấy vật liệu của 8 con quái thú cấp thú tướng ra khỏi ba lô, vứt trên đất, em muốn tu luyện nguyên năng gian một chút, chốc nữa cùng nhau ăn cơm chiều nhé. So với những người khác, La Phong mỗi ngày đều săn được rất nhiều quái thú cấp thú tướng, ba lô một người căn bản không đủ đựng. Trần Cốc khuyên, La Phong, đừng quá liều mạng, kiềm chế một chút. Đúng, liều mạng vậy làm gì, làm thế mệt chết. Cao Phong cũng khuyên. La Phong đánh, cả đội tiểu đội hỏa chù y đương nhiên có lợi to. Mặc dù La Phong một mình săn giết quái thú, và đại bộ phận cũng quy cho La Phong, nhưng những người khác vẫn được phân một phần. Ha ha, chút này chẳng là gì cả. La Phong cười rồi tiến vào một căn phòng bên cạnh. Căn phòng trống rỗng, mặt sàn sớm đã được La Phong lau dọn sơ qua. Bung thuẫn bài, ba lô, chiến đao, phi đao ra, La Phong bắt đầu tu luyện đạo dẫn thuật. Phù Mỗi lần thân thể mệt nhọc đến cực hạn, lại tu luyện đạo dẫn thuật, thì từng tế bào thân thể đều giống như đang rung lên. La Phong cảm thấy rất sung sướng. Tại sao cảnh giới cửu trùng lôi đao càng cao, tố chất thân thể lại càng đề cao nhanh hơn chính là vì cửu trùng lôi đao có thể vận dụng sức mạnh thân thể từ những vùng sâu nhất thậm chí còn ảnh hưởng tới cả những tế bào tế bào trên thân thể tiêu hao càng lớn càng đói bụng nên năng lực thôn phệ mới mạnh hơn mới có thể thu nạp nguyên năng gen nhiều hơn đám vũ giả đều nói chiến đấu với quái thú chiến đấu trong sinh tử thực lực sẽ đề cao rất nhanh tại sao lại như vậy chính là vì lúc sinh tử tiềm thức sẽ khai thác mọi sức mạnh tiềm ẩn trong thân thể loại khai thác sâu như vậy làm mỗi một lần tu luyện nguyên năng gian có thể hấp thu nhiều hơn la phong suy luận ra nguyên nhân rất dễ dàng một người ở nhà liều mạng vung đao trong phòng luyện võ một người khác thì vung đao chiến đấu trong khu hoang dã giữa bầy quái thú hai người mặc dù đều là vung đao chiến đấu nhưng người ở khu hoang dã sẽ khai thác nhiều năng lượng thân thể hơn tiêu hao lớn hơn tu luyện như vậy tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Mấy ngày nay, ta tiến bộ từng ngày trong khu hoang dã, tốc độ rõ ràng nhanh hơn một phần ba so với tu luyện ở nhà. La Phong căn cứ vào thời gian nạp năng lượng vũ trụ của mình mỗi ngày, cũng biết được tốc độ của mình đang tăng lên. Cứ như vậy, La Phong đắm chìm trong vết chóc quái thú ở khu hoang dã, mỗi ngày đều toàn thân đẫm máu, giống như từ biển máu chui ra. Còn thân pháp, đao pháp cùng với tố chất thân thể, cũng dần dần tăng lên dưới loại tu luyện điên cuồng này. Ngoài ra, giết chóc điên cuồng làm sát khí của La Phong cũng nặng hơn không ít. Vũ giả cường giả chính thức, có ai không phải trải qua việc giết chóc, lan bạc ngập trời. La Phong bây giờ mới chỉ bước đi chậm chậm trên con đường này mà thôi. Cơ sở Giang Nam Thị, cực hạn tổng hội quán. Trong một phòng media cỡ lớn, từ tài liệu mà xem, La Phong thật ra có thiên phú không tệ, hơn nữa cũng rất khắc khổ thời gian 2 tháng, giết trên 10 vạn con quái thú cấp thú binh. Khắc khổ như thế, thực lực chiến tướng sơ cấp của hắn thật ra là do hắn khắc khổ tu luyện mà ra. Đặc sứ tổng bộ, chiến thần Dương Huy nhìn tư liệu xếp đầy trước mắt. Tiếp thủ, an bài với ô thông chưa? Dương Huy hỏi. Ô thông đang chờ điện thoại, bất cứ lúc nào cũng có thể nói chuyện với ngươi. Hội trưởng Chu Chính Vĩnh cười nói. Dương Huy gật gật đầu, nhanh chóng mở dụng cụ chiếu hình giả ba chiều. Ánh sáng mờ ảo nhanh chóng chiếu vào giữa phòng media, hình thành hình ảnh lập thể ba chiều. Chỉ thấy quán trưởng ô thông của hội quán cực hạn ở Dương Châu Thành xuất hiện giữa phòng media, giống như người thật đang đứng ở đây, cái khác nhau với người thật duy nhất là bề ngoài thân thể lão mờ ảo, hơi có một phần sáng. Ô thông ra mắt hội trưởng, đặc sứ. Ô thông hơi không người, từng chiến thần Dương Huy gật đầu nói, mục đích ta tìm ngươi, chắc hẳn ngươi cũng biết rồi ngươi là người tổng phụ trách hội quán cực hạng dương châu thành tên la phong lại ở trong tiểu khu minh nguyệt ngươi hẳn rất quen thuộc với hắn chứ dạ ô thông gật đầu đưa tin tức tố chất thân thể hắn cùng với thông tin về thực lực hắn bây giờ cho ta biết chiến thần dương huy phân phó dạ trên mặt ô thông hiện lên nụ cười hơi có chút tự hào, La Phong có thể nói là nhân vật thiên tài của Dương Châu Thành trong 10 năm qua. Ăn Tết xong, hắn mới 19 tuổi. Trở thành vũ giả mới được hơn nửa năm, thế mà tố chức thân thể bây giờ là lực quyền đạt gần vạn kg, tốc độ là 129 m một giây, kiểm tra tốc độ phản ứng thần kinh thì ta không rõ ràng lắm, chỉ biết là nửa tháng trước, hắn là đã đạt chiến tướng trung cấp. Đồng thời theo ta được biết, hắn tu luyện cửu trùng lôi đao, hơn nữa vào dịp Tết, đã tu luyện tới tầng thứ ba cửu trùng lôi đao. Nói cách khác, tu luyện trong vòng nửa năm, hắn đã đạt tới tầng thứ ba rồi. Ô thông khẽ không người, đây là một vài dữ liệu trọng yếu mà ta biết. Cửu trùng lôi đao tầng thứ ba à? Chiến thần Dương Huy lúc trước còn rất tỉnh táo bây giờ chợt biến sắc. Ngươi xác định chứ? Dương Huy không khỏi truy vấn. Ta xác định, ta đã từng thấy hắn toàn lực đánh ra một quyền tới gần 30.000 kg. Ô Thông nói rất khẳng định. Chiến thần Dương Huy và hội trưởng Chu Chính Vĩnh nhìn nhau. Quyết định lúc trước e rằng phải sửa lại rồi. Chu Chính Vĩnh cười nói. Dương Huy lại nhìn ô thông, La Phong bây giờ ở đâu, ta muốn đích thân gặp hắn. Ô thông trong hình ảnh giả lập thể ba chiều khẽ không người, trả lời, thưa đặc sứ, vào ngày 1 tháng 3, La Phong đã cùng các đội viên tiểu đội hỏa chùa y tiến vào khu hoang dã rồi. Bây giờ vẫn còn ở khu hoang dã, vẫn chưa về căn cứ thị. Ngày 1 tháng 3. Hai đại chiến thần Dương Huy và Chu Chính Vĩnh không khỏi nhìn nhau cười phá lên, Dương Huy không khỏi cười mắng, lúc ta đến cơ sở Giang Nam thị, La Phong còn chưa đi tới khu hoang dã, chính là ngươi, thiết thủ, ngươi lại kéo ta đi tới. Nói đến đây, hắn chợt ngừng lại, phất phất tay về phía Ô Thông được rồi xong việc với ngươi rồi dạ hội trưởng đặc sứ ô thông khẽ không người xoẹt xoẹt ánh sáng mờ ảo rồi tan đi hình ảnh lập thể ba chiều cũng tiêu tán ngươi đó thiếu chút nữa là nói lộ hết bị ô thông nghe nhất định sẽ cười ngươi và ta vẻ mặt thiết thủ chu chính vĩnh dần dần nghiêm túc không nói đùa nữa nói chuyện la phong đi vừa rồi ô thông nói chắc không giả đó chứ Chiến thần Dương Huy nhíu mày hỏi, chắc chắn không phải là giả. Chu Chính Vĩnh tự tin phất tay. Ô Thông rất hiểu cách làm người, huống chi nếu hắn nói láo, lát nữa ta phát xem lại, vẫn có thể tra ra mà. Đã như vậy, hắn sao dám nói láo chứ? Đúng. Chiến thần Dương Huy khẽ gật đầu, ta biết, nhưng ta thật không dám tin. Tiểu Gia Hỏa vừa mới tròn 19 tuổi, tố chất thân thể đã có thể so với chiến tướng sơ cấp hơn nửa ngắn ngủn nửa năm, đã tu luyện cửu trùng lôi đao tới tầng thứ ba. Khó tin, thật vô cùng khó tin, xem ra phải liên lạc cấp trên mới được. Chu Chính Vĩnh cũng gật gật đầu, hợp đồng bồi dưỡng đặc biệt đối với La Phong quả thật đã không còn thích hợp nữa rồi. Hẳn là hắn miễn cưỡng có tư cách tiến vào trại chiến thần dự bị rồi. Trong truyền thuyết, cực hạn vũ quán có hai trại huấn luyện lớn. Một cái là trại huấn luyện cơ sở, một cái là trại huấn luyện tinh anh trong đó trại huấn luyện cơ sở tuyển chọn những vũ giả thiên tài trên toàn cầu ký hợp đồng bồi dưỡng đặc biệt rồi vào trại huấn luyện cơ sở nhận huấn luyện tốt nhất còn trại huấn luyện tinh anh chính là trại huấn luyện tốt nhất toàn cầu được gọi là trại chiến thần dự bị toàn thế giới cực hạng vũ quán có hai trại huấn luyện là cơ sở và tinh anh lôi điện vũ quán cũng có hai trại huấn luyện cơ sở và tinh anh nhưng không nghi ngờ gì Trại huấn luyện tinh anh của cực hạng vũ quán số 1 trên toàn thế giới. Đến cả đệ nhất cường giả thế giới Hồng cũng thỉnh thoảng tới dạy. Ngay cả các chiến thần cũng rất khó mà được Hồng chỉ điểm. Nhưng nếu trong trại huấn luyện tinh anh thì lại có cơ hội. Ngươi nói trại huấn luyện tinh anh à? Dương Huy nhíu mày, điều kiện của hắn miễn cưỡng đã đủ rồi, nhưng ta phải xin phép cấp trên một chút. Ngươi cũng biết, xuất vào trại huấn luyện tinh anh rất hiếm. từng Chu Chính Vĩnh gật đầu, ta hiểu, bình thường, tỷ như trong phạm vi cơ sở Giang Nam thị, cực hạn vũ quán hàng năm sẽ có 2-3 thiên tài được tuyển vào trại huấn luyện cơ sở. Lúc trước lôi điện vũ quán lôi kéo La Phong, chính là dùng một suất như vậy. Còn trại huấn luyện tinh anh lại khác hẳn. Cả cơ sở Giang Nam thị, một căn cứ thị hai ức dân cư, bình thường chừng 5 năm mới chỉ có một người trúng cử vào trại huấn luyện tinh anh còn cả Hoa Hạ Quốc có tới 6 căn cứ thị. Nói như vậy, cả Hoa Hạ Quốc quá 10 ức dân cư, một năm cũng chỉ có một người được tuyển mà thôi. Liên lạc với tuần sát sứ. Dương Huy phát ra mệnh lệnh điều khiển bằng âm thanh. Tiếp tiếp, alo. Một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn vang vọng cả phòng media. Tuần sát sứ đại nhân. Hai người Dương Huy, Chu Chính Vĩnh đều lập tức đứng lên, rất cung kính. Tuần sát sứ, địa vị của người này trong Cực Hạn Vũ quán gần bằng với người Sáng Lập Hồng. Chỉ cần ai có thể trở thành tồn tại trên cấp chiến thần là trực tiếp được chức vị Tuần Sát Sứ, nói cách khác, Tuần Sát Sứ chính là tồn tại trên cấp chiến thần. À, Dương Huy, có chuyện gì thế? Thanh âm Tuần Sát Sứ truyền đến. Tuần Sát Sứ đại nhân, lần này ta đi tới cơ sở Giang Nam thị, kiểm tra đối chiếu về một thanh niên tên là La Phong. Nhưng ta phát hiện ra năm nay hắn mới gần 19 tuổi mà tố chất thân thể đã là chiến tướng sơ cấp, hơn nữa tu luyện cửu trùng lôi đao chỉ nửa năm, đã đạt tới tầng thứ ba rồi. Ta nghĩ, hẳn là hắn có tư cách tiến vào trại huấn luyện tinh anh đó. Dương Huy nói. Hả? Tuần sát sứ bên kia khẽ trầm tư, bên trong phòng media cũng im phăng phát. Dương Huy và Chu Chính Vĩnh đều giữ im lặng, không dám xen vào. Phía hoa hạ vừa mới có người cuối cùng rồi. Muốn có thêm một suất vào trại huấn luyện tinh anh nữa. Suất năm nay đã hết, theo lý thuyết thì không nên có một suất nào nữa cho hoa hạ quốc, thôi được, như vậy đi, cho La Phong một cơ hội. Cho hắn khảo nghiệm cấp B, nếu hắn vượt qua kiểm tra, thì cho hắn vào trại huấn luyện tinh anh, thanh âm khàn khàn của tuần sát sứ vang vọng trong phòng media. Dương Huy cung kính đáp ứng. Tiếc. Bên kia đã cúp điện thoại. Dương Huy và Chu Chính Vĩnh lúc này mới thở vào một hơi. Chiến thần cường giả và tồn tại trên cấp chiến thần, nhìn thì chỉ cách nhau có một bước, nhưng nói về thực lực hoặc về địa vị, thì xa quá nhiều. Một tồn tại trên cấp chiến thần, hoàn toàn có thể sang bằng một thành phố hơn một ngàn vạn người, họ có thể nói chuyện ngang hàng với một quốc gia. Khảo nghiệm cấp B à? Chu Chính Vĩnh nhíu mày, bình thường không phải chỉ qua được khảo nghiệm cấp A là được sao? Xuất quá ít, Dân cư Hoa Hạ Quốc nhiều, nên có nhiều người giỏi, thường xuyên xuất hiện một hai thiên tài tuyệt thế. Một suất đã bị bên Hoa Hạ lấy trước rồi, do đó nếu Hoa Hạ quốc còn muốn cho thêm một thiên tài vũ giả nữa vào trại huấn luyện thì phải nhận khảo nghiệm có độ khó rất cao. Điều này cũng không có gì lạ. Dương Huy nói. Từng Chu Chính Vĩnh gật gật đầu. Được rồi, Vương gia ở kinh đô thị hy vọng sang năm xin một suất vào trại huấn luyện Tinh anh họ nguyện ý bỏ ra 500 ức hoa hạ tệ. Vương gia kinh đô thị ư. Sang năm sau. Dương Huy nhíu mày, liên minh HR và cực hạn vũ quán chúng ta cũng đã hợp tác lâu dài. Hàng năm liên minh HR đều có một suất. Vương gia tốt xấu gì cũng là một trong chính gia tộc trung tâm của liên minh HR, sao không giành được suất thuộc về liên minh HR chứ? Nếu tranh được, sao còn cần phải đi cửa sau? Chu Chính Vĩnh cười nói, trung tâm tập đoàn tài chính gia tộc có chính nhà. Vương gia không tranh được cũng chẳng lạ, dù sao trong hội nghị ngầm liên minh HR, mấy đại tập đoàn tài chính của vài gia tộc phương Tây chiếm cứ ưu thế. Việc này khá phiền phức. Dương Huy lắc đầu nói, bình thường phải là tuần sát sứ mới có thể cho phép. 500 ức, quả là số tiền rất lớn, nhưng chẳng biết có thể khiến cho tuần sát sứ ý không nữa. Ngươi và Liễu tuần sát sứ có quan hệ không tệ mà. Vương gia cũng hy vọng thông qua ngươi mà chấp nối. Chu Chính Vĩnh cười nói. Con rể của vương gia, đúng là khác người, bán đứng cả lão bằng hữu rồi. Dương Huy không khỏi lắc đầu. Thiết thủ, để mặt ngươi, ta sẽ nói với liễu thúc. Ngươi cũng nên biết, xuất vào trại huấn luyện tinh anh hàng năm rất ít, các đại cường quốc, các siêu tập đoàn tài chính toàn thế giới đều như lan như hổ nhìn chầm chầm vào đó, muốn đi cửa sau quả không phải việc dễ dàng đâu. Hiểu rồi, sau khi thành công, vương gia cũng sẽ nhớ tới nhân tình của ngươi mà. Chu Chính Vĩnh nói. Vương Tuyền. Đệ nhất gia tộc cả Hoa Hạ Quốc, cũng là một trong chính đại gia tộc của Liên minh HR. Chỉ là tập đoàn tài chính gia tộc nếu so với cực hạn vũ quán hoặc lôi điện vũ quán, vẫn có chênh lệch rất lớn. Dù sao hai người sáng lập ra cực hạn vũ quán và lôi điện vũ quán là hồng và lôi thần đều là các tồn tại mà các đại cường quốc phải kiên kỵ. Họ đã là vô địch rồi, giúp ta chuẩn bị một phi cơ chiến đấu, ta muốn đi khu hoang dã, xem La Phong một chút, thuận tiện cũng nói cho hắn biết việc nhận khảo nghiệm cấp B, Dương Huy nói. Được, phi cơ chiến đấu sẽ chuẩn được bị xong ngay. Nhưng khảo nghiệm cấp B. La Phong mặc dù lợi hại, nhưng chẳng biết có thể thông qua được không. Chu Chính Vĩnh lắc đầu. Được rồi, ngươi trước hết điện thoại thông báo một chút cho La Phong cũng xác định xem vị trí hiện tại của hắn ở đâu. Dương Huy nhắc nhở. Yên tâm đi, loại việc nhỏ này còn cần ngươi phải nói à. Chu Chính Vĩnh cười ha ha nói. Thành phố số 023, lúc này sắc trời đã tối, gió lạnh rít lên. La Phong đang khoanh chân với tư thế ngũ tâm hướng thiên, tu luyện nguyên năng gian. Năng lượng vũ trụ đâu đâu cũng có từ năm thông đạo của ngũ tâm dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, làm những tế bào toàn thân La Phong sớm đã đói vô cùng như đều đang hoang hô, điên cùng thông vệ năng lượng vũ trụ chạy qua chúng. Bên trong tế bào, những sợi ADN nhanh chóng chuyển hóa chúng thành nguyên năng gen. Sau đó năng lượng này nhanh chóng được các tế bào hấp thu, cải thiện gen trong cơ thể với tốc độ rất chậm, còn cả thân thể cũng đang trở nên mạnh lên dần dần với tốc độ cực chậm. Vù Cảm giác toàn thân xương cốt, cơ bắp, từng tế bào đều hoàn toàn bảo hòa, la phong mới thở phù một hơi đứng thẳng lên tinh thần tốt gấp trăm lần la phong tu luyện xong rồi à nhanh ra đây ăn cơm chiều thôi thanh âm trần ca trong phòng khách truyền đến tới ngay đây la phong mỉm cười đi ra đám người trong phòng khách nhanh chóng ngồi xuống vòng tròn la phong cũng ngồi lẫn trong đó đám người vui tươi hớn hở cầm bình nước một vài miếng bánh bích quy thỏi đường năng lượng cao thậm chí còn cả mấy cục thịt đóng chân không nữa ba lô chúng ta cũng đã để không ít vật liệu quái thú rồi ta thấy hai ngày nữa chúng ta nên trở về cơ sở tiếp tế một chuyến đi cao phong vừa uống nước vừa nói chủ yếu là la phong lập công lớn lấy được không ít vật liệu quái thú so với tên điên chúng ta đều đã già cả rồi ngụy thiết cố ý than thở trần cốc lại không kìm được lắc đầu nói lăn lộn vài chục năm ở khu hoang dã ta cũng không tiến thêm được nữa. Thêm một thời gian nữa, thực lực của La Phong phỏng chừng sẽ cao hơn, sẽ gia nhập vào một tiểu đội vũ giả lợi hại mới. Khi đó ta cũng chuẩn bị giải ngũ. Giải ngũ, anh em chúng ta cũng chuẩn bị thêm một hai năm nữa là giải ngũ. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh cũng gật gật đầu. Nhất thời không khí trở nên hơi thương cảm. Giải ngũ là chuyện tốt, nên cười. Cao Phong ha ha cười, đến lúc đó, ta có lẽ sẽ cùng La Phong gia nhập vào một tiểu đội vũ giả, hoặc người ta không cần ta, ta chỉ có thể lựa chọn vào một tiểu đội khác. Tất cả đều khó nói. Bất luận như thế nào, ta vẫn muốn đánh thêm 10 năm nữa, để xem đời này, Cao Phong có trở thành một chiến thần được không? La Phong vừa muốn nói gì, đột nhiên đồng hồ năm người tiểu đội hỏa chù y đều rung lên. cúi đầu nhìn xuống, thấy trên đồng hồ xuất hiện hệ thống bản đồ vệ tinh xác định vị trí. Trong bản đồ có một điểm sáng màu đỏ chói mắt. Tín hiệu cứu viện khẩn cấp. Năm người tiểu đội hỏa chù y nhìn nhau, cách chỗ chúng ta chỉ 1.500 thước. Nhanh! Đi thôi! Năm người tiểu đội hỏa chùi nhanh chóng đeo ba lô, cầm vũ khí, lẹ làng vọt đi. Trong thành thị số 023, những tòa nhà kiến trúc lịch sự tao nhã sang sát, nhưng những kiến trúc này đều đã bị tàn phá, gió lạnh rít lên, truyền đến từng đợt tiếng gầm của quái thú nhóm năm người tiểu đội hỏa chùa y nhanh chóng tiến bước như con thoi kỳ thật bây giờ tố chất thân thể la phong đã là cấp chiến tướng sơ cấp có nghĩa là tinh thần niệm lực đã đạt tới chiến tướng cao cấp có thể đánh một trận với chiến thần sơ cấp nói cách khác hoàn toàn có thể xem la phong là một vị chiến thần có la phong ở đây trong khu hoang dã chỉ phải cẩn thận một chút là cơ hồ không có nguy hiểm gì dù sao quái thú cấp lãnh chúa cũng rất hiếm còn quái thú cấp lãnh chúa loại thấp khi gặp phải La Phong chỉ đúng là chịu chết. Cho dù gặp phải thử triều, nghỉ triều thì La Phong cũng có thể phi hành nên tính an toàn cực cao. Nhìn kìa, ở phía trước. Nhóm năm người La Phong leo lên trên nóc một tòa tử lâu hai tầng ngói đen, nhìn về phía một cái đường phố có có thể cho bốn làng xe chạy phía trước. Chỉ thấy trên đường, đám hổ miêu quái thú trầm rộ, phát ra những tiếng hổ hống, đuổi giết một tiểu đội vũ giả trong đám hổ miêu quái thú còn có mấy con hổ miêu có hai đuôi thậm chí ba đuôi phía sau còn có một con tứ vĩ hổ miêu cao phong thì thầm song vĩ hổ miêu là cấp thú tướng sơ cấp tam vĩ hổ miêu là cấp thú tướng trung cấp còn tứ vĩ hổ miêu là thú tướng cao cấp một con quái thú thú tướng cao cấp quả là một cơn ác mộng với một tiểu đội vũ giả còn hổ miêu là quái thú thuộc họ nhà hổ có sức mạnh hung tàn cũng thuộc loại quái thú họ nhà mèo nên rất linh mẫn mau lẹ, là một loại quái thú cực kỳ khó đối phó. Khó khăn không cao lắm. La Phong hơi nheo mắt lại. Là huynh đệ cực hạn vũ quán chúng ta, mau tới hỗ trợ thôi. Cao Phong trịnh trọng nói. Trong khu hoang dã, một khi gặp phải nguy hiểm, có thể thông qua đồng hồ thông tin phát ra tín hiệu cứu viện khẩn cấp. Tín hiệu này không hề phân biệt, báo cho tất cả vũ giả trong vòng 23 km nếu cùng một vũ quán tín hiệu sẽ hiện ra màu đỏ nếu là vũ quán khác tín hiệu sẽ hiện ra màu xanh lá vì đồng hồ thông tin là theo thẻ vũ giả chứng minh thư của mỗi người do đó có thể tự động phân rõ ai thuộc vũ quán nào đội trưởng các ngươi tới hỗ trợ đi ta cản phía sau la phong nhẹ giọng nói tên điên sở trường nhất là quần chiến ngụy thanh giơ ngón tay cái lên đích xác thân pháp tuyệt vời của la phong có biểu hiện phi thường tốt trong hỗn chiến cao phong nhẹ giọng nói xuất phát vèo 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 đám người lập tức nhanh chóng chạy vù đi sau đó bay tung ra ngoài bốn người cao phong ngụy thiết ngụy thanh trần cốc nhằm thẳng về phía tiểu đội vũ giả đang chạy trốn còn la phong thì đi phía sau bốn người cao phong không chạy quá nhanh mà đứng giữa đường lập tức đại khai sát giới đối với một chiến thần, bầy thú cũng không có gì uy hiếp, trừ phi là bầy quái thú do những con thể tích nhỏ tạo thành, như thử triều, nghĩ triều. Đương nhiên, nếu La Phong không dùng phi đao thì bầy thú này cũng có tính khiêu chiến với hắn. Phốt Vèo Máu văng tung tóe Đầu những con hổ miêu quái thú bay lên, thi thể khổng lồ đổ xuống ầm ầm, trong nháy mắt làm đường phố hơi tắt lại. Phần lớn hổ miêu quái thú là cấp thú binh, chỉ có một bộ phận nhỏ là song vĩ hổ miêu, một số cực nhỏ là tam vĩ hổ miêu. Còn tứ vĩ hổ miêu thì chỉ có một con. La Phong tựa như một con bướm, nhẹ nhàng qua lại giữa bầy quái thú như con thoi. Mặc dù công kích của bầy quái thú rất đáng sợ, nhưng một con quái thú bị đánh ngã, rất dễ dàng bị vô số những quái thú khác đạp tới chết. Có điều thân pháp La Phong lại vô cùng tinh diệu, thậm chí còn có thể dùng hoàn cảnh mượn thi thể những những con khác quái thú hoặc thân thể một vài con hổ miêu quái thú đang chạy tới để ngăn cản những quái thú khác giúp mình không bị va chạm đồng thời chỉ phải đối mặt với vài con quái thú từng điện thoại không gọi được không ai bắt máy cũng không có điện thoại trả lời cơ sở giang nam thị sân thượng cực hạng tổng hội quán hội trưởng chu chính vĩnh nghi hoặc nhìn điện thoại di động chiến thần dương huy lắc đầu nói cách làm này không ổn thiết thủ ta hơi coi thường ngươi rồi Nói rồi Chiến thần Dương Huy cũng quay số đồng hồ thông tin của La Phong, từng đã hiển thị vị trí rồi, đang ở thành phố số 023. Căn cứ vào tín hiệu điện thoại, rất dễ dàng xác định vị trí. Đến cả điện thoại di động phổ thông cũng có công năng này. Ta đi trước đây. Chiến thần Dương Huy vung tay lên, lập tức tiến thẳng vào một chiếc phi cơ chiến đấu bên ngoài có màu xanh lam sẫm, rồi đóng cửa khoang. Phi cơ chiến đấu chẳng mấy chốc bay lên không bay ra khỏi hệ thống phòng ngự thành phố, bay về phía đông nam. Ở thành phố hoang tàn, tín hiệu khẩn cấp nhanh chóng truyền ra chung quanh trên 20 km. Kỳ thật vũ giả gặp phải nguy hiểm trong khu hoang dã, nhưng nếu những vũ giả khác cách đó quá xa thì căn bản không cứu viện kịp, tín hiệu cấp cứu lúc trước cũng chỉ được thiết trí để truyền ra 23 km, xem như phạm vi khá lớn rồi. Hả? Là tín hiệu cứu viện khẩn cấp màu xanh lá. Không phải của Lôi Điện Vũ quán chúng ta. Bốn vũ giả đang ngồi trong phòng một tử điếm đổ nát sáu lầu. Phỏng chừng là người của cực hạn vũ quán. Anh em, có đi không? Một hán tử trên mặt có vết sẹo nhìn về phía những người khác. Thanh niên đầu trọc đẹp trai cúi đầu nhìn xuống một chút, nói, cách chúng ta cũng không đến nổi xa. Đến xem đi. Nếu có thể ra tay thì dứt, nếu tương đối nguy hiểm thì thôi. Mọi người cùng nói, đi. Được, đi. Đây là tiểu đội Bắc Hà, rất có danh khí ở cơ sở Giang Nam thị, trong nháy mắt đã đưa ra quyết định, lập tức đám người này vô cùng cẩn thận chạy ra ngoài. Tiểu đội Bắc Hà mặc dù có một chiến tướng cao cấp, ba chiến tướng trung cấp, thậm chí một trong ba chiến tướng trung cấp có còn có Quách Hải có thực lực gần đạt tới chiến tướng cao cấp. Một tiểu đội như vậy quả thật rất mạnh, nhưng ở khu hoang dã, nhất là trong thành phố, tốc độ họ vẫn tương đối chậm, không dám chạy nhanh không biết chừng phía trước lại xuất hiện một con quái thú mai phục ở phía trước chật chật là đám hổ miêu quái thú ghê thật sợ gần ngàn con ấy chứ tiểu đội bắc hà cũng núp ở trên một nóc nhà một cửa hàng sát đường nhìn về phía đường phố nhìn bên kia tên gia hỏa đó thật là lợi hại một người ngăn cản trên một nửa đám quái thú cường giả nào mạnh thế tất cả mọi người tiểu đội bắc hà đều kinh hãi biến sắc thanh niên đầu trọc, quách hải, càng trợn tròn mắt. Chỉ thấy một vũ giả thanh niên, một tay thuẫn bài sáu cạnh, một tay huyết ảnh chiến đao, như một cái bóng quỷ không ngừng lắc lư né tránh, mặc dù thân hình nhanh đáng sợ, nhưng mỗi một bước đều tinh diệu tới mức có thể lấy thước mà đo. Ngao hống, ngao hống, bầy quái thú phẫn nộ điên cuồng xông vào la phong, lợi trảo cũng điên cuồng cào tới, thậm chí còn có vô số quái thú nhảy thẳng lên cao chọc xuống, giống như những cơn sóng muốn nhấn chìm la phong nhưng, mặc cho đám quái thú điên cùng vây công, thân pháp La Phong đã tới mức có thể nói là nghệ thuật gia rồi. Mỗi một bước của hắn đều cực kỳ tinh diệu, mỗi một lần nghiêng người, lướt ngang, đều rất thích mắt. Bầy quái thú nhìn như đang vây công điên cuồng, nhưng khi tới trước mặt La Phong lại như trở nên rất vụng về, lụn thuộn như một trò đùa. Cấp nhập vi Tuyệt đối là thân pháp cấp nhập vi. Đám vũ giả tiểu đội Bắc Hà không kìm được phải tháng phục là la phong lại là hắn quách hải nhíu mày hắn đương nhiên biết la phong khi chiến thần lục cương chết cả nước tiến hành lễ tưởng niệm lúc đó hắn đã từng nói chuyện với từ cương của từ gia về la phong lúc đó la phong ở gần đó nói chuyện với từ hân từ một khía cạnh nhất định quách hải và la phong vẫn là tình địch quách hải thích từ hân la phong cũng thích từ hân đừng nhìn nữa còn chưa động thủ à động thủ bốn người tiểu đội bắc hà liền xông ra ngoài la phong này mới thành công trở thành vũ giả chưa bao lâu chẳng lẽ vượt qua cả ta à trong lòng quách hải vô cùng bất mãn dâng lên một ý chí chiến đấu mãnh liệt nam nhân đặc biệt là trước mặt tình địch không ai dễ dàng chịu thua huống chi quách hải cũng được coi là một thiên tài là một vũ giả chiến tướng cao cấp nếu không so về tinh thần niệm lực đích xác không thua gì la phong la phong như một khối đá ngầm chặn giữa bầy quái thú đang chạy trên đường chung quanh là một mảng lớn thi thể quái thú đám quái thú hoặc là xông thẳng vào hoặc là nhảy từ trên cao chộp xuống la phong tóm lại trước sau la phong các phương hướng toàn bộ đều là quái thú nhưng hắn lại thật sự rất bình thản dưới tình huống này đây là phương pháp lợi dụng hoàn cảnh chung quanh làm thân pháp mình càng hiệu quả hơn la phong vừa né tránh vừa xuất đao trong lòng lại có chút hưng phấn lợi dụng hoàn cảnh lợi dụng mỗi một vật thể hoặc là thi thể quái thú hoặc là bản thân một con quái thú công kích tới hoặc là một tảng đá để mình dung hợp với hoàn cảnh thành một khối lúc này mới là cấp hoàng mỹ thời gian gần đây la phong luôn luôn tự hỏi về thân pháp cấp hoàng mỹ hắn biết đạo lý nhưng lúc làm chính thức lại chỉ thỉnh thoảng lóe ra ý nghĩ cũng không thể bảo trì trạng thái này trong một thời gian dài ngao hống theo một tiếng tiếng gầm cao vút cả bầy quái thú hổ miêu dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh nhanh chóng triệt thoái giống như một cơn sóng rút đi chẳng mấy chốc đã ly khai mặc dù lúc ly khai trong mắt những con hổ miêu quái thú vẫn đầy vẻ hung tàn và hận ý nhưng hiển nhiên con thủ lĩnh hổ miêu hiểu rõ dù có hy sinh cả bầy thú sợ rằng cũng không diệt hết được đám vũ giả nhân loại này chính là người có đại danh tên điên ở cơ sở giang nam thì chúng ta à hôm nay gặp mặt quả là lợi hại ta là đội trưởng tiểu đội Bắc Hà Khang Vĩ. Nam tử mặt sẹo nhiệt tình nói. La Phong cũng cười đi tới. Còn ở phía sau có một thanh âm vang lên, La Phong. Chỉ thấy một thanh niên trọc đầu, quân phục tác chiến đầy vết máu đang đi tới, nhìn chầm chầm vào La Phong, La Phong, ta tên là Quách Hải. Ngươi chắc từng nghe nói về tên ta rồi. Quách Hải. La Phong nhìn thanh niên trước mắt, ngươi chính là vũ giả chiến tướng trung cấp 21 tuổi à. Đúng, La Phong đương nhiên nhớ cái tên này. Lúc trước khi nói chuyện với Từ Cương, hắn từng nhắc tới hai cái tên, một là thiên tài vũ giả Quách Hải, một là Vương Hưng Bình của Vương gia. Hắn xem như là tình địch của mình rồi. Tên ta? Khóe miệng Quách Hải nổi lên nụ cười nhạt, ngươi hẳn là là đã từng nghe Từ Cương nhắc tới hả? La Phong nhướng mày một cái. Với Từ Hân, chúng ta đều phải cạnh tranh công bình đôi mắt Quách Hải đang nghe chuyện trên TV audio CV lóe lên, la phong ta thừa nhận thân pháp ngươi rất lợi hại, không phải là loại vừa mới vào cấp nhập vi thỉnh thoảng lại có lỗi, mà là cấp nhập vi đại thành về mặt thân pháp ta thua ngươi, ít nhất ngươi đáng để ta bội phục về điểm này. Lúc này các đội viên khác tiểu đội hỏa chùa y và những người tiểu đội vũ giả cực hạng vũ quán vừa được cứu viện cũng đi tới, là vũ giả của lôi điện vũ quán Quách Hải bọn người cao phong, Trần Cốc đương nhiên biết Quách Hải. Danh khí của Quách Hải rất lớn. Năm đó cũng được lôi điện vũ quán tuyển sớm. Nhưng La Phong, trước cuối năm nay, ta hẳn là có thể trở thành chiến tướng cao cấp. Quách Hải mỉm cười, ta nghĩ từ gia nguyện ý gả con gái của họ cho chiến tướng cao cấp 21 tuổi như ta. Quách Hải là một người rất trầm ổn, nên lần đầu tiên nghe nói về La Phong, hắn căn bản không quan tâm nhưng hôm nay thấy biểu hiện của la phong hắn cảm giác được sự uy hiếp cho nên mới nói một câu như vậy từ gia nguyện ý cũng phải xem từ hân có nguyện ý không mới được la phong cau mày thân phận của từ hân nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi nhưng không ngờ hôm nay gặp phải một tình địch hử la phong ngẩng đầu lên không trung xa xa chỉ thấy xa xa đang có một đạo lưu quan màu xanh lam nhanh chóng xé rách không gian sau đó nhanh chóng chậm lại dừng giữa trời cao một phi cơ chiến đấu hình đĩa bay với những đường cong tuyệt đẹp màu màu xanh lam bắt đầu hạ xuống đã đáp thẳng trước mặt mấy người la phong cách họ mấy chục thước không trung hôn ám trên đường phố máu quái thú chảy thành suối dưới làn gió lạnh giá rít lên phi cơ chiến đấu hình đĩa bay hạ xuống phía trước chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay màu lam sẫm hoàn toàn hấp dẫn tất cả ánh mắt của các vũ giả ở đây La Phong lần trước vì gặp phải thử triều nên cũng đã thấy phi cơ chiến đấu phi hành. Phi cơ chiến đấu bay tới đây làm gì, lại còn đứng ngay trước mặt đám người chúng ta, để tìm ai thế? La Phong cảm thấy rất nghi hoặc. Còn đám vũ giả khác bên cạnh thì thấp giọng rì rầm thảo luận. Bay phi cơ chiến đấu à? Phi cơ chiến đấu này là phi cơ chiến đấu của quân khu, phi cơ chiến đấu chỉ dành cho chiến thần thôi. Tiểu đội hỏa chù y, Tiểu đội Bắc Hà cùng với tiểu đội Tuyết Hồ vừa được cứu viện, cả ba tiểu đội với trên 10 vũ giả đều nghi hoặc nhìn chiếc phi cơ chiến đấu này. Bình thường, đám vũ giả cả năm ở khu hoang dã cũng khó có thể thấy một chiếc phi cơ chiến đấu phi hành trong không trung, chứ đừng nói phi cơ chiến đấu bay tới rồi dừng ngay trước mặt họ. Choang. Cửa khoang mở ra. La Phong nhìn tới, chỉ thấy từ đó có hai bóng người lần lượt nhảy xuống. Hai người đều mặc quân phục tác chiến màu đen một trước một sau cùng đi tới. Người đi sau chính là một trong bốn ông trùng của cực hạng vũ quán ở cơ sở Giang Nam Thị tên là Gia Cát Thao. Gia Cát Thao còn cười gật đầu nhìn về phía La Phong. Gia Cát chủ quản. Chủ quản. La Phong, đội viên tiểu đội hỏa chù y, cùng với các đội viên tiểu đội tuyết hồ vừa được vội cung kính chào. Về phần tiểu đội Bắc Hà thì đứng một bên không lên tiếng, họ thuộc về lôi điện vũ quán nhưng các đội viên ba tiểu đội tiểu đội hỏa chùa y tiểu đội tuyết hồ tiểu đội bắc hà đều hơi nghi hoặc đường đường một trong bốn ông trùng cực hạng vũ quán cơ sở giang nam thị lại như một người hầu đi theo sau một trung niên trung niên này là ai la phong cao phong và cả đào khắc nữa ta giới thiệu cho các ngươi một chút gia cát thao miễn cười chỉ nam tử trung niên đứng cạnh vị này là đặc sứ tổng bộ dương tiên sinh đến từ cực hạng vũ quán toàn cầu Dương Tiên Sinh là chiến thần cường giả. Mấy người tiểu đội hỏa chù y, cùng với đám người đào khắc của tiểu đội tuyết hồ đều chấn động. Dương Tiên Sinh Tất cả mọi người cung kính hô. Từ vị chiến thần Dương Tiên Sinh này chỉ hơi gật đầu, không nói gì khác với đám vũ giả, đưa mắt đảo qua chúng nhân, rồi rất nhanh dừng lại trên người La Phong. Cảnh này nhất thời khiến cho đám vũ giả khác ở đây đều nghi hoặc. Vị đặc sứ tổng bộ đến từ Cực Hạn Vũ Quán toàn cầu này lại nhìn chằm chằm vào La Phong làm gì? Dương Huy tự nhiên đã thấy bộ dáng La Phong thông qua hình ảnh từ trước rồi. "La Phong." Dương Huy mở lời. "Dương tiên sinh." La Phong nói ngay, trong lòng lại rất nghi hoặc, gia các thao bên cạnh mỉm cười nhìn La Phong, "La Phong, Dương tiên sinh từ tổng bộ Vũ Quán toàn cầu đặc biệt tới cơ sở Giang Nam thị, chủ yếu là vì việc của ngươi." Dương Tiên Sinh lần này bỏ ra không ít tâm lực cho ngươi, ngươi nên cảm tạ Dương Tiên Sinh đi. Đích xác Dương Huy mặc dù có khuyết điểm chung của các chiến thần là cao ngạo, nhưng Dương Huy làm việc lại cực kỳ quan tâm tới đám hậu bối có thiên phú. Nếu không có Dương Huy xin tuần sát sứ cho La Phong vào trại huấn luyện tinh anh, e rằng đến cả cơ hội thảo nghiệm cấp B thì La Phong cũng chẳng có. Không cần phải cảm tạ, đây là do La Phong tự mình cố gắng mới có cơ hội này thôi. Dương Huy cười khẽ nói. La Phong cảm thấy nghi hoặc. Dương Huy và Gia Cát Thao đang nói gì thế? Sao mình chẳng hiểu gì cả? La Phong, đi, lên phi cơ chiến đấu trước đi. Gia Cát Thao cũng thúc giục, đồng thời ra lệnh cho những đội viên khác của tiểu đội hỏa chù y bên cạnh. Cao Phong, tiểu đội hỏa chù y các ngươi tạm thời đình chỉ hoạt động ở khu hoang dã, về căn cứ thị trước đi. Từ hôm nay trở đi, La Phong sẽ không gia nhập vào tiểu đội hỏa chù y các ngươi nữa, các ngươi cũng nên chuẩn bị đi. Cái gì? La Phong và những thành viên khác của tiểu đội hỏa chù y đền ngạc. Chủ quản, có chuyện gì vậy? La Phong truy vấn. Về căn cứ thì sẽ nói với ngươi sau. Gia Cát Thao nhìn thoáng chung quanh, tuy loại việc này không cần phải giữ bí mật. Nhưng hắn cũng không muốn nói trước mặt nhiều người như vậy. Dưới ánh mắt của mọi người, La Phong theo gia các thao, đặc sứ Dương Huy, cùng lên phi cơ chiến đấu. Chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay nhanh chóng bay lên không, sau đó hóa thành một quang mang màu lam sẫm, biến mất phía chân trời xa xa. Vẻ mặt bốn người cao phong, trần cốc, ngụy thiết, ngụy thanh đều rất phức tạp. Họ đều hiểu được nếu mất la phong, tiểu đội hỏa chù y e rằng phải giải tán. Lúc trước gia các thao nói, la phong sẽ không gia nhập vào tiểu đội hỏa chù y các ngươi nữa, đã nói rất rõ ràng. Hơn nữa hôm nay là một chiến thần, một quán chủ tổng hội, hai đại nhân vật tự mình đáp phi cơ chiến đấu tới khu hoang dã Mời La Phong, e rằng liên quan tới đại sự. La Phong phỏng chừng phải đi tổng bộ Vũ quán toàn cầu tiến hành bồi dưỡng đặc biệt rồi. Đội trưởng tiểu đội Tuyết Hồ Đào khắc nói, rất có có thể như vậy, thực lực của La Phong đích xác có tư cách đạt được hợp đồng bồi dưỡng đặc biệt. Đừng nói lung tung việc bồi dưỡng đặc biệt ở tổng bộ toàn cầu cũng không đến mức phải để chiến thần và chủ quản tự mình tới khu hoang dã đâu giống lôi điện vũ quán chúng ta hàng năm cả căn cứ thị đều có hai ba suất được tiến hành bồi dưỡng đặc biệt chỉ cần chủ quản xin đặc sứ tới kiểm tra đối chiếu là được đặc sứ chiến thần sao có thể đặc biệt chạy đến khu hoang dã chứ đội trưởng tiểu đội bắc hà khang vĩ lắc đầu nói trừ phi là trại chiến thần dự bị trong truyền thuyết trại chiến thần dự bị Quách hải như nín thở, biến sắc. Trại huấn luyện đệ nhất toàn cầu trong truyền thuyết, cái tên chính thức là trại huấn luyện tinh anh, nhưng lại được đám vũ giả gọi là trại chiến thần dự bị, vì tiến vào trại huấn luyện thì tới 90% sẽ trở thành chiến thần. 10% còn lại là trong quá trình học bị tàn phế, tử vong vân vân. La Phong này được vào trại chiến thần dự bị à. Quách Hải không kìm được nắm chặt nắm tay. Giữa tình địch luôn luôn có những việc không khống chế được tâm lý mà xuất hiện vài việc không theo quy tắc. Cả cơ sở Giang Nam thị, vài năm mới có một người được vào trại chiến thần dự. Hắn được vào à? Không thể nào. Sắc mặt Quách Hải trở nên khó coi. Vèo. Phi cơ chiến đấu hình dĩa bay màu xanh lam hóa thành một luồng hào quang, chẳng mấy chốc đã bay đến trên bầu trời cơ sở Giang Nam thị, rồi sau đó từ từ hạ xuống, La Phong chúng ta đã tới căn cứ thị, phải xuống phi cơ chiến đấu thôi. Gia Cát Thao nói. Nhanh thật. La Phong nhìn chiếc phi cơ chiến đấu. Và dữ liệu về phi cơ chiến đấu hình dĩa bay không được công khai. Dựa theo phi cơ chiến đấu hình dĩa bay mà mình thấy lúc trước bay tới khu hoang dã, chỉ bằng mắt thường mà phán đoán, tốc độ phi hành của phi cơ chiến đấu ít nhất cũng phải tới vài lần tốc độ âm thanh. Một cây số trên một giây tuyệt đối không thành vấn đề, hơn nữa khi di chuyển trên trời cao gần như chỉ bay thẳng. Ngắn ngủn vài phút đã từ thành thị số 023 đến cơ sở Giang Nam Thị. Cửa khoang tự động mở ra. Đám người gia Cát thao, La Phong, Dương Huy cùng nhảy xuống phi cơ chiến đấu. Địa điểm mà phi cơ chiến đấu hình dĩa bay hạ xuống chính là sân thượng cực hạn tổng hội quán. Cao ốc cực hạn tổng hội quán có 31 tầng. Họ tới một phòng luyện võ trống trải cực lớn, cả phòng luyện võ đều có màu trắng bạc, có một nam tử mặc bộ đồ luyện công màu trắng, đi chân trần đang khoanh chân ngồi giữa phòng. Cửa thang máy mở ra. La Phong đi theo gia các thao, Dương Huy tiến vào phòng luyện võ khổng lồ này. Vừa vào, ánh mắt La Phong đã bị ánh mắt của nam tử mặc đồ luyện công màu trắng này hấp dẫn. Hắn cảm giác thấy một luồng năng lượng mắt thường không thể thấy dao động quanh người nam tử mặc đồ luyện công màu trắng này. Tay hắn to thật la phong liếc mắt đã phát hiện hai tay nam tử này giống như một cây quạt xuề ra một tay dễ chừng gấp đôi tay thường nhân tới rồi à nam tử mặc đồ luyện công màu trắng đứng lên cười nhìn thoáng qua la phong ngươi chính là la phong sao à lão dương ngươi chuẩn bị tiến hành khảo nghiệm cấp b cho la phong ngay ở cơ sở giang nam thị của ta à dương huy hơi chần chờ nam tử mặc đồ luyện công màu trắng nói tiếp sau khi ngươi đi tìm la phong ta đã cẩn thận ngẫm nghĩ lại, trình tự xin khảo nghiệm cấp B ở căn cứ thị cũng tương đối phiền phức, hơn nữa La Phong bất luận thành công hay thất bại, đều sẽ đi tổng bộ toàn cầu mà. Như vậy còn không bằng tới tổng bộ, trực tiếp tiến hành khảo nghiệm cấp B, như vậy đơn giản hơn nhiều. Người nói có lý đó. Dương Huy nở nụ cười, đúng vậy, La Phong mà thành công thì tiến vào trại huấn luyện tinh anh. Nếu thất bại, hắn tiến vào trại huấn luyện cơ sở bất luận làm sao thì với điều kiện của la phong việc tiến vào trại huấn luyện cơ sở cũng tuyệt đối là chẳng có vấn đề gì la phong nghe hai người này nói chuyện không khỏi tràn đầy sự nghi hoặc hai người vừa nhắc tới khảo nghiệm cấp b gì đó đó là cái gì la phong đây là hội trưởng cực hạng tổng hội quán ở cơ sở giang nam chúng ta gia cát thao thầm thì nói la phong giật mình nguyên lai like là hắn trong đầu lập tức hồi ức về những gì mình thấy trên mạng chu chính vĩnh chiến thần cường giả được gọi là thiết thủ hội trưởng cực hạng tổng hội quán ở cơ sở giang nam hai người chu chính vĩnh dương huy trò chuyện một lát rồi mới nhìn sang la phong la phong tổng bộ toàn cầu cực hạng vũ quán ta tổng cộng có hai trại huấn luyện lớn lần lượt là trại huấn luyện cơ sở và trại huấn luyện tinh anh ngươi có biết không dương huy hỏi không rõ ràng lắm la phong lắc đầu chu chính vĩnh bên cạnh cười ha ha nói ngươi khẳng định nghe nói qua về hợp đồng bồi dưỡng đặc biệt chứ la phong gật đầu lúc trước lôi điện vũ quán cũng từng dựa vào hợp đồng này để lôi kéo mình trại huấn luyện cơ sở là thu nạp nhân vật thiên tài trên toàn thế giới để họ có được huấn luyện tốt nhất trại huấn luyện tinh anh là trại huấn luyện loại nhất toàn cầu đều là thu nạp những thiên tài trong thiên tài là những học viên yêu nghiệt nhất Chu Chính Vĩnh nhìn La Phong, đồng dạng, trại huấn luyện tinh anh cũng có thể nói là toàn những thầy giáo yêu nghiệt, sư phụ của các ngươi tối thiểu cũng là chiến thần. Thậm chí còn có cả giám sát sứ, thậm chí còn là tuần sát sứ tồn tại trên cấp chiến thần. Đến cả đệ nhất cường giả thế giới hồng cũng sẽ tới trại huấn luyện. Đệ nhị cường giả thế giới, lôi thần cũng sẽ tới. La Phong ngẩn ra. Trại huấn luyện tinh anh. Thu nạp đều là những yêu nghiệt thực lực thầy giáo tối thiểu cũng phải là chiến thần. Đến cả hồng, lôi thần cũng tới à. Không chỉ riêng có sư phụ tốt nhất, tại trại huấn luyện tinh anh, các ngươi còn có thể tìm được những khí tài tiên tiến nhất trên địa cầu bây giờ, có một vài bảo bối là khai quật từ di tích văn minh cổ. Các ngươi sẽ được chỉ dạy một cách hoàn mỹ nhất. Chu Chính Vĩnh nhìn chầm chầm vào La Phong, giọng nói có vẻ khó nén nổi kích động. Dương Huy bên cạnh cảm thán nói, tập trung những học viên thiên tài nhất toàn cầu tập trung sư phụ tốt nhất tập trung khí tài tốt nhất tập hợp các loại điều kiện đây là trại huấn luyện số một toàn cầu chỉ cần không chết có thể nói tương lai tất cả đều là chiến thần la phong chớp mắt đương nhiên mỗi một suất vào trại huấn luyện tinh anh đều là vô giá ngay cả siêu gia tộc tập đoàn tài chính bỏ ra cả trăm ức cũng khó mua được một suất dương huy nhìn la phong la phong Ngươi bây giờ có cơ hội được vào trại huấn luyện đệ nhất toàn cầu như vậy, chỉ có một điều kiện duy nhất là ngươi phải thông qua được khảo nghiệm cấp B. La Phong nín thở. Siêu gia tộc tập đoàn tài chính. Với mạng lưới quan hệ của họ cộng với việc bỏ ra mấy trăm ức mà cũng không mua được một suất. Còn cả bảo bối khai quật từ di tích văn minh cổ, những khí tài hiện đại nữa à. Di tích văn minh cổ, có di tích văn minh cổ thật sao? la phong không kìm được hỏi đương nhiên có dương huy cười nói di tích văn minh của toàn cầu không chỉ có một chỗ quần chúng phổ thông không biết được những tin tức chính xác đến cả tuyệt đại đa số vũ giả cũng không biết chỉ có những người rất quan trọng những tin anh mới biết bí mật này dương huy sớm đã nhận định la phong tương lai cũng sẽ là một thành viên trong số những chiến thần tự nhiên không có gì úy kỵ dương tiên sinh hội trưởng Đại huấn luyện bậc nhất toàn cầu này có thể cho làm cho người ta gia tăng thực lực rất nhanh chứ." La Phong truy vấn. Không thể nghi ngờ về điều này, hội trưởng Chu Chính Vĩnh nói vẻ tràn ngập tin tưởng, bất luận về tố chất thân thể, hay thân pháp, đao pháp, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi vân vân, đều sẽ tăng nhanh hơn so với việc ngươi một mình cắm đầu khổ tu nhiều. "Ngươi phải biết rằng, ở đó, có những phương tiện về phần cứng, phần mềm tốt nhất, kỳ thật quan trọng nhất vẫn là phương tiện phần cứng các loại khí tài đặc biệt là bảo bối từ di tích văn minh cổ những thứ này đích xác vô cùng hữu ích với việc tăng thực lực cho vũ giả không biết nhanh bao nhiêu lần nhỉ là phong thầm nghĩ hiện tại tố chất thân thể mình đang có tốc độ đề cao rất nhanh nếu tiến vào trại huấn luyện bậc nhất toàn cầu có điều kiện trợ giúp tốt nhất thế giới e rằng việc trở thành một tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp sẽ nhanh hơn nhiều Ta mà ở lại cơ sở Giang nam thị, còn phải đề phòng hai vợ chồng ngốc thứ, độc hạt điều tra, cả ngày phải vô cùng cẩn thận, không dám có chút buông lơi nào, không bằng đi trại huấn luyện bậc nhất toàn cầu, ở tận trung tâm tổng bộ cực hạn Vũ Quán. Vợ chồng ngốc thứ độc hạt, còn chưa có khả năng điều tra tới chỗ đó. La Phong trong nháy mắt đưa ra quyết định, phải nghĩ biện pháp tiến vào trại huấn luyện bậc nhất toàn cầu nơi đó là nơi tập trung tất cả yêu nghiệt thiên tài toàn thế giới, cạnh tranh với những thiên tài yêu nghiệt nhất toàn thế giới, cũng là một việc rất vui. Còn có gì nghi vấn nữa? Dương Huy, Chu Chính Vĩnh nhìn La Phong. Sau khi vào trại huấn luyện, khi nào thì có thể trở về? La Phong hỏi. Sau khi cào trại huấn luyện tinh anh, tổng cộng phải học tập 5 năm. Trong 5 năm này, mỗi năm cũng chỉ có một tháng một tháng nghỉ ngơi, để học viên có thể về nhà. Dương Huy tiếp tục trả lời, đương nhiên nếu trong 5 năm mà ngươi sớm trở thành cường giả cấp chiến thần, tự nhiên có thể sớm tốt nghiệp trại huấn luyện. La Phong khẽ gật đầu. Trở thành chiến thần là tốt nghiệp, nếu không thành chiến thần, nhiều nhất là có thể được học tập 5 năm. Nhưng không ít đệ tử. Chu Chính Vĩnh bên cạnh cười nói, cho dù thực lực chính thức của họ đã đạt tới cấp chiến thần, nhưng cũng sẽ không đi săn giết quái thú cấp lãnh chúa mang về trại huấn luyện, để đạt được đủ chiến tích trở thành chiến thần mà vẫn dùng thân phận chiến tướng cao cấp để tiếp tục học đủ 5 năm trong trại huấn luyện. Đánh giá cấp bậc dựa theo chiến tích. Có đệ tử, cho dù là chiến thần nhưng không săn giết quái thú cấp lãnh chúa đi bán, đánh giá về cấp bậc sẽ vĩnh viễn không phải là chiến thần. Như vậy có thể ở lại trại huấn luyện cho đến lúc hết hạn 5 năm. La Phong, cơ hội học tập ở trại huấn luyện tinh anh là một giấc mộng với cả chiến thần. Do đó cho dù ngươi thành chiến thần, tốt nhất là nên tiếp tục ở lại đó. Dương Huy nhắc nhở, rồi cười, đương nhiên, nếu ngươi có thể vào đó thật thì sẽ phát hiện ra những chỗ tốt. Căn bản không cần ta nhiều lời, La Phong gật gật đầu, trong lòng cũng lấy làm kỳ lạ, xem ra trại huấn luyện tinh anh có rất nhiều thứ hấp dẫn người ta. Dương Tiên Sinh, khảo nghiệm cấp B là gì? La Phong vội hỏi. Là khảo nghiệm đối với ngươi dương huy trịnh trọng nói khảo nghiệm cấp b khó khăn cực cao cửu trùng lôi đao của ngươi đã luyện thành tới tầng thứ ba đối với sức mạnh thân thể cũng đã khống chế rất tinh vi nhưng theo ta phỏng đoán việc ngươi có thể thông qua khảo nghiệm cấp b nói đến đây dương huy lắc đầu hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin la phong lắm kỳ thật trong điều kiện bình thường người trúng cử chỉ cần tiến hành khảo nghiệm cấp a là được nhưng lúc trước quân đội hoa hạ quốc vừa đàm phán với tổng bộ cực hạng vũ quán ta chúng ta mới cho họ một suất rồi do đó nếu ngươi muốn vào thì phải tiến hành khảo nghiệm cấp b dương huy cũng không giấu giếm đương nhiên ngươi vẫn có hy vọng thông qua khảo nghiệm cấp b chứ không bị loại bỏ vẫn còn có hy vọng vâng la phong rất tin tưởng không phải chuyện lớn lúc thi triển đao pháp phụ thêm vào tinh thần niệm lực tự nhiên uy lực tăng lên rất nhiều Tin rằng việc thông qua khảo nghiệm cấp B cũng không thành vấn đề. Còn có gì hỏi nữa không? Dương Huy miễn cười. Không. La Phong lắc đầu. Ngươi có nguyện ý tiến hành khảo nghiệm cấp B, tiến vào trại huấn luyện tinh anh không? Nếu thất bại, ngươi cũng có thể vào trại huấn luyện cơ sở. Dương Huy nhìn La Phong. Ta nguyện ý, La Phong gật đầu. Dương Huy khẽ gật đầu, chỉ về phía máy kiểm tra lực quyền ở góc phòng luyện võ, ngươi đi đánh vào đó một quyền cho ta xem. Kỳ thật đây là một công việc kiểm tra rất đơn giản. Với nhãn lực của Dương Huy, Chu Chính Vĩnh, chỉ cần thông qua lúc La Phong vung quyền, nắm tay chém ra, trong nháy mắt gia tốc mấy lần là phán đoán ra cảnh giới cửu trùng lôi đao của La Phong. Sau đó, cũng có thể xem số trên máy kiểm tra lực quyền. Một lần là sức mạnh, 1.800 kg một lần là toàn lực bộc phát, 10.000 kg, kiểm tra đối chiếu, thông qua kiểm tra. Dương Huy chẳng thèm kiểm tra tốc độ và phản ứng thần kinh La Phong. Kỳ thật việc hắn kiểm tra đối chiếu chính là kiểm tra đối chiếu về cảnh giới cửu trùng lôi đao của La Phong mà thôi. La Phong ngồi trên sofa, đỏ mắt nhìn hợp đồng trong tay. Đây là một hợp đồng huấn luyện đặc thù. Cực hạn vũ quán, quả là ít hạn chế các vũ giả. La Phong cũng không có dị nghị gì với hợp đồng này, liên tiếp ký vào bốn bản hợp đồng. Bốn bản hợp đồng này, một phần để ngươi giữ. Ba bản kia chủ yếu là để cho nội bộ cực hạn vũ quán ta. Dương Huy cười lấy trong ngực ra một hộp gỗ màu đen. Bên trong hộp gỗ có một con dấu ngọc, đây là dấu của đặc sứ. Dương Huy tự mình ký tên cũng không có giá trị, phải dựa vào dấu đặc sứ. Bột. Ngọc ấn đè xuống. Cầm lấy. Dương Huy đưa một bản hợp đồng cho La Phong. Gia Cát, ngươi gọi Nha Hạ lên đây một chút. Dương Huy phân phó. Dạ. Gia Cát lập tức ra thang máy xuống dưới, chỉ một lát sau, cửa thang máy lại mở ra, Gia Cát thao mang theo một thanh niên mặc đồ luyện công. Thanh niên này tóc hơi vàng cháy, mặt thon, là một tiểu tử khá đẹp trai, hoàn toàn có thể làm minh tinh trên TV. La Phong, đây là Nha Hạ, là vũ giả trẻ tuổi được cực hạng vũ quán ta tuyển đưa vào trại huấn luyện cơ sở năm nay đây cũng một tiểu thiên tài đó dương huy cười la phong đi qua cười đưa tay ra la phong nha hạ thanh niên đẹp trai này cũng đưa tay ra khẽ bắt tay la phong nha hạ vị này là sư huynh của ngươi lần này cũng sẽ cùng ngươi đi tới tổng bộ toàn cầu cực hạng vũ quán chúng ta mục tiêu của sư huynh ngươi là trại huấn luyện tinh anh dương huy bên cạnh nói thanh niên rất đẹp trai vẫn luôn luôn lạnh nhạt mắt chợt lóe lên vẻ khiếp sợ là thiên tài sắp vào trại huấn luyện cơ sở hắn đương nhiên biết trại huấn luyện tinh anh có thể đi vào trại huấn luyện cơ sở đã là thiên tài có thể vào trại huấn luyện tinh anh đó là thiên tài yêu nghiệp nhất trong số những thiên tài la phong sư huynh tự giới thiệu một chút nha hạ học sinh của đại học số 1 giang nam thái độ nha hạ rõ ràng khác hẳn thiên tài chỉ có gặp được nhân vật thiên tài hơn mới có thể cảm thấy áp lực. Đại học Giang Nam, đại học tốt nhất cơ sở Giang Nam thì chúng ta. La Phong cười khen, sư đệ quả thật lợi hại, ta là sư huynh ngươi cũng chỉ là người thi rất kỳ tuyển sinh vào trường đại học thôi. Sư huynh đừng dễ cợt ta, đại học Giang Nam một năm lấy bao nhiêu học sinh. Huống chi trên cả nước, còn có ba đại học khác tốt hơn cả đại học Giang Nam. Còn toàn hoa hạ quốc, một năm e rằng cũng chỉ có một người có thể chính diện vào trại huấn luyện bậc nhất toàn cầu mà thôi. Nha Hạ nói ngay. Nha Hạ đứng trước mặt La Phong tuyệt không có một chút ngạo khí nào. Đích xác. Trại huấn luyện tinh anh, đối với quân đội chính phủ các nước trên toàn cầu, với các siêu tập đoàn tài chính gia tộc, với đám vũ giả, chính là cuộc chiêu sinh tuyệt đỉnh thiên tài. Một năm toàn cầu có được bao nhiêu người? Có thể có được trên 10 người đã là không tệ rồi. La Phong, Nha Hạ. Dương Huy mỉm cười, hai người các ngươi đều đi cùng một ngày, cũng chính là vào ngày này tháng sau chúng ta cùng nhau đi tới tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu. Trước 2 giờ chiều ngày 2 tháng 3, các ngươi phải tới sân bay. Chúng ta gặp nhau ở sân bay. Dạ. Dạ. La Phong, Nha Hạc trả lời. Tốt lắm, các ngươi nên trở về đi. Hãy gặp gỡ người trong nhà, sau này các ngươi cũng chỉ lâu lâu mới có thể về nhà thôi dương huy nói hai người la phong nha hạ đều ra thang máy ly khai trời đã tối ở dương châu thành một trong tám thành phố vệ tinh của cơ sở giang nam thị mọi nhà đều lên đèn chiếc chuyên xa của cực hạng vũ quán từ từ lướt trên đường la phong nhìn qua cửa sổ những chung cư những cửa hàng bên ngoài dương châu bao nhiêu năm qua ta vẫn luôn ở đây chẳng mấy chốc ta sẽ đi rồi. Ly Khai Hoa hạ quốc tiến về tổng bộ Vũ quán toàn cầu. Năm năm, thật là dài đằng đẵng. Bình thường ta vẫn có thể nói chuyện với ba mẹ, đệ đệ qua video. Mình cũng phải chú ý một chút về sinh mạng thủy cho đệ đệ, xem khi nào thì bán sinh mạng thủy. Còn nữa, A Văn, trước khi đi, ta phải đến thăm A Văn. A Văn là bạn nối khố từ bé, cảm tình không thua gì mình và đệ đệ La Hoa. Chỉ là sau khi mình trở thành vũ giả hơn nửa năm, A Văn lại vừa vặn vào đại học, mọi người cũng chỉ gặp nhau vài lần trong dịp Tết. Còn có đám huynh đệ tiểu đội hỏa chú y. Mặc dù đi cùng nhau thời gian không dài, nhưng trải qua không ít lần sinh tử. Đột nhiên, trong đầu La Phong hiện lên một bóng người. Từ hân. Từ hân phải làm sao bây giờ? Từ hân, ta ly khai hoa hạ quốc, đi tổng bộ cực hạng vũ quán toàn cầu, như vậy phải làm sao với từ hân đây trong lòng la phong rất phức tạp nhìn ra những ngôi nhà vừa lên đèn xa xa trong lòng như đảo lộn đủ vị ngọt bùi cây đắng dâng lên trong lòng la phong hít sâu một hơi rồi lắc đầu bây giờ nghĩ nhiều về tình cảm làm gì cứ thường xuyên thông qua mạng chat video với từ hân chờ ta có đủ thực lực địa vị đến lúc đó cũng không ai có thể ngăn cản ta đến với từ hân à mà có rồi từ Hân ở Đại học Giang Nam. Hừng, Nha Hạ cũng ở Đại học Giang Nam. La Phong cũng có hảo cảm với Nha Hạ, vũ giả thiên tài sắp cùng mình học ở nước ngoài. Hắn giống mình, cũng phải xa nhà rất lâu. A Văn ở trường quân đội số 2 Giang Nam, Từ Hân ở Đại học Giang Nam. Đều là đại học cả, đến lúc đó sẽ nhờ A Văn. Mấy hôm nữa đi gặp Từ Hân, cũng coi như tạm biệt trước khi đi tiếng còi xe cất lên, chiếc xe nhanh chóng vào tiểu khu Minh Nguyệt, tới nhà rồi. Vì cuối tháng này phải ly khai hoa hạ quốc, đi tổng bộ cực hạng vũ quán toàn cầu, nên trong thời gian này, sau khi về nhà, cơ hồ mỗi ngày La Phong đều ở nhà cùng cha mẹ và đệ đệ. La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan, La Hoa mặc dù rất quyến luyến, nhưng họ cũng không muốn làm ảnh hưởng tương lai tốt đẹp của La Phong. Ngày 12 tháng 3, La Phong và những đồng đội trong tiểu đội hỏa chú y tụ tập cùng nhau. Đầu tiên là bán hết những vật liệu quái thú mà họ săn giết được lúc trước. Bởi vì đây là lần cuối cùng tiểu đội hỏa Chù y bán vật liệu quái thú, nên La Phong đề nghị 5 người chia đều khoản tiền này. Lần bán vật liệu này tổng số tiền thu được là trên 800 triệu. Theo lý thuyết, La Phong có công lớn nhất, hẳn là được phân nhiều nhất, có thể được chia tới trên 3 ức. Nhưng, mọi người cũng đều hiểu, La Phong sắp ly khai tiểu đội hỏa Chù y, còn đám trần cốc, ngụy thiết, ngụy thanh đã lớn tuổi cũng sẽ giải ngũ do đó tiểu đội hỏa chùa y cũng giải tán một cách tự nhiên la phong gia nhập vào tiểu đội vũ giả hơn nửa năm nhưng đám người cao phong trần cốc đã vào tiểu đội vũ giả khá lâu nên tâm tình mọi người đều rất phức tạp la phong đề nghị năm người chia đều lập tức được cao phong đồng ý ngay khoảng này dù sao cũng do la phong và cao phong chiếm công to hai người họ đều đồng ý đám trần cốc ngụy thiết ngụy thanh cũng không nói gì nhiều mỗi người được chia trên 100 năm triệu. Buổi tối cùng ngày, tiểu đội hỏa chù y cùng uống rượu một mạch tới tận khuya, mãi tới buổi sáng ngày hôm sau đám người mới ngồi xe điện về nhà. Từ đó, tiểu đội hỏa chùa y chính thức giải tán. Trần Cốc, Ngụy Thiết, vị Thanh giải ngũ, La Phong đi tổng bộ toàn cầu, còn Cao Phong sẽ gia nhập vào một tiểu đội vũ giả khác, tiếp tục đánh đấm. Ngày 21 tháng 3, nắng vàng tươi, thời tiết rất tốt. Cơ sở Giang Nam thị, khu trung tâm đại học ở nội thành. Khu đại học chiếm diện tích cực lớn. Cả 8 trường đại học chính quy ở cơ sở Giang Nam thị đều tập trung tại đây, ở cửa một khu đại học viện, tỏa sáng mấy chữ Trường quân đội số 2 Giang Nam. Mấy chữ lớn được gắn trên chiếc cổng lớn, trông rất chói mắt. Lúc này không ít học viên cả trai lẫn gái nhanh chóng chạy ra cửa trường quân đội. Có khi nam nữ cùng nhau cũng có vài bạn nam cùng lớp hoặc bạn nữ cùng lớp chỉ duy nhất có một thanh niên mặc áo mỏng màu lam sẫm rất đơn giản dựa vào cửa trường ngó qua lan can vào nhìn những đệ tử đang lui tới ai la phong một thanh âm từ xa xa truyền đến vang lên rất lớn lúc này la phong quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi chỉ thấy xa xa trên lối đi bộ đang có một người chạy tới thanh niên này gầy yếu cả người có vẻ hào hoa phong nhã chính là hảo huynh đệ Ngụy Văn, vốn chơi với mình từ bé, rồi cùng lớn lên. A à Văn. La Phong cười chạy tới. Ta còn tới cửa trường chờ ngươi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Buổi sáng hôm nay học văn hóa xong rồi, cũng đã về ký túc xá rồi. Ở khu ký túc xá cách trường một khoảng khá xa. Ngụy Văn giải thích, à, khu trường học tách rời khu ký túc xá à. Thật làm cho một người không được vào đại học như ta phải mở mắt la phong cười quái dị mẹ kiếp ngươi là một vũ giả còn dám trêu ta ngụy văn cười hắc hắc không kìm được đấm vào ngực la phong một cái bây giờ vừa mới vào xuân trời lạnh muốn chết ngươi lại chỉ mặc một cái áo mỏng như vậy không sợ lạnh à chật chật không hổ là vũ giả ngụy văn rõ ràng mặc đồ dày hơn ấm hơn la phong nhiều la phong nhìn chung quanh đi chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi đi ha ha khó mà kiếm được một con dê béo lần này nhất định phải ngồi lâu với nhau ta muốn đi bách diệp cư ngụy văn liền nói được thì đi cái bách diệp cư gì gì đó ngươi dẫn đường đi la phong cười bình thường ở khu hoang dã ở chung với đám vũ giả trong cơ sở tiếp tế tâm tính đều luôn luôn hơi phòng bị nhưng khi đi với ngụy văn la phong có cảm giác mình như về lại thời kỳ trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông, rất thoải mái. Bách Diệp Cư, một nhà nhà hàng trung trung của giới bình dân, hai ba người ăn với nhau mất chừng hai ba trăm đồng. Đối với với thu nhập của một học sinh, đó là một khoản rất phí phạm và xa xỉ rồi. Nhưng đối với một vũ giả thì quả là rất bình thường. Tiên sinh, đi mấy người thế? Nữ phục vụ nhiệt tình đón tiếp. Hai người. La Phong nhìn quanh một chút, tìm một nơi an tĩnh nữ phục vụ mỗi ngày đều đón khách đã thấy không biết bao nhiêu nhân vật liếc mắt đã cảm giác thấy la phong khác với những học sinh bình thường trong trường chỉ cần ánh mắt sắc bén cũng đủ để làm cho nàng không nhịn được cảm thấy ớn lạnh nên nàng tự nhiên hạ thấp mình xuống nói ngay trên lầu có một nhã gian xin theo tôi chật chật nhã gian à ta chưa từng tới đó bao giờ ta cũng chỉ dẫn bạn gái tới nơi này tiêu xài xa xỉ vài lần nhưng vẫn chỉ ở đại sảnh thôi ngụy văn đi cùng la phong dọc theo thang lầu lên trên bạn gái lúc ăn tết không nghe ngươi nói chắc mới gần đây à la phong dò hỏi hai người vào một nhã gian lịch sự trên lầu cầm menu nhanh chóng gọi một vài món ăn và một thùng bia sau khi buông menu xuống ngụy văn cười nói lúc tết ta vẫn chưa hoàn toàn có quan hệ rõ ràng với bạn gái cũng chỉ sau tết lúc vừa mới khai giảng mới rõ ràng hơn chúc mừng chúc mừng La Phong không kìm được vỗ tay cười nói, lên trường quân đội chưa tới một năm, đã tán được bạn gái rồi, lợi hại. Cũng là vận khí tốt thôi. Bạn gái ta ở trường sư phạm bên cạnh. Ngụy Văn mở nắp bia, ngươi cũng biết, trường quân đội chúng ta cực nhiều nam sinh, nữ sinh ít thấy ớn. Mất cân bằng nam nữ trầm trọng. Do đó, ngươi tìm ở bên ngoài à? La Phong không khỏi nở nụ cười. Nào, chúng ta cùng một cái. Ngụy Văn cầm chai bia lên. La Phong cũng cầm một chai bia, uống vài ngụm. La Phong, tán bạn gái không phải là một việc dễ dàng gì. Ngụy Văn không kìm được lại ngẩng đầu nốc bia nừng ực, da mặt đã hơi đỏ, hắn lắc đầu thở dài, bây giờ cạnh tranh giữa người và người ghê lắm, sao bị xem mình có bạn gái không, rồi còn sao bạn gái có đẹp không? Việc này vẫn chỉ là việc nhỏ. Quan trọng nhất chính là không khí. Không khí la phong hơi nghi hoặc tỉ như ta và bạn gái ra ngoài ăn cơm nếu không tìm được một nơi ăn cơm tốt một chút bạn gái ta tính tình cũng tốt nàng cũng chẳng nói gì nhưng đám nữ sinh khác sẽ thọc mạch đủ đường ngụy văn lắc đầu nói ngươi không biết chứ đám nữ sinh đó vẫn so kè với nhau còn ghê gớm hơn cả đám nam sinh chúng ta nhiều bạn trai của cô này là là hài tử của một nhà có tiền bạn trai cô kia là học viên cao cấp của vũ quán bạn trai như thế nào cả đám đều so bì cho dù bạn gái ta không quan tâm nhưng khi ta ra ngoài ăn cơm với nàng cũng phải đưa nàng tới chỗ tốt một chút ngụy văn bất lực lắc đầu la phong giật mình không lên đại học nên la phong thật sự không hiểu lúc trong trường trung học cũng đã có một vài nữ sinh so bì với nhau rồi ngươi cũng biết ăn uống ở ngoài rất tốn tiền hơn nữa ta cũng thỉnh thoảng mua quà cho bạn gái mới một tháng mà đã tốn hơn bốn ngàn rồi ngụy văn ngẩng đầu uống sạch chai bia mắt hơi ửng đỏ có đôi khi ăn uống lại nhờ bạn gái trả tiền la phong khẽ cau mày ta và bạn gái ta đều là xuất thân nhà bình thường ở phòng thuê rẻ tiền có thể có được bao nhiêu chứ do đó bây giờ ta phải dạy kèm nhưng tiếc là ta không phải là học viên cao cấp của vũ quán việc dạy kèm cũng không kiếm được nhiều tiền lắm ngụy văn lắc đầu ta xem như nhìn thấu nhân sinh trên đời rồi chỉ là cố giữ chút thể diện thôi la phong thầm thang điều kiện kinh tế nhà ngụy văn tốt hơn nhà mình một chút lúc trước còn học trung học sơ trung học phổ thông hắn đều giúp đỡ mình chỉ một tháng ta xem như đã hết tiền rồi tổng kết lại có hai điểm xã hội này là người đạp lên người nhà ngươi có điều kiện có tiền sẽ luôn luôn có mấy người hầu hạ ở đại học còn có cả những nữ sinh vùi đầu vào cho ngươi ôm, nếu có thực lực mạnh, đã là vũ giả rồi, cũng được người ta tôn kính. Một vài người có bối cảnh lớn, càng có không ít học sinh nguyện ý theo sau, hy vọng sau này người ta giúp hắn một tay. Tiền, quyền, thực lực. Có người thành công có địa vị, có người bối cảnh nắm quyền lực cũng có địa vị. Vũ giả tất nhiên cũng có địa vị. Ngụy Văn lại mở một chai khác, do đó mới nói thế giới này rất đơn giản mọi người đều tôn kính những người có địa vị cao xem thường người địa vị thấp la phong không khỏi gật gật đầu nhiều năm như vậy la phong luôn cảm thấy ngụy văn rất thông minh lời nói rất đơn giản rất thô tục nhưng cũng đã hiểu thấu bản chất của xã hội này người có tiền sau này mà hết tiền coi như tiêu người có quyền khi không còn chức vị cũng sẽ không còn quyền nữa quyền lực và thực lực nếu từ ngoài mà có rồi cũng sẽ mất đi vũ lực tự thân mới là thực tế nhất do đó ta có kết luận cuối cùng vũ lực tự thân ngươi xem vũ giả đấy cho dù là vũ giả tàn tật vẫn có đủ vũ lực sau này có thể làm sư phụ của vũ quán ngụy văn cười cuộc tình này cũng khiến cho ta càng có ý nghĩ kiên định nhất định phải trở thành vũ giả năm nay ta có thể trở thành học viên cao cấp của vũ quán rồi hy vọng trước khi tốt nghiệp trường quân đội, có thể trở thành một vũ giả chính thức. Ngụy Văn dơ chai bia lên, nào, chúng ta cạn. La Phong nhìn Ngụy Văn không có vẻ gì say, nên cũng yên tâm. Nào, cạn. La Phong dơ chai bia lên. Hai huynh đệ vừa nói chuyện vừa uống, ăn uống xong, hai người lại kêu một bình trà, ngồi đó nói chuyện phím, cho đến 4 giờ buổi chiều, La Phong mới tiễn Ngụy Văn về ký túc xá. Ngoài khu ký túc xá. Dọc theo đường này, qua hai cái đèn đường, ngươi có thể thấy khu trường đại học Giang Nam rồi." Ngụy Văn chỉ vào con đường nói. "Ừm." La Phong nói rồi móc điện thoại ra. "Gọi điện thoại cho Từ Hân à?" Ngụy Văn chế nhạo, đột nhiên. Ngụy Văn cảm giác thấy điện thoại di động mình rung động, không khỏi lấy điện thoại di động ra, thì thầm, e rằng là bạn gái ta rủ ta cùng ăn cơm chiều. "Chà, lại tốn tiền rồi." vừa mở điện thoại di động ra, lại thấy là một SMS, tài khoản số 0306 của ngươi, vào ngày 21 lúc 16:51 giao dịch liên ngân hàng thu vào 6 triệu đồng, số dư 6 triệu. Giao dịch ngân hàng 6, 6, 6 triệu. Ngụy Văn trợn tròn mắt. Lúc này đối với hắn, đây là một con số rất lớn. Ai cho ta tiền thế? Ngụy Văn cơ hồ trong nháy mắt đã nghĩ tới một người, chính là La Phong bên cạnh hắn giữa thân thích bằng hữu e rằng cũng chỉ có la phong có thể bỏ ra số tiền như vậy mà mặt không đổi sắc la phong là ngươi à ngụy văn ngẩng đầu nhìn la phong la phong đưa tay đặt lên vai ngụy văn a văn đã muốn làm vũ giả ngươi phải toàn tâm mà cố gắng đừng lãng phí thời gian dạy thêm nữa khoản này coi như tiền mừng của ta chúc mừng ngươi lần đầu tiên chính thức yêu đương sau này ta xem mấy đứa bạn của bạn gái ngươi còn dám nói gì nữa nam nhân mà Trước mặt phụ nữ phải ngẩng cao đầu lên. Mắt Ngụy Văn không khỏi hơi đỏ lên. Mẹ kiếp, không thể nào, ngươi chẳng lẽ muốn khóc à? La Phong trợn tròn mắt, giống như nhìn thấy việc gì rất kỳ quái. Khóc cái rắm, ngươi đó. Ngụy Văn không khỏi nở nụ cười. Khoản tiền này đích xác chẳng là gì với La Phong cả, tùy tiện săn giết một con quái thú chiến tướng trung cấp, cái giá cũng trên 10 triệu rồi. Thôi, ta đi đại học Giang Nam đây. La Phong vẫy tay, rồi đi dọc theo con đường tới đại học Giang Nam. Ngụy Văn nhìn thông báo SMS về số dư, nhìn con số 6 triệu kinh người đó mà vẫn cảm thấy tất cả như đang trong mơ. Mấy hôm trước hắn còn vì việc yêu yêu đương mà lo lắng. Bề ngoài thì ra vẻ tươi cười, nhưng bên trong thì ngầm sầu muộn. Không ngờ quay đi quay lại, hắn đã thu được một khoản tiền khổng lồ rồi, nếu Thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.